Đây là tổng tài kỳ lạ nhất mà tôi từng biết, không chỉ mắc chứng bệnh sạch sẽ cực nặng, mà còn là một chiếc máy phát hiện nói dối chạy bằng cơm. Ngày đầu tiên anh đi tuần tra khu trung tâm thương mại nhà mình, đã không chút do dự đuổi thẳng cẳng một cô nhân viên, bởi vì đối phương nói dối bị anh nhìn thấu một cách trần trụi. Cuộc đời Cố Thừa Trạch ghét nhất trên đời, chính là loại người chuyên trị nói dối, mà người ta hay nói ghét của nào trời trao của đó. Một ngày nọ anh đã chạm trán với cô nàng Yến Thư, mở miệng đóng miệng là nói dối. Yến Thư vừa mới về nước được 2 ngày, đã bị người mẹ hám của mình ép đi xem mắt. Để làm hỏng lần xem mắt này, cô đã cố tình ăn mặc kiểu gái ba chơi chơi cháy cháy đồ. Hơn nữa vừa xuất hiện đã trực tiếp hỏi đối phương tài sản có bao nhiêu. Nếu như không có mấy chục triệu thì đừng lãng phí thời gian của nhau làm gì. Những lời này đã khiến có đối tượng xem mắt của cô tức đến đỏ mắt, thế là đã liên tục mắng chửi xa xả vào mặt của cô. Anh ta mắng cô là một con đàn bà chỉ biết đào mỏ, cơ mà Yến Thư lại bày ra dáng vẻ chẳng làm sao hết, khiến đối tượng xem mắt lại càng phẫn nộ hơn. Anh ta cầm ly rượu vang lên rồi hất thẳng về phía cô. Tôi thấy cô muốn đào mỏ bước vào hào môn đến điên rồi nhỉ. Tôi hất nước vào mặt cô là muốn giúp cô tỉnh táo chút. Yến Thư cũng không ngờ mình lại gặp phải tên đàn bà dài tay như vậy. Đây là cái người mà mẹ cô hay nói là người đàn ông tốt sao? Chịu thật đấy. Để phản kích, cô đã nói bừa rằng tổng tài của tập đoàn Thịnh Hồng đang phát biểu trên truyền hình đang theo đuổi cô. Anh ấy u mê cô đến mức muốn đuổi cũng không đuổi được kia kia. Câu nói này vừa hay bị Cố Thừa Trạch nghe không sót một chữ. Vậy mà lại dám dùng anh để làm lá chắn, đúng là không biết tốt xấu. Thế là đã đi lên để vạch trần lời nói dối của cô. Yến Thư không thể nào ngờ được, cái tên Cố Thừa Trạch mà mình vừa bốc phét lại đang ở nơi này. Lần này đúng là ăn cứt thật rồi. Đối tượng xem mắt thấy vậy, thì lại ở bên cạnh bắt đầu nói những lời bẩn tai gai mắt mỉa mai cô. Yến Thư làm sao mà chịu được cục tức này cơ chứ? Thế nên là chỉ đành đem lời nói dối diễn đến cuối cùng. Biểu cảm trên khuôn mặt cô lập tức thay đổi, cô bắt đầu làm nũng với Cố Thừa Trạch. A Trạch à, anh thật sự là đồ vô lương tâm mà. Ngay cả khi ngày trước người ta có làm anh tổn thương, thì anh cũng không nên tỏ ra không quen biết người ta như vậy chứ. Yến Thư dùng ánh mắt bồ câu con đậu con bay nhìn chằm chằm vào đối phương, bày tỏ sự tiếc nuối vì năm đó đã không đồng ý lời yêu của Cố Thừa Trạch. Nước mắt của Cố Thừa Trạch bỗng nhiên không kìm được mà rơi xuống. Anh cũng không biết tại sao mình lại có phản ứng với lời nói dối của cô gái này mạnh mẽ đến như vậy. Cơ thể không nghe theo não bộ mà bắt đầu run rẩy, thậm chí không thể đứng vững. Yến Thư thuận thế ôm lấy anh ấy, nói rằng mình đồng ý ở bên cạnh anh, hy vọng anh không bị buồn nữa. Đối tượng xem mắt của Yến Thư đứng đối diện mà chỉ biết mắt chữ O miệng chữ A, xem ra tình hình đúng như là những gì Yến Thư nói. Thế là anh ta xấu hổ gượng gạo vội vàng rời khỏi hiện trường. Anh ta vừa rời đi một cái, Yến Thư đã thể hiện rõ sự không kiên nhẫn muốn đẩy Cố Thừa Trạch ra, nhưng anh lại chẳng hiểu sao cứ ôm chặt lấy cô mãi không buông. Sau một hồi vật lộn, Cố Thừa Trạch vừa chớm khỏe hơn một cái đã dùng sức đẩy cô ngã nhào. Yến Thư cũng chẳng muốn nói nhiều với anh, cô xách túi lên rồi đi thẳng, hơn nữa còn bảo nhân viên phục vụ rằng hãy tìm đến Cố Thừa Trạch để thanh toán. Đây là lần đầu tiên Cố Thừa Trạch gặp được loại phụ nữ mà mình chán ghét nhất trên đời, có tất cả các đặc điểm mà anh kỳ thị nhất. Sau khi quay về nhà, Yến Thư đã cãi nhau to một trận với mẹ. Cô bảo bà đừng có mà tự ý sắp xếp buổi xem mắt cho mình nữa. Cảnh hai người cãi nhau đã bị người chị gái không cùng huyết thống là Hàn Quân Giao nhìn thấy. Thế là đã bắt đầu lên tiếng chế giễu mẹ con hai người họ. 7 năm trước, mẹ của Yến Thư đi bước nữa, cô cùng bà đến nhà họ Hàn chung sống với gia đình họ. Hàn Quân Giao lúc nào cũng bắt nạt Yến Thư, ngày nào cũng nghĩ cách để đuổi mẹ con họ ra khỏi nhà. Nhưng mẹ của cô dù sao cũng được ông Hàn Chí bằng danh chính môn thuận rước về, nên Hàn Quân Giao tuy tức lắm mà chẳng làm được gì. Cơ mà Yến Thư cũng chán thấy bà nội với cảnh mấy người họ cứ đấu qua đấu lại với nhau mỗi ngày. Cô chẳng muốn ở cái nhà này thêm một giây phút nào nữa. Nhưng vừa ra ngoài thì đã bị một chiếc ô tô quẹt phải. Tâm trạng đang khó ở sẵn còn gặp phải chuyện này. Yến Thư tính đứng dậy chửi cho đối phương một trận, nhưng vừa quay mặt thì phát hiện người đụng chúng mình chính là Cố Thừa Trạch. Đúng là oan ra ngõ hẹp mà. Cơ mà cô của hiện tại với em gái làng chơi ban ngày thật sự rất khác biệt, nên Cố Thừa Trạch không nhận ra cô. Thế là cứ liên tục hỏi cô có bị thương ở đâu không, có cần đưa đến bệnh viện không. Yến Thư chẳng thèm đáp lấy một lời, chỉ muốn rời khỏi đó càng nhanh càng tốt. Cố Thừa Trạch hiểu nhầm cô bị câm điếc, nên đã đưa cho cô một khoản tiền cùng một tấm danh thiếp, dùng động tác tay để nói có chuyện gì có thể liên lạc với mình. Ngỡ tưởng hai người sẽ không bao giờ gặp lại nữa, nhưng Hàn Quân Giao đã lợi dụng quan hệ của mình, giành được hợp đồng đại lý độc quyền cho ra mắt sản phẩm mới của tập đoàn Thịnh Hồng, rồi thành công ngồi lên vị trí phó chủ tịch của tập đoàn Hàn Thị, cuối cùng đã không còn ngang hàng tổng giám đốc bộ phận với Yến Thư nữa. Bởi vì Yến Thư đến phòng thiết kế, xong cướp đi vị trí tổng giám đốc phòng khiến Chu Đan ghi thù trong lòng. Thế là cô ta đã ăn cắp bản thiết kế của Yến Thư rồi nhảy việc sang tập đoàn Thịnh Hồng. Hôm nay tình cờ là ngày diễn ra triển lãm đồ lót quốc gia, Yến Thư và trợ lý cùng nhau tất bật bày biện gian hàng, kết quả lại lần nữa đụng phải Cố Thừa Trạch khiến tài liệu rơi rải rác tung tóe. Cố Thừa Trạch không những không xin lỗi mà còn né sang một bên xa xa, trợ lý bên cạnh của anh ta còn dùng xịt khử trùng xịt xịt, cứ như thể Yến Thư là con vi khuẩn gì đấy đáng sợ lắm vậy. Cô không nhịn được mà lên tiếng mắng mấy câu. Lúc này Cố Thừa Trạch cuối cùng cũng nhớ ra cô chính là cô gái bị mình quẹt trúng hôm qua. Hóa ra là cô có thể nói chuyện, điều này khiến anh rất là bực bội và phẫn nộ. Hôm đó cô cố tình giả câm điếc là tính lừa tiền viện phí của tôi đúng không?
Yến Thư từ nhỏ đã sống trong sự tranh luận lớn lên, để mà nói về cãi nhau, thật sự chưa từng ai thắng được cô cả. Thế là chỉ đôi ba câu đã khiến Cố Thừa Trạch chỉ biết há hốc mồm im lặng, sau đó quay người tiêu sái rời đi. Nhưng chẳng bao lâu hai người đã gặp lại nhau, bởi vì thiết kế của Yến Thư giống y hệt với thiết kế của tập đoàn Thịnh Hồng. Một trong hai bọn họ chắc chắn là có người đã sao chép của đối phương. Cố Thừa Trạch đột nhiên nhớ ra Yến Thư chính là người phụ nữ thiếu trung thực, nói dối không chớp mắt trong quán cà phê hôm trước, thế nên đã khẳng định chắc nịch là cô ăn cắp. Yến Thư không ngờ Chu Đan đã ăn cắp tác phẩm của mình, bây giờ còn dám cắn ngược lại, chỉ vì có chủ tịch tập đoàn Thịnh Hồng chống lưng sao? Cuộc tranh cãi giữa hai người nhanh chóng trở thành tâm điểm của giới truyền thông. Yến Thư đứng đó chẳng thể nói được câu gì. Lúc này, cô chị gái khác cha khác mẹ Hàn Quân Giao đi tới, nhưng cô ta không hề giúp Yến Thư giải vây, mà trực tiếp ở trước mặt mọi người đuổi việc cô, bởi vì cô ta vốn đã ngứa mắt với Yến Thư từ lâu, nên muốn nhân cơ hội này tống cổ cô đi, để cô cả đời này không bao giờ được bước chân vào Hàn thị nữa. Hành động này của Hàn Quân Giao khiến ống kính máy quay tập trung hết về phía Yến Thư, còn chủ tịch tập đoàn Thịnh Hồng, người tố cô ăn cắp lại đứng một bên hờ hững chứng kiến. Đột nhiên có một người đàn ông lao tới lôi Yến Thư ra ngoài. Cố Thừa Trạch lộ rõ vẻ không thể tin nổi, bởi vì người đó chính là em trai của anh, Cố Cẩn Quân. Sau khi thoát khỏi vòng vây của phóng viên, Cố Cẩn Quân đã trực tiếp hỏi thẳng cô tại sao 7 năm trước lại nhận tiền của bà nội anh rồi không từ mà biệt. Yến Thư không muốn nhớ lại những hồi ức nhục nhã đó, và cũng không muốn liên quan gì đến Cố Cẩn Quân nữa, nên đã giả vờ thành một cô gái hám tiền, để Cố Cẩn Quân có thể hoàn toàn từ bỏ mình. Bởi vì cầm tiền của bà nội anh thì phải cố gắng hoàn thành chứ, cơ mà lấy tiền rồi giả vờ yêu anh thật sự rất mệt. Những lời nói này hoàn toàn chọc giận Cố Cẩn Quân, thế là anh không chút do dự tát mạnh vào mặt cô một cái. Yến Thư nói như vậy cũng tốt, từ nay về sau tôi với anh không liên quan gì đến nhau nữa, rồi xoay người rời đi. Ở bên này sau khi phái thuộc hạ đi điều tra, Cố Thừa Trạch biết được Yến Thư và Cố Cẩn Quân là mối tình đầu của nhau, nhưng vì bà nội không đồng ý làm dùm beng lên rồi chia tay không mấy vui vẻ. Chẳng trách Cố Cẩn Quân lại đột nhiên ăn chơi sa đọa như vậy, ngày không ở quán bar thì cũng trong tình trạng say khướt, người yêu thì thay như thay áo, ra là bị mối tình đầu chơi cho một vố quá đau. Cố Thừa Trạch đến quán bar đón thanh niên đang say bí tỉ về nhà, là một người mắc chứng bệnh sạch sẽ. Anh rất ghét những nơi kiểu như thế này, nếu như không phải cùng nhau lớn lên, thì anh còn khướt mới thèm quan tâm. Cố Thừa Trạch dùng một tấm vải phủ lên người Cố Cẩn Quân, rồi miễn cưỡng cõng đối phương về nhà. Để vực dậy tinh thần cho Cố Cẩn Quân, Cố Thừa Trạch quyết định mời Yến Thư đến công ty mình làm việc. Thế là đã sai thư ký đi điều tra về hành tung của cô. Lúc này Yến Thư vừa về đến nhà đã nghe thấy tiếng mẹ cãi nhau với Hàn Quân Giao về mình. Hàn Quân Giao thậm chí còn muốn đuổi thẳng cẳng cô ra khỏi nhà. Yến Thư cũng không muốn nhìn thấy mẹ khó xử. Hơn nữa cô cũng đã sớm chán ngôi nhà này rồi. Thế là xách chiếc túi lên rồi bỏ đi. Cô đi đến quán ba hồi bố mình còn sống thích tới nhất, rồi uống say một trận. Một lúc sau Cố Thừa Trạch và thư ký Cao Dương đi tới. Cao Dương đã cầm sẵn lọ keo xịt khử trùng. Cố Thừa Trạch đi đến đâu thì anh xịt tới đó. Cố Thừa Trạch vừa tới đã vào thẳng vấn đề, muốn mời cô đến tập đoàn Hồng Thị làm việc trong bộ phận thiết kế. Yến Thư thật sự vô cùng sửng sốt. Ủa alo, đây là âm mưu quần què gì vậy? Ban ngày vừa tố cáo cô ăn cắp, bây giờ lại muốn mời cô về làm. Đây là kịch bản cẩu huyết gì vậy? Nghĩ cô dễ bắt nạt lắm hả? Thế là không chút khách khí bảo anh cút đi xa xa chút. Cô không bao giờ muốn nhìn thấy cái gương mặt đáng ghét của anh nữa. Mấy người đàn ông gần đó cũng không nhìn nổi cảnh cô gái xinh đẹp bị bắt nạt, thế là đứng ra tính đòi lại công bằng cho cô. Lúc này Yến Thư đã say không hay biết gì, lẩm bẩm vài câu rồi ngã nhào vào ngực của Cố Thừa Trạch. Mọi người thấy vậy thì tưởng họ là một cặp tình nhân trẻ trâu đang cãi vã, nên cũng chẳng dài tay nhiều chuyện nữa. Yến Thư lúc này giống như có chất dính, cứ áp sát vào người Cố Thừa Trạch. Cố Thừa Trạch cực kỳ khó chịu, nhưng vì cố giữ cái lớp ngoài phong độ cũng chẳng nhẫn tâm vứt cô lại. Thế là xách cổ cô như xách một con gà rồi rời khỏi đó. Kết quả vừa bước ra khỏi quán bạn, Yến Thư đã nôn nguyên một bãi lên người anh. Cố Thừa Trạch không thể chịu đựng được nữa, anh ném cô sang một bên như thể ném một củ khoai tây nóng. Ngay giây sau đã có một chiếc giày bem thẳng vào mặt anh. Ủa đây là cái nghiệp gì thế này? Trong đầu Cố Thừa Trạch thầm nghĩ, tại sao mỗi lần gặp cô ta đều đen đủi như thế này? Thư ký Cao nghe thấy tiếng thì vội vàng chạy tới, lập tức lấy thuốc khử trùng ra xịt lấy xịt để. Tổng tài bá đạo có lòng tốt giữ cô gái xinh đẹp ở lại nhà mình một đêm, nhưng lại chê bai cô quá là bẩn, thế là đã bịt mắt lại dùng cọ bồn cầu trà trà tắm rửa cho cô. Yến Thư sau khi tỉnh lại nhìn thấy quần áo bị vứt trong thùng rác, thì đã nhớ hết toàn bộ mọi chuyện, cô tức muốn nổ đom đóm mắt, thế là đã không chút khách khí ở bên trong nhà của Cố Thừa Trạch lục lọi các thứ, rồi mặc quần áo và giày của đối phương, xông thẳng đến tập đoàn Hồng Thị muốn combat một trận. Cô nhân viên lễ tân nói không có lịch hẹn trước thì không thể vào. Thế là Yến Thư đã sử dụng chiêu thức đặc biệt, cô cứ nói là tôi là cô gái tối hôm qua Cố Thừa Trạch đưa từ quán bar về nhà, rồi xé rách hết quần áo mà vẫn chưa đền tiền, yêu cầu anh ta gặp tôi ở quầy lễ tân trong vòng 3 phút nữa.
Những lời Yến Thư vừa nói khiến cô Tiếp Tân sợ hãi, vội vàng gọi điện đến phòng làm việc của tổng tài. Cố Thừa Trạch không thể nào ngờ được Yến Thư dám ở trước mặt nhân viên công ty mình hủy hoại danh tiếng của anh như vậy. Thế là đã nhanh chóng đi xuống rồi hung hăng kéo cô ra khỏi tòa nhà. Anh cố gắng kìm nén suy nghĩ muốn tường Yến Thư một trận, rồi hỏi cô tìm mình có chuyện gì. Yến Thư bày ra dáng vẻ ngượng ngùng bảo anh trả giúp mình tiền taxi, thậm chí cô còn bảo Cố Thừa Trạch là chồng của mình, bởi vì anh ấy quá bận nên đã làm mất thời gian của ông. Thế là đã đưa thẳng 100 tệ không cần phải trả lại. Mặc dù Cố Thừa Trạch rất tức giận, nhưng vẫn nghe lời làm theo. Các nhân viên bên dưới đang áp sát vào cửa kính để hóng hớt chuyện của ông chủ mình. Cố Thừa Trạch rất nhanh đã nhận ra Yến Thư đang mặc quần áo của mình. Anh còn chưa kịp tức giận thì cô đã lên tiếng chê bai. Cố Thừa Trạch lập tức lùi xa 3 mét, xong bắt đầu lấy lọ xịt khử trùng ra xịt lấy xịt để. Yến Thư thật sự không thể chịu nổi cái căn bệnh sạch sẽ đến mức biến thái của anh. Nếu không phải có việc cần nhờ thì cô đã xách hàng chạy xa 8 hướng rồi. Nhưng bây giờ cô chỉ có thể lợi dụng hiệu ứng đám đông để đạt được mục đích của mình. Thế là không nói không rằng đã trực tiếp hôn Cố Thừa Trạch. Anh cứng đờ cả người, triệu chứng dị ứng với lời nói dối khiến huyết áp không ngừng tăng cao, thậm chí còn chảy cả tương ca. Sau khi bình tĩnh lại một lúc, Cố Thừa Trạch đã kéo thẳng cô lên phòng làm việc của mình. Anh cảm thấy Yến Thư là người duy nhất có thể khiến em trai mình có động lực để đến công ty làm việc. Thế là Cố Thừa Trạch đã cố gắng kìm nén cơn tức giận để có thể nói chuyện với cô một cách bình thường nhất. Yến Thư nói mình muốn làm giám đốc thiết kế, nếu không thì dẹp hết đi. Nhưng Cố Thừa Trạch vẫn luôn tồn tại cái nhìn phiến diện về cô. Trong lòng anh vẫn khăng khăng khẳng định cô đã ăn cắp ý tưởng của nhân viên công ty mình. Anh dùng trăm phương ngàn kế để mời cô đến, chỉ là để giúp cho Cố Cẩn Quân. Hai người trong số họ không ai chịu thỏa hiệp, cuối cùng đã đưa ra quyết định cuối cùng, để Yến Thư làm trợ lý đặc biệt của chủ tịch đi xử lý công việc bên bộ phận thiết kế. Trước khi rời đi, Yến Thư còn đưa ra một lời yêu cầu vô lý với Cố Thừa Trạch. Cô bảo anh cho mình vay chút tiền, Cố Thừa Trạch từ chối không chút do dự. Ngoài vấn đề công việc ra, thì anh ấy không muốn dây dưa gì thêm với người phụ nữ đáng ghét này cả. Trên người không còn một xu dính túi, Yến Thư chỉ đành lần nữa sử dụng tuyệt chiêu. Nếu như anh không đưa tiền cho tôi mượn, thì tôi sẽ lập tức chạy ra ngoài bảo với nhân viên của anh là tối qua anh ngủ với tôi xong nhưng không chịu trả tiền. Lời vừa nói xong Cố Thừa Trạch đã bị ngất xỉu. Yến Thư nghĩ ủa alo sao mà có thứ đàn ông yếu đuối vậy nhỉ? Đường đường là tổng tài của tập đoàn Thịnh Hồng lại ẻo lả vậy sao? Hết bị chảy tương cả giờ lại bị ngất xỉu, chịu đấy. Cô vỗ vỗ rất lâu vẫn không thấy đối phương tỉnh lại. Không còn cách nào, Yến Thư chỉ đành tiến hành hô hấp nhân tạo cho anh ấy. Chính vào lúc môi sắp chạm môi, Cố Thừa Trạch đã lập tức tỉnh lại, mặt đầy sự ghét bỏ đẩy cô sang một bên, để Yến Thư có thể nhanh chóng biến mất cho khuất mắt mình. Cố Thừa Trạch đã lấy ra một xấp tiền từ máy khử trùng đưa cho cô, sau đó còn đưa cô đến trung tâm mua sắm của nhà mình, chọn một bộ quần áo cho cô thay. Yến Thư không ngờ một tên đầu óc có vấn đề như anh ta lại có những lúc đáng tin như vậy, hê hê. Cô lựa chọn bộ quần áo đắt tiền nhất rồi vui vẻ quay về nhà. Kết quả đã bị cô chị gái khác cha khác mẹ tống cổ ra ngoài, thậm chí còn đã gói sẵn hành lý gọn gàng cho cô luôn rồi. Yến Thư không có nhà để về, lại không có bạn bè, quan trọng nhất là không có tiền. Chẳng còn cách nào ngoài vác cái mặt dày đứng trước cửa nhà của Cố Thừa Trạch, hy vọng anh có thể tốt bụng cho mình ở nhờ vài ngày. Nhưng cho dù Yến Thư có bán thảm tỏ vẻ đáng thương như thế nào, thì Cố Thừa Trạch vẫn thờ ơ chẳng quan tâm. Anh không muốn rước cô nàng rắc rối này về nhà chút nào. Yến Thư chẳng khác gì khắc tinh của đời anh, chỉ đôi ba câu cũng khiến anh tức giận thấy bà nội, nên anh chả hơi đâu mà cho cô ở nhờ. Nhưng chẳng mấy chốc đã có hàng xóm tìm tới tận cửa, bởi vì Yến Thư đã nói với đối phương rằng mình cãi nhau với người yêu nên bị đuổi ra ngoài, chỉ có thể ngủ ngoài hành lang. Anh hàng xóm thật sự không thể ngồi yên, thế là đã thay cô tìm lại công bằng. Cố Thừa Trạch nghe xong thì tuyệt vọng không thể giấu. Anh đừng có mà nghe cô ta nói linh tinh. Yến Thư lập tức làm ra dáng vẻ như mình đã khiến bạn trai tức giận, cô khóc lóc cầu xin sự tha thứ. Cố Thừa Trạch tức muốn nổ tung, thế là vội vàng dùng lực đẩy cô ngã sang một bên. Đây là lần đầu tiên anh hàng xóm nhìn thấy có người đàn ông thô lỗ như vậy. Anh bảo Yến Thư đừng níu kéo nữa, hãy mau chóng mà chia tay, tối nay anh sẽ cho cô ngủ nhờ. Cố Thừa Trạch nghe vậy thì giãn cơ mặt, vui vẻ đóng sầm cửa. Nhưng sau đó anh lại cảm thấy không an tâm, sao có thể để cô nửa đêm nửa hôm đi ngủ nhà người đàn ông lạ mặt khác chứ? Lỡ như người ta có suy nghĩ không đứng đắn thì sao? Anh càng nghĩ lại càng lo lắng, sau một hồi do dự lại ra mở cửa, còn không mau đi vào nhanh lên. Tổng tài đang nằm ngủ ngon lành, đột nhiên cảm thấy có gì đó ở dưới chân mình đang động đậy, thế là vội vàng tỉnh giấc. Sau khi nhìn kỹ thì phát hiện là một cô gái. Cố Thừa Trạch không thể nào ngờ được, mình tốt bụng chứa chấp cô nàng Yến Thư không nhà để về, mà mới đêm đầu tiên cô đã trèo lên giường của mình, tính bẫy anh hay gì, đúng là nằm mơ. Anh sẽ chẳng bao giờ yêu cái kiểu người qua quýt, suốt ngày chỉ biết nói dối như người phụ nữ này. Anh ấy bem cô rơi xuống giường một cách không thương tiếc, nhưng sau khi gọi mãi không thấy cô tỉnh thì lại lo lắng. Thế là anh vội vàng cầm một tờ khăn giấy đặt lên trán cô sờ thử, hóa ra là bị sốt rồi. Trong đầu anh nghĩ, ha ha, đúng là quả báo đến sớm mà, cô cứ tự sinh tự diệt đi. Miệng thì rất kiêu ngạo nói mặc kệ cô, nhưng cơ thể thì lại rất thành thực thái gừng nấu canh hạ sốt cho đối phương. Cố Thừa Trạch cũng chẳng thể hiểu được hành động khác thường này của mình.
như thể não và cơ thể chia tách nhau ra vậy. Anh trang bị vũ khí đầy đủ bắt đầu bón thuốc cho Yến Thư, biểu cảm muốn có bao nhiêu sự kỳ thị thì có bấy nhiêu sự kỳ thị, nhưng đến cuối cùng vẫn rất kiên nhẫn bón hết sạch số canh cho cô, đã vậy còn ở bên cạnh chăm sóc cô cả đêm. Sáng hôm sau khi thức dậy, xác nhận cô đã hạ sốt mới yên tâm lên đồ đi làm, cơ mà khi đến công ty anh lại ngủ gà ngủ gật, ngay đến cả mấy nhân viên cấp dưới tới để báo cáo công việc, anh cũng không hề hay biết. Thư ký Cao thấy vậy thì vội vàng gọi anh dậy, tất cả là tại người phụ nữ đó, khiến tôi hai ngày nay không được ngủ. Lời vừa nói ra đã khiến tất cả mọi người ở đó sốc nặng, họ nhanh trí ra ngoài để ông chủ nghỉ ngơi hồi sức. Giờ thì hay rồi, Cố Thừa Trạch có 10 cái miệng cũng chẳng thể nào giải thích được nỗi oan thị màu này. Bên này Yến Thư ngủ một giấc đến tận giữa trưa, phải hiểu hôm nay là ngày đầu tiên cô đến tập đoàn Thịnh Hồng làm việc. Thế là vội vàng đi vệ sinh cá nhân, rồi lục lọi hết cả hành lý để tìm quần áo. Phút chốc biến ngôi nhà trở nên thật lộn xộn như ổ gà, sau đó nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Bởi vì Yến Thư vừa tới đã trực tiếp đảm nhận toàn bộ bộ phận thiết kế, nên không tránh khỏi những lời bàn tán. Họ nghĩ cô đã dựa vào mối quan hệ không đứng đắn với Cố Thừa Trạch để leo lên vị trí này. Cô vừa bước vào, cô nàng Chu Đan từng ăn cắp bản thiết kế hãm hại Yến Thư bỗng cảm thấy vô cùng bất an. Cô ta không ngờ Yến Thư lại ôm được cái đùi lớn là Cố Thừa Trạch, có được sự hỗ trợ phía sau của tổng tài, sợ rằng Yến Thư sẽ tìm mình gây rắc rối cho xem. Đúng như dự đoán, Yến Thư rất nhanh đã dạy cho đối phương biết thế nào là lễ hội. Yến Thư phát hiện mẫu thiết kế của Chu Đan làm tồn tại nguy cơ thiếu an toàn tiềm ẩn, thế là đã yêu cầu nhà máy ngừng sản xuất sau đó nghiên cứu lại. Cố Cẩn Quân bị Cố Thừa Trạch lừa đến công ty, bỗng nhìn thấy Yến Thư xuất hiện tại nơi này thì lập tức hiểu ra tất cả mọi chuyện. Anh tức giận kéo Yến Thư sang một bên, chất vấn tại sao cô lại ở nơi này. Không phải nói là sẽ không bao giờ muốn liên quan gì đến anh ta nữa sao? Lời vừa mới dứt chưa hết hơi đã bước vào công ty của anh rồi, định chơi lạt mềm buộc chặt hay gì? Cảnh tượng hai người giằng co nhau đã bị Cố Thừa Trạch nhìn thấy tất cả. Xem ra việc anh gọi Yến Thư đến công ty làm việc khá là có tác dụng với Cố Cẩn Quân. Tuy rằng Cố Cẩn Quân vẫn rất ghi thù chuyện Yến Thư bỏ rơi mình vào 7 năm trước, nhưng đúng là đã chăm chỉ đến công ty và tập trung làm việc hẳn. Hôm đó, Cố Cẩn Quân đặc biệt đến bộ phận thiết kế để giám sát. Anh phát hiện thiết kế của Chu Đan bị Yến Thư yêu cầu nghiên cứu lại, thì đã lên tiếng hỏi tại sao cô lại làm như vậy. Yến Thư nói thiết kế mẫu có vấn đề, nếu như không nghiên cứu lại thì chắc chắn sẽ để lại hậu quả không thể lường trước được. Nhưng Cố Cẩn Quân lại cố tình chống đối lại Yến Thư. Anh còn chế giễu cô một người ăn cắp bản thiết kế của người khác, thì làm gì có tư cách mà đánh giá chỉ tay năm ngón. Thế là anh ta đã không thèm nghe theo lời khuyên của Yến Thư, cố chấp để nhà máy thiết kế theo mẫu ban đầu. Yến Thư cũng chẳng rảnh đâu mà quan tâm, dù sao cô cũng đã làm hết những gì mình nên làm rồi. Sau này lô sản phẩm có bị sao thì cô cũng sẽ mặc kệ. Chẳng mấy chốc lô sản phẩm này đã được tung ra thị trường, doanh số bán hàng thật sự đáng kinh ngạc. Chu Đan tỏ ra vô cùng đắc ý, cô ta nói muốn mời tất cả những người ở bộ phận thiết kế đi ăn tối để chúc mừng, và mời cả Cố Thừa Trạch cùng tham gia nữa. Ở bàn ăn, Chu Đan cố tình làm khó Yến Thư, cô ta nói chỉ cần Yến Thư chịu trả tiền bữa hôm nay thì sẽ không tính toán gì với cô nữa. Yến Thư tức đến nghiến răng nghiến lợi, bữa ăn này xương xương cũng đến hơn 3.000 đô, bằng chi phí nguyên một tháng sinh hoạt của cô luôn đó. Cố Thừa Trạch đang định giúp cô giải vây, thì lại nhìn thấy cô lấy ra từ bên trong túi một xấp tiền mặt. Trong lòng nghĩ rõ ràng cô có tiền, tại sao còn sống như một kẻ ăn xin ở trong nhà của mình. Thế là sau khi về nhà đã bắt đầu chất vấn cô một tràng, rồi yêu cầu cô mau dọn ra khỏi nhà mình. Yến Thư để có thể ở lại chỉ có thể nói ra sự thật. Cô đầy ngượng ngùng nói, thật ra số tiền hôm nay cô lấy ra là của Cố Thừa Trạch. Sáng nay khi đang ăn sáng, Yến Thư bỗng phát hiện ra bên trong máy khử trùng có rất nhiều tiền mặt. Thế là đã tự ý lấy đi 3.000 đô, mà không hề xin phép xong còn viết một tờ giấy ghi nợ. Cố Thừa Trạch thật sự bội phục cô luôn có thể làm ra những chuyện mà anh chẳng thể nào ngờ tới. Yến Thư cũng biết làm như vậy là không đúng, thế là vội vàng xin lỗi cầu mong anh tha thứ, đồng thời hứa sẽ trả lại ngay sau khi nhận lương. Yến Thư còn hứa sau này sẽ không động vào một phần tiền nào của anh nữa. Cố Thừa Trạch cũng chẳng rảnh mà đôi co với cô, anh trực tiếp lấy căn cước và hộ chiếu của cô để làm vật thế chấp. Yến Thư đúng là nhọ hơn cả nhện nhọ, đã làm trò con bò rồi lại còn mất hết số tiền đi vay trong một ngày, không biết phải làm sao tiếp theo đây. Cố Thừa Trạch vốn muốn dùng Yến Thư để tạo thêm động lực cho Cố Cẩn Quân, nhưng không ngờ Cố Cẩn Quân lại cố chấp muốn đối đầu với Yến Thư, thậm chí còn coi nhẹ lợi ích của công ty. Sản phẩm được sản xuất ra có vấn đề về chất lượng, gây tổn hại cho công ty rất nhiều, khiến giá cổ phiếu rớt xuống đỉnh điểm. Mà lúc này Yến Thư, trưởng phòng thiết kế đang bị Cố Cẩn Quân làm khó. Anh sai cô đi mua hết thứ này đến thứ kia như chân sai vặt, thậm chí còn ở trước mặt cô bạn gái tin đồn, siêu mẫu Helena tình tứ tứ. Bên này Cố Thừa Trạch muốn tìm cô mà chẳng thể nào tìm được, anh tức đến phát điên. Đã vậy còn chẳng có phương thức liên lạc với cô. Sau một hồi Yến Thư quay lại thì được biết lô hàng kia đúng là đã xuất hiện vấn đề. Yến Thư không hề tỏ vẻ ngạc nhiên, Cố Thừa Trạch lúc này mới biết, cô đã sớm biết chuyện lô hàng có vấn đề, nhưng vẫn cho phép nó được sản xuất và tung ra thị trường. Anh tức giận vô cùng, cảm thấy cô là một con người vô trách nhiệm, không có tư cách để quản lý cả bộ phận thiết kế. Yến Thư giải thích đúng là cô là trưởng phòng thiết kế, nhưng Cố Cẩn Quân còn là người thừa kế tập đoàn kia. Một nhân viên nhỏ nhoi như cô làm sao có thể phản đối quyết định của anh ta chứ?
Người sai rõ ràng là Cố Cẩn Quân, nhưng sau có chuyện lại đi trách cô, Yến Thư cảm thấy cực kỳ ấm ức. Nhưng Cố Thừa Trạch lại tỏ vẻ thất vọng với cô. Cô biết rõ Cố Cẩn Quân không có kỹ năng gì về vụ này, cũng biết rõ Cố Cẩn Quân chỉ muốn gây sự với cô để cô tức giận. Lúc đó cô nên tìm đến chủ tịch tập đoàn là anh để giải quyết, chứ không phải để mặc cho mọi chuyện đã sai lại càng sai. Yến Thư bị mắng mỏ một trận thì tức giận bỏ đi, cơ mà sau khi bình tĩnh lại cô phát hiện ra tất cả những gì Cố Thừa Trạch nói đều có lý. Lúc đó cô thật sự đã ôm theo tâm trạng xem kịch vui và để mặc, đúng là bốc đồng thật rồi. Tâm trạng chán nản, cô một mình ngồi bên ngoài chung cư uống rượu giải sầu. Anh hàng xóm David nhìn thấy dáng vẻ tuyệt vọng, mất hồn của cô, thì tưởng rằng cô với bạn trai lại cãi nhau, thế là nhanh chóng đến an ủi. Sếp của cô không phải chính là bạn trai cô sao? Cùng lắm thì cô về nhà xong lại mắng ngược lại anh ta một trận là xong. Yến Thư không muốn lừa gạt người tốt nữa. Cô giải thích toàn bộ mọi chuyện hôm đó với David, đồng thời trịnh trọng bày tỏ lời xin lỗi với anh. Mặc dù David rất kinh ngạc, nhưng cũng không trách móc gì cô. Hai người rất nhanh như tìm thấy tri kỷ, cùng nhau trò chuyện tâm sự. David nói nếu như cô đã cảm thấy mình sai rồi thì giờ hãy bù đắp thôi, chứ cứ cảm thấy tự trách mãi cũng chẳng giải quyết được vấn đề mà. Yến Thư lập tức cảm thấy hưng phấn. Thế là cô quay về nhà thức nguyên một đêm để đưa ra kế hoạch giải quyết khủng hoảng hiện tại. Cố Thừa Trạch nghĩ cô vẫn còn tức giận mình về chuyện hôm qua anh mắng cô. Thế là tính đến phòng tìm cô để xin lỗi, nhưng lại chẳng nhìn thấy cô đâu cả. Đột nhiên anh nhìn thấy một bản thảo thiết kế nằm trong đống lộn xộn trên mặt đất. Anh nhớ lại ngày phỏng vấn Chu Đan, chẳng nhẽ đúng là Chu Đan đã ăn cắp bản thiết kế của Yến Thư sao? Trong cuộc họp nội bộ, Yến Thư đã đề nghị để siêu mẫu hot nhất hiện tại đảm nhiệm vai trò phát ngôn của công ty họ, đồng thời để cô ấy tham gia vào thiết kế sản phẩm mới tiếp theo. Tất cả mọi người đều cảm thấy đề nghị này rất khả thi, nhưng Cố Thừa Trạch lại không nói gì cả, bởi vì anh vẫn luôn để ý và quan sát hành động của Chu Đan, phát hiện cô ta là một người thuận tay trái. Điều này hoàn toàn trái ngược với bản thiết kế mà cô cung cấp hôm tham gia phỏng vấn. Như vậy đã hoàn toàn xác nhận được nghi hoặc trong lòng Cố Thừa Trạch. Xem ra anh đã đổ oan cho Yến Thư thật rồi. Nhưng Cố Thừa Trạch không lập tức vạch trần sự việc, vì dù sao anh vẫn chưa hề có chứng cứ đủ thuyết phục. Thế là anh quyết định âm thầm lặng lẽ bù đắp sự áy náy cho Yến Thư trước, đợi đến khi đến thời cơ thích hợp mới trả lại sự trong sạch cho cô. Anh mua cho Yến Thư một chiếc điện thoại mới để có thể thuận tiện liên lạc với mình. Yến Thư tỏ vẻ khó tin, người ta nói vô công bất thụ lộc mà. Cố Thừa Trạch chỉ đành bảo đây là phần thưởng cho sự biểu hiện tốt của cô ngày hôm nay. Như vậy Yến Thư mới vui vẻ tiếp nhận. Ngày hôm sau, Yến Thư đã đến gặp Helena để bàn bạc về chuyện phát ngôn. Nhưng Cố Cẩn Quân đã can thiệp vào chuyện này, để Helena hiểu nhầm rằng Yến Thư đến tìm mình, vì trước đó đã bị đối thủ lớn nhất của cô ta từ chối rồi mới nghĩ đến cô. Thái độ của Helena đột nhiên quay ngoắt 180 độ, Yến Thư chán nản quay về công ty. Nếu như không thuyết phục được Helena, thì phương án của cô sẽ không thể nào tiếp tục được. Đúng lúc cô đang chán nản thì Cố Cẩn Quân lại chạy đến hả hê trước sự thất bại của cô, như thể công ty này không phải của anh ta vậy. Đúng là một tên báo nhà báo cửa mặt, nếu như tập đoàn Thịnh Hồng mà rơi vào tay anh ta, thì sớm muộn gì cũng bay màu khỏi thị trường thôi. Đúng là thấy tội nghiệp ngang cho Cố Thừa Trạch, khổ sở ngày đêm để gây dựng công ty thành tập đoàn đứng nhất nhì cả nước, xong có thằng em báo hết tất cả. Chả hiểu sao cùng là anh em với nhau lại có cách biệt lớn như vậy nhỉ. Để có thể ký được hợp đồng với Helena, Yến Thư không còn cách nào khác ngoài tìm Cố Thừa Trạch giúp đỡ. Dù sao thì anh cũng là chủ tịch tập đoàn Thịnh Hồng, Helena có cố chấp như thế nào chắc cũng không thể không nể mặt anh vậy đâu. Cố Thừa Trạch vì muốn bù đắp sự áy náy của mình với Yến Thư, thế là đã đồng ý cùng cô đi ra ngoài. Nhưng khi hai người đến chỗ Helena tham gia sự kiện rồi, mà vẫn chẳng thể liên lạc được với cô ta. Bên ngoài khách sạn còn đứng chật kín người hâm mộ, bảo vệ ở đó đứng chặn cửa không cho vào. Cố Thừa Trạch yêu cầu cô nghĩ ra cách giải quyết trong vòng một phút, nếu không sẽ khấu trừ tiền lương của cô. Yến Thư là một cô nàng yêu tiền hơn mạng, vừa nghe thấy bị trừ lương thì đã nghĩ ngay ra một ý tưởng hay. Cô lấy ra một cái gối rồi nhét vào bụng, giả vờ làm phụ nữ mang bầu bước vào bên trong đám đông. Yến Thư giả vờ làm phụ nữ có thai đang vội vàng đến sự kiện của siêu mẫu Helena. Nhân viên bảo vệ thấy vậy cũng chẳng dám đẩy cô, chỉ đành thả cho cô vào. Cứ như vậy, Yến Thư và Cố Thừa Trạch đã thuận lợi tìm đến chỗ Helena. Bởi vì có Cố Thừa Trạch ở đây, nên cô ta đã không đuổi họ ra ngoài luôn, nhưng lại cố tình vẽ vời đủ đường để làm khó Yến Thư. Thậm chí còn khái khịa rằng mình không muốn hợp tác với một nhà thiết kế đi ăn cắp ý tưởng của người khác. Để có được Helena làm người phát ngôn, Yến Thư đã cố gắng nhẫn nhịn hết tất cả những lời sỉ vả của đối phương dành cho mình, thậm chí còn nở nụ cười công nghiệp. Cố Thừa Trạch thật sự không thể nào chịu nổi việc Helena bắt nạt Yến Thư như vậy. Thế là đã trực tiếp lên tiếng bảo vệ cô, đồng thời nói tập đoàn Thịnh Hồng cũng chẳng muốn hợp tác với một người xấu tính và đai nghiệt như cô ta. Nói về hình ảnh và địa vị, cô thật sự chẳng có không gian phát triển nữa đâu. Cô đã 25 tuổi rồi. So với những siêu mẫu 14, 15 tuổi thì đã già hơn cả 10 tuổi. Nếu như cô muốn chuyển mình trở thành nhà thiết kế thì tôi hoàn toàn nghi ngờ chỉ số IQ của cô không đủ dùng đâu. Nói xong thì lập tức kéo tay Yến Thư rời đi, khiến Helena tức đến phát rồ phát dại. Còn Yến Thư thì chẳng vui vẻ gì, cả đời này cô đã phải chịu rất nhiều loại ấm ức rồi.
Chỉ cần có thể ký được hợp đồng với Helena thì cô có bị bắt nạt sỉ nhục chút chút cũng có sao đâu. Nhưng cũng chẳng biết là từ lúc nào, Cố Thừa Trạch đã chẳng thể nào trơ mắt nhìn Yến Thư phải chịu ấm ức nữa. Thế là nhất quyết cũng không đồng ý quay lại xin lỗi. Công ty là của anh ấy, anh thích làm gì thì làm. Yến Thư cũng chẳng rảnh hơi đâu mà quản nhiều như thế. Thế là hai người đã trực tiếp lái xe quay về. Nhưng đi được nửa đường thì xe hết xăng. Bọn họ không còn cách nào, chỉ đành tìm một khách sạn nhỏ gần đó để đặt hai phòng. Nhưng Cố Thừa Trạch là một người mắc chứng bệnh sạch sẽ nghiêm trọng. Anh rất không thích điều kiện vệ sinh kém ở nơi này. Thế nên nhất quyết đòi ngủ luôn ở bên trong xe. Yến Thư thì ông chủ ở đâu mình phải ở đó thôi. Ai bảo cô là một nhân viên thấp kém, bán mình cho tư bản chứ. Yến Thư bận rộn cả một ngày nên cảm thấy rất đói, cơ mà cô không có tiền, chỉ đành tìm Cố Thừa Trạch vay. Bây giờ trông cô chẳng khác gì nhân viên nhỏ được ông chủ bao nuôi vậy. Mức chịu đựng của Cố Thừa Trạch dành cho cô cũng càng ngày càng cao. Tuy rằng miệng cứ liên tục bảo không cho cô ăn trên xe, nhưng sau khi cô ôm theo đống đồ ăn vặt lên, ăn uống vui vẻ thì cũng chẳng ngăn lại. Cuối cùng còn dưới sự cám dỗ liên tục không ngừng nghỉ của Yến Thư, đã lén lút thử một miếng. Yến Thư thấy trời đột nhiên mưa to, thế nên quyết định vẫn nên thuê khách sạn ở, nhưng bây giờ chỉ còn thừa đúng một phòng thôi. Trong tình huống này, cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm nam nữ thụ thụ bất thân gì nữa. Yến Thư bảo Cố Thừa Trạch hãy đến ở cùng mình, nhưng anh lại cố chấp nhất định đòi ngủ ở trong xe. Đột nhiên sấm sét vang lên, khiến anh gợi lại những ký ức đau thương trong quá khứ. Anh sợ hãi co rúm người lại, rồi siêu siêu vẹo vẹo tìm phòng của Yến Thư, sau đó ngã nhào vào vòng tay của cô. Sáng sớm hôm sau, Cố Thừa Trạch tỉnh dậy, phát hiện mình thật sự đã nằm ngủ ở một nơi bẩn thỉu, thậm chí còn cùng giường với Yến Thư, thì lập tức bật dậy. Anh hoàn toàn quên mất mình đã tự mình đi đến nơi này, còn ra vẻ trịch thượng hỏi tội cô tại sao mình lại ở đây. Yến Thư thấy vậy thì cố tình trêu chọc nói vì mình lo anh ngủ trong xe sẽ bị cảm lạnh, thế là đã nhân lúc anh không để ý mà bem ngất anh rồi vác về đây. Yến Thư rất thích thú với trí tưởng tượng cao siêu của mình. Còn Cố Thừa Trạch thì đột nhiên huyết áp tăng vọt, cảm thấy vô cùng khó thở, rồi lại ngất vào vòng tay của Yến Thư. Yến Thư thấy anh sơ hở là lại ngất xỉu như vậy, thì nghĩ chắc sức khỏe có vấn đề gì đó, thế là vội vàng lo lắng hỏi anh bị làm sao. Cố Thừa Trạch tất nhiên là không thể nói cho cô biết chuyện mình bị dị ứng với lời nói dối được, thế là đã tùy ý nói là một lý do qua loa để né tránh. Anh còn nói mình chỉ đơn giản là không thích cái kiểu suốt ngày ăn nói xà lơ như cô, anh chỉ là không muốn nhìn thấy cô mà thôi. Yến Thư cũng chẳng buồn mà tranh cãi với anh ta, người ta bảo khó nhất là tâm tư phụ nữ, nhưng Cố Thừa Trạch còn khó ở hơn phụ nữ nhiều. Lúc thì ra vẻ đáng thương khiến người khác đau lòng không thôi, lúc sau lại như một con rắn độc, nói lời khó nghe khiến người ta tức đến xì khói. Đúng là chẳng thể hiểu nổi mà. Vốn tưởng sau sự việc xảy ra hôm qua, Helena sẽ không để ý đến cô nữa. Nhưng Yến Thư vừa quay về công ty, đã nhận được hợp đồng ký với Helena gửi tới. Đây đúng là một bước ngoặt của sự kiện mà. Xem ra những lời nói hôm qua của Cố Thừa Trạch đã thức tỉnh được cô ta. Yến Thư lập tức trở về nhà, đem chuyện vui này báo cho Cố Thừa Trạch đang ốm đầu tiên, thậm chí còn mua thuốc cho anh nữa. Cố Thừa Trạch sớm đã đoán được kết quả này, vì chỉ cần là người có đầu óc đôi chút, chắc chắn sẽ không từ chối việc hợp tác với tập đoàn Thịnh Hồng. Cố Cẩn Quân rõ ràng là vẫn còn rất yêu Yến Thư, nhưng vì chuyện xảy ra 7 năm trước mà cứ liên tục làm khó cô. Là một người làm công ăn lương, Yến Thư chỉ đành chịu ấm ức để người ta bắt nạt. Kết quả trên trường quay vì muốn cứu bạn gái tin đồn của Cố Cẩn Quân mà bị ngã. Cố Thừa Trạch đang ngồi trong cuộc họp nghe thấy tin tức này thì vô cùng lo lắng. Tuy rằng anh rất ghét việc phải đến bệnh viện, nhưng vẫn vì cô mà bỏ dở công việc chạy đi thăm. Yến Thư vô cùng kinh ngạc, cái tên bị mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng này, đến bản thân bị bệnh còn nhất định không chịu đến bệnh viện, ấy vậy mà vẫn tốt bụng đến thăm cô cơ á. Cố Thừa Trạch kiêu ngạo nói mình thân là một chủ tịch, phải có nghĩa vụ đến thăm nhân viên bị ốm. Yến Thư cũng chẳng rảnh mà đôi co với anh. Cố Thừa Trạch nhìn thấy mặt đất toàn rác là rác, thật sự không thể tiếp tục ở lại nữa. Sau khi xác nhận cô không sao thì liền xách mông bỏ về. Nhưng vừa mới quay về công ty không lâu, đã nhận được điện thoại của cô. Yến Thư nói mình muốn ăn sủi cảo, nhưng quán mà cô hay ăn không có ship đột, thế nên phiền anh mua cho mình một phần cái. Cố Thừa Trạch nghĩ, người phụ nữ này đúng là càng ngày càng lớn mật, dám sai vặt cả ông chủ của mình, đúng là nằm mơ, thế là liền từ chối một cách thẳng thừng. Nhưng vừa cúp máy đã hỏi thư ký cao quán sủi cảo ngon nhất ở đâu bán, rồi lập tức mua mang đến bệnh viện. Kết quả vừa bước vào cửa, đã nhìn thấy Yến Thư đang ăn cơm vô cùng ngon lành. Cô thật sự không thể nào ngờ được, anh chàng này vậy mà lại mua sủi cảo cho mình. Xem ra anh cũng không lạnh lùng như vẻ bề ngoài lắm. Hảo cảm của cô dành cho anh phút chốc tăng vọt. Lúc này, Cố Thừa Trạch nhận được cuộc điện thoại của bà nội. Bà biết được tin tức giữa Cố Cẩn Quân và cô người mẫu Helena nên đã mắng anh một trận. Yến Thư ngồi bên cạnh nghe thấy rõ mồn một tất cả, thế là không nhịn được mắng một câu là mụ phù thủy. Bởi vì năm đó chính bà ta đã ép buộc cô và Cố Cẩn Quân chia tay, không ngờ bây giờ vẫn hậm hĩnh như vậy. Chắc bà ta cảm thấy chẳng có ai trên đời này xứng với cháu nội vàng bạc của mình cả. Cố Thừa Trạch bảo Yến Thư không được nói những lời bất kính như vậy nữa. Đến lúc này Yến Thư mới biết được, hóa ra Cố Thừa Trạch là đứa trẻ được nhà họ Cố nhận nuôi.
chứ không phải cháu ruột nhà họ. Thế nên anh đối với bà cố vừa biết ơn vừa kính nể, thậm chí còn có chút ngu ngốc. Rõ ràng biết bà ta chỉ đang lợi dụng mình như một con tốt giúp đỡ cho Cố Cẩn Quân, thì vẫn chẳng bao giờ phàn nàn câu nào, anh cũng không cho phép người khác nói xấu bà. Yến Thư rất là đồng cảm với hoàn cảnh của Cố Thừa Trạch, nhưng cô vẫn chẳng thể nào bình thường được với bà già đó. Nhưng cô cũng hiểu được cảm giác của anh, thế là để an ủi đã nói dối rằng cha mẹ mình cũng đã mất sớm. Cố Thừa Trạch ngay lập tức cảm thấy có lỗi vì đã chạm vào vết thương của cô. Kết quả ngay giây sau, mẹ của Yến Thư đã gọi điện thoại tới, khiến Cố Thừa Trạch tức muốn nổ tung. Sao trên đời này lại có người đem chuyện như vậy ra đùa được nhỉ? Mất công anh tốt bụng còn mua sủi cảo cho cô đúng là không xứng đáng được ăn nó. Yến Thư vì miếng ăn nên đã liều mạng, cô cắn mạnh một miếng thật lớn lên cánh tay của Cố Thừa Trạch. Tiếng hét của anh ngay lập tức thu hút sự chú ý của y tá. Cô ấy tưởng họ là đôi tình nhân đang trêu đùa nên đã lên tiếng nhắc nhở hai người chú ý chút, đừng làm ảnh hưởng đến những bệnh nhân khác. Cố Thừa Trạch lộ rõ vẻ tuyệt vọng không thể giấu. Sao lúc nào ở cạnh cô gái này cũng khiến anh tức muốn xì khói thế nhỉ? Thế là anh đã tìm tới chỗ bác sĩ riêng của mình để kiểm tra. Bác sĩ Triệu nói với anh, nếu như phản ứng mạnh mẽ trước lời nói dối của ai đó, thì phải cố gắng tránh giao tiếp bằng mắt với đối phương. Anh cũng sẽ nhanh chóng tìm được nguồn gốc lý do tại sao mình dị ứng với lời nói dối, để anh không phải phiền lòng về chuyện này nữa. Yến Thư rất nhanh đã khỏe mạnh quay về công ty, cuối cùng cũng đến ngày nhận lương mà cô mong chờ nhất. Cô sẽ không cần phải hít gió sống qua ngày nữa rồi. Nhưng khi Yến Thư nhìn vào con số viết trên phiếu lương là không thì sốc nặng. Cô khổ cực chăm chỉ làm việc cả tháng trời ấy vậy mà như này, rõ ràng đang ép người quá đáng mà. Thế là cô tức giận hậm hực tới tìm Cố Thừa Trạch để đòi lại công đạo. Đối diện với những lời chất vấn của Yến Thư, Cố Thừa Trạch không nhanh không chậm lấy ra một tờ hóa đơn cho cô xem. Hóa ra là hóa đơn thanh toán hai chiếc váy mà Yến Thư đã lấy ở trung tâm thương mại của công ty lần trước. Yến Thư còn tưởng tổng tài hào phóng lắm, hóa ra là chờ đến ngày này, đúng là đáng khinh mà. Yến Thư tức muốn phát điên, cô nói từ lúc bước vào đây làm việc, suốt ngày bị người yêu cũ quấy rầy bắt nạt lại còn thêm ông chủ khó tính như Cố Thừa Trạch giày vò. Cô chịu thôi, không làm nữa đâu. Nhưng Cố Thừa Trạch lại nói nếu như bây giờ cô từ chức, vậy thì tối nay xác định ngủ ngoài đầu đường xó chợ đi. Yến Thư nghe xong chỉ có thể thỏa hiệp, thế là bắt đầu ở trước mặt Cố Thừa Trạch tỏ vẻ đáng thương yếu đuối. Tại sao anh lại có thể đối xử với một cô gái nhỏ bé, yếu đuối, đáng thương như tôi như vậy chứ? Nhưng cho dù Yến Thư có diễn trò như thế nào, thì Cố Thừa Trạch cũng tỏ vẻ thờ ơ chẳng quan tâm. Thấy không thành cô đành thất vọng rời đi. Cuối cùng Cố Thừa Trạch vẫn không thể nhẫn tâm, nói ra một câu cực kỳ sủng thê. Nếu như sau này có gì bất mãn, thì về nhà nói cho tôi biết, chứ đây là công ty, phải có nội quy của một công ty. Sau khi quay về nhà, Yến Thư đã đem hai bộ váy mình lấy ở trung tâm thương mại đem trả lại. Cố Thừa Trạch đã sớm đoán được cô sẽ làm vậy, nên đã rào trước với nhân viên bộ phận bảo họ đừng làm khó cô, còn hóa đơn cứ gửi đến phòng làm việc của anh là được. Yến Thư không hay biết gì lấy được tiền cái thì cười như được mua. Cô không ngờ để lâu như vậy vẫn có thể được hoàn nhiều tiền như thế. Dịch vụ của tập đoàn Thịnh Hồng đúng là 10 điểm không nhưng. Bên này Cố Thừa Trạch đang giải quyết xì căng đan của Cố Cẩn Quân. Anh bảo Helena hãy chủ động đứng ra giải thích. Helena kể từ lần trước gặp gỡ Cố Thừa Trạch đã phải lòng với anh, thế là liền đồng ý không chút do dự. Nhưng khi ở trước mặt phóng viên, cô lại nói mình đã có người trong lòng rồi. Nói xong thì liền quay về phía Cố Thừa Trạch ở đằng xa. Phóng viên nhạy bén ngay lập tức đã hiểu được ý nghĩa trong câu nói của cô ta. Thế là ngày hôm sau đã có tin tức về xì căng đan của Cố Thừa Trạch và Helena. Cố Thừa Trạch đang định tổ chức cuộc họp báo để thanh minh, nhưng Yến Thư lại vội vàng ngăn cản. Cô nói đây chính là thời điểm tốt để tuyên truyền sản phẩm mới của công ty, nên chúng ta cần phải nắm bắt cơ hội này để ra mắt sản phẩm Helena làm đại diện phát ngôn mới phải. Những lời nói của Yến Thư khiến Cố Thừa Trạch rất bực bội. Cô dường như chẳng quan tâm gì đến xì căng đan của anh một chút nào vậy, thậm chí còn có chút mong chờ cơ đấy. Thế nên rõ ràng biết kế hoạch của Yến Thư nói rất đúng, nhưng vẫn kiên quyết phản đối. Sao trong đầu cô toàn mấy chiêu trò không mấy tốt đẹp vậy? Có thể nào nghĩ ra được cách đứng đắn hơn được không? Có phải cô có thể vì chuyện quảng bá sản phẩm mà lợi dụng bất kỳ chuyện gì hay người nào không hả? Vì chuyện này hai người cãi nhau to một trận, nhưng cuối cùng Cố Thừa Trạch vẫn phải thỏa hiệp. Dưới sự tác động của Yến Thư, video tuyên truyền rất nhanh được tung ra, hơn nữa còn giành được rất nhiều tiếng vang và phản hồi tốt. Nhờ vậy doanh số bán hàng đạt đến đỉnh cao, những phản ứng tiêu cực về lô sản phẩm kém chất lượng cũ đã được nhấn chìm, và tất nhiên Yến Thư đã trở thành công thần góp sức lớn nhất. Chu Đan bên này ghen tị đến phát điên, thế là đã tạo nick ảo comment nói xấu Yến Thư, nói cô là một kẻ ăn cắp bản thiết kế mà không biết xấu hổ, một kẻ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Mà Cố Thừa Trạch vẫn đang ngồi theo dõi tình hình vừa hay đọc được comment đó, thế là lập tức sống mái với kẻ bôi đen kia một phen. Cố Thừa Trạch cũng không thể nào ngờ được mình sẽ vì một cô nàng như Yến Thư mà có ngày làm ra mấy trò trẻ trâu như vậy. Cô chắc chính là Lê Yến Thư đúng không?
Hay là Thủy Quân được cô ta thuê đi comment? Cô nghĩ Lệ Yến Thư rảnh rỗi như vậy sao? Vì để ăn mừng thắng lợi lần này, Cố Thừa Trạch quyết định sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho Yến Thư. Mà lúc này, nhân vật chính của bữa tiệc lại đang ở nhà nằm ngủ trương thây. Cố Thừa Trạch phải dùng đủ các thủ đoạn mới có thể gọi cô dậy. Yến Thư vô cùng cáu gắt khó chịu, nhưng vừa nghe thấy Cố Thừa Trạch muốn tổ chức tiệc chúc mừng cho mình, thì phút chốc hưng phấn, sau đó bày ra dáng vẻ đắc ý. Cũng may khi đó cô kịp thời ngăn Cố Thừa Trạch không phủ nhận chuyện tình cảm với Helena. Nhận về kết quả thế này đã chứng minh việc cô làm là đúng. Cố Thừa Trạch cũng chẳng rảnh mà cãi cọ với cô, biết cô chưa có lễ phục nên đã chuẩn bị sẵn trước cho cô, coi như là phần thưởng. Trong bữa tiệc mừng, Hàn Quân Giao nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo của Yến Thư thì tức đến phát điên, vốn tưởng sau khi đuổi cô khỏi nhà họ Hàn sẽ phải sống cùi cút, không ngờ cô lại có thể vang danh ở tập đoàn Thịnh Hồng như vậy, đúng là càng nghĩ càng thấy bực bội không thôi. Thế là cô ta đã tìm đến Chu Đan, người cũng ghét Yến Thư giống mình, tính cùng nhau lên kế hoạch gài bẫy Yến Thư lần nữa, rồi đuổi cô ra khỏi Thịnh Hồng, không bao giờ được quay lại ngành thiết kế nữa. Chẳng mấy chốc đã đến ngày họp báo cho ra mắt sản phẩm mới của tập đoàn Thịnh Hồng. Bởi vì có sự góp mặt của siêu mẫu Helena, nên đã thu hút được rất nhiều nhà thiết kế lớn tới quan sát và đánh giá. Bọn họ phát hiện thiết kế của Yến Thư giống y hệt với bản thiết kế của Helena, rõ ràng là đã có người ăn cắp, mà Yến Thư cũng không hiểu tại sao thiết kế của mình lại bị đánh cháo. Rõ ràng tối qua cô đã kiểm tra rất cẩn thận rồi cơ mà, sao lại thành ra như vậy chứ? Cô giải thích rằng trong chuyện này chắc chắn có hiểu nhầm gì đó, nhưng Helena lại nhất cho rằng cô ăn cắp ý tưởng của mình. Không thể tin được gan cô lớn như vậy, ngay đến cả bản thiết kế của tôi mà cô cũng dám trộm. Tôi không ăn cắp, đây không phải do tôi làm. Cô vẫn còn già mồm ạ. Yến Thư lại lần nữa ở trước mặt người khác bị tố ăn cắp. Helena thì không thèm tìm hiểu kỹ càng, đã tát cho cô một cái rõ mạnh, đồng thời yêu cầu Cố Cẩn Quân đuổi việc Yến Thư, nếu không mình sẽ chấm dứt hợp đồng hợp tác với Thịnh Hồng. Yến Thư liên tục giải thích rằng chắc chắn có sự hiểu nhầm nào đó ở đây. Có lẽ là ai đó ngứa mắt với cô nên muốn hãm hại cô, nhưng bất luận là cô có nói như thế nào thì Cố Cẩn Quân cũng chẳng thèm tin. Mà lúc này, kẻ đứng đằng sau vụ này là Chu Đan, còn ở bên cạnh thêm dầu vào lửa. Nói kiểu trước đó Yến Thư đã từng bị tố ăn cắp rồi, chắc sẽ không lặp lại sai lầm nữa đâu. Nghe thì giống như đang bênh vực, nhưng thực ra là càng tăng thêm sự khẳng định về việc nghi ngờ cô trong chuyện này. Đám phóng viên mà các chuyên gia bắt đầu bàn tán xôn xao, họ dành cho Yến Thư những ánh mắt đánh giá và phán xét tiêu cực. Yến Thư đứng đó chẳng biết nói gì, vì cô hiểu có nói sao cũng là vô nghĩa. Cô đang đứng ở ngay đầu sóng dư luận, bạn trai cũ thì lạnh lùng thờ ơ, cô không ngờ mối tình đầu của mình lại là một kẻ như thế. Xem ra quyết định bỏ đi 7 năm trước của cô hoàn toàn chính xác. Chính vào lúc Yến Thư tưởng rằng sự nghiệp thiết kế của mình sẽ bị đặt dấu chấm hết thì Cố Thừa Trạch đã xuất hiện. Anh khẳng định chắc nịch rằng người ăn cắp không phải là Yến Thư mà là Chu Đan. Chu Đan không ngờ mình bày mưu tính kế, cuối cùng nồi mực lại đổ lên đầu mình. Cô ta tưởng Cố Thừa Trạch chỉ nói bừa thôi, nên đã nhanh chóng nói tác phẩm này là của Yến Thư, không liên quan gì đến mình cả. Hơn nữa còn bày ra bộ dáng ấm ức, nói mình cảm thấy Cố Thừa Trạch đang cố tình thiên vị Yến Thư, rồi lấy mình ra làm bia đỡ đạn. Cố Thừa Trạch chẳng muốn nghe thêm mấy lời xả lơ của đối phương nữa, mà trực tiếp bảo thư ký Cao mang bằng chứng ra. Hóa ra anh đã nhờ Cao Dương trích xuất camera ở cửa hàng, đã ghi được cảnh tượng Chu Đan lén lút đánh cháo thiết kế của Yến Thư. Bằng chứng rõ rành rành, tất cả mọi người bị sốc nặng. Cố Thừa Trạch cũng nhân cơ hội này làm rõ chuyện Yến Thư bị hàm oan ăn cắp lần trước. Tất cả chuyện này đều là do Chu Đan hãm hại, thế là đã ở trước mặt mọi người sa thải cô ta. Cứ tưởng mọi chuyện đến đây là kết thúc, nhưng Cố Thừa Trạch lại hùng hổ yêu cầu Helena nói lời xin lỗi với Yến Thư, nếu không sẽ lập tức chấm dứt hợp đồng với cô ta. Helena biết chuyện này mình sai, hơn nữa còn đang ở trước mặt bao nhiêu là phóng viên, cô ta chỉ đành miễn cưỡng nói lời xin lỗi. Trong lòng Yến Thư lúc này cảm xúc vô cùng lẫn lộn, cô vừa trải qua một nốt trầm sâu của cuộc đời, mà Cố Thừa Trạch không chỉ giúp cô minh oan, mà còn không tiếc đắc tội với Helena, người ảnh hưởng trực tiếp tới doanh số công ty để lấy lại danh dự cho cô. Ngay lập tức độ hảo cảm của cô về anh lại càng ngày càng tăng vọt, đây là lần đầu tiên có người ra mặt tin tưởng và bảo vệ cô vô điều kiện như vậy. Hóa ra cảm giác được yêu thương tuyệt vời như thế, Yến Thư chủ động mời Cố Thừa Trạch uống cà phê để bày tỏ lòng cảm kích, nhưng Cố Thừa Trạch lại lên tiếng xin lỗi cô, anh nói đáng nhẽ mình nên nói rõ chân tướng ra ngay từ đầu, thì cô đã không phải chịu nhiều ấm ức như vậy rồi. Dù trong lòng rất vui vẻ, nhưng Yến Thư cũng không thể quen được việc nói chuyện với Cố Thừa Trạch kiểu hòa bình như thế này. Nhưng giây tiếp theo, Cố Thừa Trạch lại bắt đầu nói ra những lời phàn nàn về cô. Yến Thư nghĩ, đúng là tên này không thể nào nói được câu hay ho quá một phút mà. Nhưng cô vẫn thích và quen với kiểu nói chuyện cộc cằn này của anh hơn. Cơ mà những lời tiếp theo của Cố Thừa Trạch lại khiến cô cảm thấy bối rối hơn nữa. Sau này có gặp phải chuyện gì, thì đừng có mà chịu đựng một mình. Nhớ phải nói cho tôi biết đấy nhé.
Kể từ giây phút đó, tình cảm của Yến Thư dành cho Cố Thừa Trạch dần dần phát sinh sự thay đổi. Nhưng mẹ của Yến Thư lại 5 lần 7 lượt muốn ghép cô với Cố Cẩn Quân, bởi vì bà biết được người thừa kế tập đoàn Thịnh Hồng sau này là anh ta, thế nên nhắc nhở cô hãy cố gắng mà nắm bắt. Yến Thư thật sự rất chán ghét dáng vẻ chê nghèo ham giàu của mẹ mình. Hôm đó, mẹ của Yến Thư đã âm thầm mời Cố Cẩn Quân đến nhà mình ăn cơm. Hàn Quân Giao vẫn luôn yêu thầm Cố Cẩn Quân, nhìn thấy cảnh này thì vô cùng tức giận, thế là liền gọi điện cho Yến Thư chế giễu cô một thôi một hồi. Yến Thư nghe xong vội vàng quay về nhà. Cố Thừa Trạch thấy Yến Thư đầu không cả ngoảnh lại sốt ruột bỏ về khi nghe thấy Cố Cẩn Quân đến nhà mình như vậy, thì nghĩ rằng cô vẫn còn tình cảm với Cố Cẩn Quân, đột nhiên nảy lên sự ghen tuông. Yến Thư vừa về nhà đã đuổi thẳng cẳng Cố Cẩn Quân ra khỏi nhà mình, sau đó cãi nhau to với mẹ một trận, bảo bà đừng có mà can thiệp vào chuyện của mình nữa. Bởi vì bà đã bỏ rơi bố con cô để gả vào hào môn, nên từ nhỏ cô đã bị người ta chỉ trỏ trỏ. Ngày trước cô chia tay với Cố Cẩn Quân, không phải là vì bà nội của Cố Cẩn Quân mà là vì mẹ mình. Nếu như tình cảm này đã được định sẵn là không có kết quả, vậy thì chẳng bằng con tự mình ra tay. Ít nhất thì cũng có thể khiến Cố Cẩn Quân hận con theo đúng kịch bản, chứ không phải dưới sự nhúng tay của mẹ, biến thành một mối quan hệ bẩn thỉu chỉ dựa trên lợi ích, chẳng ai chấp nhận. Những lời Yến Thư nói, Cố Cẩn Quân đứng ở bên ngoài đã nghe rõ hết thảy. Cuối cùng anh ấy cũng biết sự thật đằng sau cuộc chia tay của cô và anh vào 7 năm trước. Hóa ra là anh đã luôn trách nhầm cô. Những mảnh ký ức ngọt ngào khi còn bên nhau bỗng hiện lên trên đầu anh. Thế là anh quyết định lần nữa theo đuổi cô. Người thừa kế tập đoàn nhất nhì cả nước đang tính tán lại người yêu cũ, thì bỗng nhiên phát hiện cô đang sống chung với anh trai của mình. Cố Cẩn Quân nhìn Cố Thừa Trạch và Yến Thư nô đùa vui vẻ như một cặp vợ chồng son, thì vô cùng tức giận. Cố Cẩn Quân, anh đang làm cái gì vậy hả? Cố Cẩn Quân không nói không rằng, đã tương vào mặt Cố Thừa Trạch một cái rõ mạnh. Chuyện cướp vợ này anh không thể nào mà nhịn được. Yến Thư vội vàng tiến tới giải thích, để tránh hai anh em từ chuyển mặt thành thù vì mình. Cô nói mình chỉ ở tạm đây một thời gian thôi, cô và Cố Thừa Trạch chỉ là mối quan hệ chủ trọ và khách thuê, chứ không có gì khác cả. Cố Cẩn Quân lúc này mới bình tĩnh lại, Cố Thừa Trạch cũng nhân cơ hội kể lại toàn bộ câu chuyện. Tuy nhiên Cố Cẩn Quân cứ luôn cảm thấy bán tín bán nghi, sau khi quay về nhà thì cứ trằn trọc không yên. Ngay cả ở trong giấc mơ cũng nhìn thấy cảnh hai người họ anh em ôm hôn thắm thiết. Thế là sáng sớm ngày hôm sau đã tìm đến chỗ Cố Thừa Trạch, nói mình cũng sẽ chuyển đến nhà anh sống. Cố Thừa Trạch không chút do dự đồng ý, cơ mà anh ta phải tuân thủ theo những quy tắc trong nhà của anh. Một kẻ qua quýt sống vô kỷ luật như Cố Cẩn Quân đọc xong, ngay lập tức từ bỏ suy nghĩ kia, cơ mà để chứng minh chuyện Cố Thừa Trạch nói không có chút hứng thú gì với Yến Thư. Thế là anh ta đã tìm Cố Thừa Trạch nói mình muốn nhờ anh giúp theo đuổi lại Yến Thư. Mặc dù Cố Thừa Trạch có chút miễn cưỡng nhưng vẫn đồng ý, hơn nữa cũng muốn nhân cơ hội này để Cố Cẩn Quân học cách quản lý công ty, thế là liền ký hợp đồng hợp tác. Hai người đàn ông đã có một thỏa thuận quân tử. Ngay sau đó, Cố Thừa Trạch bắt đầu thám thính những sở thích của Yến Thư. Cơ mà cách suy nghĩ của thằng Nam đúng là khó hiểu hơn người thường. Chẳng mấy chốc anh đã đem một đống đồ đến đưa cho Cố Cẩn Quân, nói rằng những thứ này có thể giúp Cố Cẩn Quân nhanh chóng hiểu và có được trái tim của Yến Thư. Cố Cẩn Quân vô cùng mong chờ mở hộp ra xem, kết quả bên trong lại là một túi rác. Cố Cẩn Quân bị sốc nặng, ủa alo, cái quần què gì vậy? Có phải anh đang trêu đùa tôi đấy không? Nhưng Cố Thừa Trạch lại bày ra dáng vẻ nghiêm túc nói, cái này anh phải khắc phục bệnh sạch sẽ của mình xong, khó khăn lắm mới lấy được đó, hãy cố mà tận dụng đi. Nếu như muốn tìm hiểu về một người thì nhất định phải đào từ thùng rác của đối phương. Cố Cẩn Quân thật sự bị lý luận của anh làm cho tăng sông, chẳng trách đường đường là tổng tài của tập đoàn Thịnh Hồng lại ế nguyên cả 30 năm. Dưới sự hướng dẫn của Cố Cẩn Quân, Cố Thừa Trạch đã thay đổi chiến lược tiếp cận. Thế là anh ở nhà liên tục quan tâm đến từng hành động cử chỉ của Yến Thư, thậm chí còn đưa ra những câu hỏi vô tri kiểu bình thường cô thích làm cái gì, có đồ gì thực sự muốn có không. Còn lén lút lẻn vào phòng riêng của Yến Thư, chụp ảnh tất cả những đồ dùng cá nhân của cô, rồi làm thành một tập tài liệu gửi cho Cố Cẩn Quân tham khảo. Yến Thư không hay biết gì, còn tưởng anh nửa đêm nửa hôm vẫn xử lý việc trên công ty, đúng là người yêu công việc hơn mạng sống. Ngày hôm sau, Cố Cẩn Quân định sử dụng những thông tin mà Cố Thừa Trạch thu thập được để lấy lòng Yến Thư. Anh kiếm cớ hẹn Yến Thư đến trung tâm thương mại, sau đó lấy lý do dạo gần đây cho thể hiện rất tốt nên muốn tặng cho cô một món quà. Anh ấy dựa theo những gì tài liệu ghi chép lại đã đặc biệt chọn cho cô một bộ sản phẩm chăm sóc da đang được giảm giá. Yến Thư vô cùng kinh ngạc, ủa, đây chính là phần thưởng mà công ty muốn thưởng cho tôi hả? Đây không phải là thương hiệu yêu thích của em sao? Ai nói với anh đây là thương hiệu yêu thích của tôi hả? Cố Cẩn Quân, người tự nhận là chuyên gia về tình yêu, cũng đã bị tên thằng Nam Cố Thừa Trạch dẫn đi lạc lối rồi còn khiến Yến Thư khó chịu hơn. Cô nói thường xuyên sử dụng không có nghĩa là thích, mà là những thứ cô thích cô mua không nổi mà thôi, nên phải lựa chọn một thứ khác. Cố Cẩn Quân nghe xong thì choáng váng hoang mang. Hôm đó Yến Thư vô tình nhìn thấy bản hợp đồng giữa Cố Thừa Trạch và Cố Cẩn Quân. Lúc này cô mới ngộ ra nhiều điều,
bảo sao mấy ngày nay bọn họ cứ lạ lùng thế nào ấy. Cô cảm thấy cực kỳ tức giận, thế là quyết định dạy cho hai người này biết thế nào là lễ hội. Thế là hôm sau khi Cố Thừa Trạch hỏi Yến Thư thích cái gì, thì cô liền bày ra dáng vẻ như một người hám tiền. Cô bảo mình thích nhà lầu, xe hơi, đồ hiệu bla bla, nói chung cái gì càng đắt thì cô càng thích. Cố Thừa Trạch vô tri không hề hay biết đây chỉ là lời nói tức giận của Yến Thư, thế là đã không chút do dự coi đó là sự thật, mà đem toàn bộ mọi chuyện nói với Cố Cẩn Quân không sót một chữ. Ngày hôm sau Cố Cẩn Quân quả nhiên đã mua một chiếc xe đến tặng cho cô, còn hỏi cô thích nhà như thế nào, anh sẽ mua cho cô tất cả mọi thứ. Đối với Cố Cẩn Quân mà nói, những chuyện có thể giải quyết bằng tiền thì quá là đơn giản luôn. Bất kể cô muốn anh mua cho thứ gì, thì anh đều có thể chiều được tất. Yến Thư cũng chẳng hơi đâu mà chơi cái trò con nít ấu trĩ này với anh. Thế là đã trực tiếp nói thẳng vấn đề rằng mình sẽ không bao giờ quay lại với anh nữa. Hơn nữa, ngày trước bà nội của anh đã dùng tiền để đuổi cô đi, giờ anh lại dùng tiền để kéo cô lại. Vậy chẳng khác gì đều coi cô là cái dạng con gái hám của chê nghèo ham giàu đó sao? Nếu bây giờ mà tôi nhận xe của anh, rồi nhận nhà anh cho, sau đó ở bên cạnh anh, vậy anh vẫn nghĩ là tôi thực sự yêu anh sao? Chẳng nhẽ không phải sao? Tổng tài bá đạo não uống nước lại đi giúp em trai mình theo đuổi cô gái mình thích, chỉ để em trai có thể nhanh chóng tiếp quản công ty càng sớm càng tốt. Yến Thư biết chuyện thì tức đến phát điên, cô đến thẳng phòng Cố Thừa Trạch hỏi tại sao anh lại làm như vậy. Cố Thừa Trạch nói mình làm như vậy là muốn tốt cho cô, dù sao cô và Cố Cẩn Quân đã yêu thương nhau như vậy, thì đừng giày vò nhau cho thêm nhọc. Trong đầu Yến Thư kiểu, ủa alo, con mắt nào của anh nhìn thấy tôi và Cố Cẩn Quân yêu thương nhau vậy hả? Nếu có thích thật thì cũng là chuyện của 7 năm trước, chứ bây giờ đã chẳng còn chút gì rồi. Yến Thư nhìn Cố Thừa Trạch lộ rõ về thờ ơ thì lại càng tức giận. Chẳng nhẽ anh không hề biết bây giờ cô muốn ở bên anh hay sao? Đúng là ngốc hết chỗ, nói thế là đùng đùng bỏ đi. Cố Thừa Trạch thấy Yến Thư nửa đêm rồi mà vẫn chưa về nhà, thì cứ bồn chồn không yên, đã vậy gọi điện thoại cho cô còn không bắt máy. Anh lo sẽ có chuyện xảy ra với cô, thế là vội vàng chạy ra ngoài tìm kiếm những khu vực gần đó. Cố Thừa Trạch cầm theo tấm ảnh của Yến Thư gặp ai cũng hỏi. Anh đến tất cả những nơi mà cô thường lui tới hỏi một lượt, kết quả ai cũng nói là không thấy cô. Cố Thừa Trạch chẳng khác gì như con ruồi không đầu, đi khắp nơi khắp chốn tìm cô, cơ mà tìm nguyên cả một đêm cũng chẳng thấy cô đâu cả, mà không hề biết Yến Thư căn bản chẳng đi đâu xa cả, chỉ đơn giản là sang nhà anh hàng xóm David uống rượu giải sầu mà thôi, cuối cùng uống say đến bất tỉnh nhân sự, ngủ luôn ở nhà người ta. Sáng sớm ngày hôm sau, Yến Thư lặng lẽ lẻn vào trong nhà, Cố Thừa Trạch thấy cô quay về an toàn thì thở phào nhẹ nhõm, sau khi sự lo lắng được gạt đi, chỉ còn lại sự tức giận. Anh hỏi cô tại sao tối qua đi đâu mà không về nhà. Yến Thư lần đầu tiên thấy Cố Thừa Trạch tức giận như vậy, thế là chỉ đành ngoan ngoãn trả lời thật. Nhưng sau khi biết cô ngủ ở phòng của David nguyên một đêm thì lại càng tức giận hơn nữa. Anh không nhịn được mà lại nói những lời khó nghe, khiến cô giận dỗi bỏ đi. Khi Yến Thư đến cửa hàng tạp hóa mua đồ, thì bị cô nhân viên nhận ra. Cô chính là người mà Cố Thừa Trạch điên cuồng tìm kiếm khắp nơi hôm qua. Thế là đã nói với Yến Thư, tối hôm qua bạn trai cô đi tìm cô đến phát điên luôn đó. Yến Thư rất nhanh đã đoán được người đó chính là Cố Thừa Trạch. Cô ngay lập tức hết giận. Hóa ra anh ấy đã tìm kiếm cô cả một đêm, thế mà còn kiêu ngạo không thèm nói với cô. Đúng là vẫn như bình thường, khẩu xà tâm Phật trong ngoài bất nhất. Yến Thư quyết định nhún nhường chủ động làm hòa với anh trước. Nhưng Cố Thừa Trạch vẫn còn đang rất giận, không thèm để ý đến cô, còn giả vờ không quen cô luôn cơ mà. Giác quan thứ 6 của phụ nữ mách bảo Helena, giữa Cố Thừa Trạch và Yến Thư chắc chắn không chỉ đơn giản là mối quan hệ cấp trên cấp dưới. Cố Thừa Trạch là người đàn ông mà cô ta đã chấm, người khác đừng hòng mà xà nẹo vô. Thế là đã trực tiếp nói thẳng với Yến Thư rằng đừng mơ mộng hão huyền nữa. Bây giờ là thế kỷ 21 rồi, đừng có mà ôm mộng mình là cô bé lọ lem nữa. Một người đàn ông như Cố Thừa Trạch, cô không thể nào với tới được đâu. Không biết tự lượng sức mình thì chỉ nhận về trái đắng ngắt thôi. Sau khi Helena chế nhạo Yến Thư xong, thì liền óng a óng ẹo đi hẹn gặp Cố Thừa Trạch. Nhưng Cố Thừa Trạch lại chẳng thèm nể mặt cô ta, còn gọi Yến Thư đến bảo sau này có chuyện gì cứ tìm cô nói chuyện là được, chứ anh rất bận không có thời gian. Hóa ra Cố Thừa Trạch lại phải đi xem mắt theo sự sắp đặt của bà nội rồi. Đây là lần xem mắt thứ 99 của anh. Mặc dù là tổng tài của tập đoàn Thịnh Hồng, lại thêm vẻ ngoài đẹp trai, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, anh vẫn có thể chọc điên đối tượng xem mắt của mình. Yến Thư và thư ký Cao ở một bên lén lút nghe trộm. Thông qua sự nhiều chuyện của Cao Dương, Yến Thư đã biết được thêm rất nhiều câu chuyện xem mắt hề hước của Cố Thừa Trạch. Kết quả cuối cùng trả về luôn không là bị hất rượu vang thì là cà phê. Yến Thư nghe xong thì suýt cười thành tiếng. Cái kiểu người mắc bệnh sạch sẽ đến mức biến thái như Cố Thừa Trạch, ngoài cô ra thì thật sự đúng là hiếm lắm mới có người chịu đựng được. Lần này Cố Thừa Trạch cũng không khiến người xem thất vọng, chọc tức Thiên Kim đại tiểu thư rồi. Tham tiền và tài sản nhà cô ấy hả? Có lẽ vậy đó, vì dù sao tôi cũng không hám lắm nhan sắc của cô. Thấy anh sắp phải đối diện với kiếp nạn bị hất nước, Yến Thư vội vàng chạy lên uống một hơi hết sạch. Sau đó còn thành công đuổi cô nàng đại tiểu thư kia đi. Cố Thừa Trạch không những không cảm ơn, mà còn chỉ trích cô phá hỏng buổi xem mắt của mình. Yến Thư kiểu đúng là làm ơn mắc oán mà, biết vậy để ly cà phê đó hất vào mặt anh cho rồi. Ôi thật sự tức muốn xì khói mà. Nhưng dù sao nghĩ đến chuyện Cố Thừa Trạch đã tìm mình cả một đêm, thì cô đã lập tức nguôi giận. Trên đời này chưa từng có ai quan tâm đến cô như vậy cả.
Thế là cô quyết định đại nhân không chấp tiểu nhân tha thứ cho anh. Sau đó cô nấu nguyên một bàn ăn thịnh soạn để nghiêm túc xin lỗi anh. Cố Thừa Trạch chớp lấy cơ hội, đưa ra quy định nhà ở với Yến Thư. Sau này khi ra khỏi nhà bắt buộc phải về trước 12 giờ đêm. Đây là quy định của nhà tôi. Yến Thư trong lòng mừng thầm, ôi dào quan tâm cô thì cứ nói đi, việc gì phải nhì nhằng như thế. Rõ ràng là đều thích nhau, nhưng hai người họ lại chẳng ai nói ra cả. Thậm chí Cố Thừa Trạch còn nhất nhất tuân thủ theo thỏa thuận với Cố Cẩn Quân, giúp em trai theo đuổi bằng được Yến Thư. Cố Cẩn Quân cũng tuân thủ theo lời hứa nghiêm túc học tập cách quản lý công ty, rồi thu về không ít thành tựu. Bà Cố nghe được tin này thì vô cùng vui mừng, bà ta tìm gọi Cố Thừa Trạch đến bảo anh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình, để Cố Cẩn Quân có thể tự lập càng sớm càng tốt, đồng thời sẽ nhanh chóng tổ chức cho Cố Cẩn Quân một buổi lễ nhậm chức hoành tá tràng luôn. Nhân cơ hội này để cho người thừa kế chính thức của tập đoàn Thịnh Hồng được công bố rộng rãi với công chúng và truyền thông, Cố Thừa Trạch rất tích cực thúc đẩy vụ này, nhưng Cố Cẩn Quân lại hành động như một đứa trẻ. Anh nhất quyết phải đợi đến ngày Yến Thư đồng ý làm bạn gái mình thì mới đồng ý tham gia lễ nhậm chức đó. Anh đã chuẩn bị những lời tỏ tình lãng mạn nhất, nhưng gần đây Yến Thư lại chẳng thèm để ý đến anh. Không còn cách nào, anh chỉ đành nhờ Cố Thừa Trạch giúp mình hẹn Yến Thư ra ngoài gặp mặt. Trong lòng Cố Thừa Trạch có hàng vạn sự không nỡ, cứ nghĩ đến việc Yến Thư rất nhanh sẽ trở thành em dâu mình thì cảm thấy rất khó chịu. Nhưng để hoàn thành nhiệm vụ mà bà Cố giao cho bản thân, anh cũng chỉ đành dùng danh nghĩa của mình hẹn cô đến nhà hàng đã được Cố Cẩn Quân đặt sẵn. Cô vẫn còn dám nhìn tôi như vậy sao? Tôi chưa từng thấy một bà già nào ác độc như thế này, chỉ vì thấy cháu trai cùng một cô gái nghèo khiêu vũ cùng nhau, đã dùng đủ mọi cách để sỉ nhục cô. Bà giống như đang đuổi một người ăn xin, ném vào mặt cô mấy tấm séc bảo cô không được dây dưa làm phiền cháu trai quý giá của mình nữa. Yến Thư không thể ngờ được 7 năm sau, bà Cố không những không trở nên tử tế mà còn ác độc cay nghiệt hơn. Cơ mà cô cũng không còn là cô gái yếu đuối nhỏ bé, để mặc người khác bắt nạt vào 7 năm trước mà không chống cự nữa. Cô vốn chẳng còn chút ít tình cảm nào với Cố Cẩn Quân nữa, nhưng lại giả vờ như mình là một cô gái nhà quê đầy tham vọng, nhất quyết ôm đùi cháu trai giàu có của bà ta. Bà Cố à, bà đúng là không hiểu tôi rồi, cho dù có nhiều tiền hơn nữa thì cũng làm sao có thể sánh được với chức vị nữ chủ nhân tương lai của tập đoàn Thịnh Hồng chứ. Bà Cố bị Yến Thư chọc cho tức phát rồ phát dại, đang định tát cho cô một phát rõ mạnh nữa, thì bỗng nhiên Cố Thừa Trạch, người chưa từng chống lại ý của bà ta, đột nhiên đứng chắn trước mặt Yến Thư không chút do dự. Cũng chẳng biết từ khi nào, tình yêu của anh dành cho Yến Thư đã vượt qua tất cả giới hạn. Anh thật sự không thể trơ mắt nhìn cô bị người khác bắt nạt, kể cả đối phương có là bà Cố, người đã nuôi nấng anh trưởng thành đi chăng nữa, thì anh cũng không thể lờ đi. Thế là anh đã kéo Yến Thư ra khỏi hiện trường. Mặc dù Cố Cẩn Quân cũng rất khó chịu với việc bà nội bắt nạt người mình thích, nhưng lại chẳng có đủ năng lực bảo vệ cô, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cố Thừa Trạch đưa Yến Thư rời khỏi đó. Nhưng Yến Thư không hề cảm kích việc anh giúp mình giải vây, mà còn cảm thấy rất tức giận, bởi vì vừa rồi Cố Thừa Trạch đã lừa cô đến nhà hàng để gặp Cố Cẩn Quân. Khi nhìn thấy không khí lãng mạn trang trọng trong nhà hàng, cô còn ngập tràn mong đợi, không biết có phải Cố Thừa Trạch định tỏ tình với mình hay không. Nhưng ngồi đợi cả một ngày trời phát hiện người đến lại là Cố Cẩn Quân, khiến cô rất thất vọng. Không thích cô thì cứ nói thẳng một câu, tại sao lại phải cố gắng bao nhiêu sức lực giày vò cô, đẩy cô về phía người đàn ông khác như vậy chứ? Nhưng Cố Thừa Trạch lại không hề hiểu được tại sao cô lại tức giận với mình. Yến Thư chán chẳng buồn tiếp chuyện quay người bỏ đi, để lại anh một mình đứng ngây ngốc ở đó. Cô một mình đi ra quảng trường âm thầm rơi nước mắt, nhiều năm nay cô vẫn cứ chịu đựng, như thế thật sự rất bất lực. Dù mẹ vẫn còn sống nhưng lại chưa từng bảo vệ cô, mà ngược lại cô còn phải nghe những lời lạnh lùng đáng sợ hơn cả. Người chị gái khác cha khác mẹ Hàn Quân giao của cô thì hận không thể khiến cô biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này. Cô càng sống thảm hại thì cô ta lại càng sung sướng hả hê. Hơn nữa còn không bao giờ để lỡ mất cơ hội bắt nạt lăng mạ hành hạ cô. Rất nhanh Hàn Quân Giao đã đi tới phía sau Yến Thư, bắt đầu nói một tràng ngôn ngữ mà con người tử tế chẳng bao giờ nói cả. Yến Thư vốn đã quá quen với chuyện này, hơn nữa cô cũng biết tại sao Hàn Quân Giao lại ngứa mắt với mình như vậy. Không đơn giản chỉ vì bố của cô ta yêu mẹ của cô, mà là từ hồi học đại học, trong mắt Cố Cẩn Quân lúc nào cũng chỉ có Yến Thư, chưa từng để cô ta vào mắt, mà cô ta thì vẫn luôn yêu thầm anh từ lâu. Yến Thư không thèm chấp nhặt bất cứ câu kháy khịa nào của Hàn Quân Giao, vì vốn từ trước đến giờ cô chưa từng coi cô ta là kẻ địch của mình. Ngày hôm sau bà Cố đã đến công ty từ sáng sớm, rồi đứng ở trước tất cả nhân viên trực tiếp sa thải Yến Thư, thậm chí còn sai cả vệ sĩ tống cổ cô ra ngoài. Sau đó lại tìm đến chỗ Cố Thừa Trạch rồi mắng anh một trận. Bà chỉ trích anh dám dẫn người phụ nữ gian xảo như Lê Yến Thư vào trong công ty làm, đúng là không thèm coi bà ta ra cái đinh gì gì mà. Cố Thừa Trạch lên tiếng giải thích cho Yến Thư, nói cô là một nhân viên tốt bụng và ưu tú, không hề phải một người chê nghèo ham giàu, nên mong bà đừng có thành kiến với cô ấy nữa. Nhưng lời nói của Cố Thừa Trạch đã hoàn toàn chọc tức bà ta. Bà ta gằn giọng nói, nếu như sau này anh còn tự ý làm theo ý mình, thì sẽ triệu tập cuộc họp cổ đông đá anh khỏi vị trí tổng tài. Lúc này bà Cố đột nhiên nhận được điện thoại từ cục cảnh sát. Hóa ra Cố Cẩn Quân đang bị nhốt ở nhà vì muốn thoát ra ngoài, đã gọi điện báo cảnh sát nói mình bị giam giữ trái phép. Bà Cố vội vàng quay trở về nhà giải thích với cảnh sát đầu cua tai nheo. Người ta hay bảo chuyện khó nhất trên đời chính là chuyện trong nhà.
Cảnh sát đưa cho bà vài lời khuyên, nói cho dù có là người trong gia đình, thì cũng không có quyền được quản chuyện tự do cá nhân của người đã trưởng thành, sau đó rời đi. Thế là kế hoạch trốn thoát của Cố Cẩn Quân đã hoàn toàn thất bại, mà bên này Yến Thư có tâm trạng bất ổn lại lần nữa dù anh bạn hàng xóm David đi uống rượu tâm sự cùng mình. Cô uống đến mức say không biết trời đất là gì đến tận nửa đêm, David với khổ sở mang vác cô về nhà. Cố Thừa Trạch đột nhiên nổi cáu vô cớ, tại sao mỗi lần đi ăn với anh cũng trả về trong tình trạng bất tỉnh nhân sự vậy hả? David bị mắng thì cũng mất kiên nhẫn nói, ủa alo, không phải là tại anh khiến cô ấy bị mất việc và chịu sự nhục nhã nên mới phải đến tìm tôi để uống rượu giải sầu à? Anh không biết tự kiểm điểm lại bản thân đi còn quay ra trách ngược tôi, đúng là chẳng thể hiểu nổi Yến Thư thích anh ở điểm nào. Cố Thừa Trạch bị người ta mắng thì rất bối rối, cơ mà vẫn chăm sóc con ma men Yến Thư mà không chút phàn nàn. Cơ mà cái gì ghét bỏ thì vẫn ghét bỏ, một khi cảm nhận được cô định nôn cái, là anh lại chạy xa cả chục mét để tránh. Anh chạy mất dạng đến khi Yến Thư đã nôn xong hết hoàn toàn mới đi xuống đỡ cô lên giường đi ngủ, rồi cẩn thận đắp chăn ấm cho cô. Yến Thư uống đến không biết trời đất là gì, bỗng nói ra những lời thật lòng trong tim. Cô trách Cố Thừa Trạch đã cướp mất trái tim mình, khiến anh sung sướng không thôi. Hóa ra là Yến Thư thích anh ấy, vì vậy hành động của anh bắt đầu dịu dàng hơn hẳn. Lúc cô ôm lấy cổ anh cũng không hề kỳ thị mà đẩy ra. Hơn nữa vì không muốn đánh thức cô, anh đã cứ giữ nguyên tư thế đau mỏi vai gáy đó rồi ngủ quên lúc nào không hay. Sáng hôm sau Yến Thư thức dậy, thì giật mình phát hiện Cố Thừa Trạch đang nằm ngủ bên cạnh mình. Hơn nữa còn gối đầu lên tay cô khiến nhịp tim cô nhảy loạn xạ. Tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên họ nằm cùng giường, nhưng là lần đầu tiên họ nằm cùng giường sau khi cô thích anh. Thế nên cô rất xấu hổ vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ tiếp. Cố Thừa Trạch cũng rất nhanh đã thức dậy. Anh dựng thẳng người ngồi im một lúc để bắt đầu bình ổn trạng thái. Sau đó miết lại nếp chăn cho cô thật gọn rồi mới đi ra ngoài. Trải qua đêm đó, tình cảm của hai người phút chốc tăng vọt, nhưng Cố Thừa Trạch vì nghĩ đến cảm xúc của em trai Cố Cẩn Quân của mình, nên từ đầu đến cuối không hề nói ra cảm xúc lòng mình. Anh đang chờ đợi thời điểm thích hợp, hơn nữa chuyện cần thiết hiện tại là có thể giúp Yến Thư quay về tập đoàn Thịnh Hồng làm việc. Anh bảo cô không cần lo lắng, cứ ở nhà chờ tin của anh là được. Vậy mấy ngày này cô hãy ngoan ngoãn ở nhà, đặc biệt là không được đi uống rượu với tên David kia nữa. Được, tôi đảm bảo. Cô gái nghèo tội nghiệp bị bà nội của tổng tài ở trước mặt mọi người lăng mạ làm nhục, vốn tưởng hai người sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Nhưng vì không muốn liên lụy đến người vô tội khác, Yến Thư không thể không tìm đến chỗ bà cố cầu xin bà bỏ qua cho tập đoàn Hàn Thị. Hóa ra cách đây không lâu, mẹ của Yến Thư vì muốn lên tiếng bảo vệ con gái mình đã vô tình xúc phạm bà cố. Thế là bà ta thẹn quá hóa giận, trực tiếp hủy hợp đồng với tập đoàn Hàn Thị, dẫn đến nguồn vốn đầu tư bị đứt đoạn, phải đối diện với nguy cơ sắp bị phá sản. Yến Thư sau khi biết chuyện thì quyết định tạm thời từ bỏ sự kiêu ngạo và lòng tự tôn của mình, chủ động cúi đầu nhận lỗi trước mặt bà cố. Nhưng cho dù Yến Thư đã cúi đầu rồi thì bà cố vẫn không chịu nhượng bộ, hơn nữa còn mắng chửi cô không ra cái gì. Mà cảnh này vừa hay bị Cố Thừa Trạch vừa về đến trông thấy, một người vẫn luôn tôn trọng bà, lần đầu tiên đã đứng lên thể hiện sự đối đầu. Từ giờ trở đi anh sẽ không cho phép ai được bắt nạt người con gái mình thích nữa. Ngay cả khi anh sẽ có khả năng bị sút khỏi ghế chủ tịch thì anh cũng chẳng quan tâm. Bà cố vô cùng tức giận, không thể hiểu được cô nàng Yến Thư này đã cho hai thằng cháu mình ăn phải bùa mê thuốc lú gì, mà hết em đến anh lao vào không lối thoát, không thèm coi bà già ra gì. Yến Thư khi biết được bà cố nhất quyết muốn chấm dứt hợp đồng với tập đoàn Hàn Thị, vậy thì cô cũng chẳng việc gì phải ở lại đây chịu đựng sự nhục nhã nữa, liền rời đi không ngoảnh lại. Cố Thừa Trạch lập tức chạy đuổi theo cô, nhưng cô đang giận trẻ con nên không muốn lên xe của anh. Thế là mốt tổng tài bá đạo trên mạng đã được kích hoạt, cô tự mình lên xe, hay là để tôi bế cô lên xe hả? Yến Thư nghe vậy thì chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời làm theo. Rất nhanh Hàn Quân Giao lại tìm đến chỗ bà cố, cô ta vênh váo tự tin nói có thể khiến Cố Cẩn Quân từ bỏ Yến Thư. Nếu như họ đã có cùng kẻ thù, thì chắc chắn cũng là đồng minh rồi. Bà cố không những không hủy hợp đồng với Hàn Thị, mà còn thả tự do cho Cố Cẩn Quân. Sau đó bà giao cho Hàn Quân Giao việc trông chừng Cố Cẩn Quân. Chỉ cần chớm phát hiện anh đi gặp Yến Thư, thì phải báo ngay cho bà biết. Từ đó trở đi Hàn Quân Giao chẳng khác gì viên kẹo cao su, bám dính lấy Cố Cẩn Quân. Còn luôn mồm nói mình đang thay bà nội giám sát anh. Cố Cẩn Quân thật sự thấy phiền quá đi thôi. Sống như thế này thì thà bị nhốt ở nhà luôn còn hơn. Hàn Quân Giao cũng lo mình sẽ khiến Cố Cẩn Quân tức giận hẳn, nên chỉ đành đồng ý cho anh gặp Yến Thư, nhưng bắt buộc phải có cô ở đó. Cố Cẩn Quân cũng không còn cách nào chỉ đành miễn cưỡng đồng ý. Yến Thư vừa đến, đã hiểu được Hàn Quân Giao ấp ủ âm mưu quần què gì. Không thể tin được cô ta lại nghĩ cả ra cách này để tiếp cận Cố Cẩn Quân. Đúng là ngu ngốc chẳng tả nổi. Cứ giám sát quản lý Cố Cẩn Quân như thế này thì chỉ khiến anh càng chán ghét cô ta hơn thôi. Yến Thư bày ra dáng vẻ hả hê đắc ý đợi xem kịch hay. Bởi vì thất nghiệp nên Yến Thư thường xuyên ở nhà ăn chơi phè phỡn, đúng kiểu giải phóng con người, khiến phòng khách trở thành một nơi chẳng khác gì ổ chó. Cố Thừa Trạch quay về phòng thấy nhà cửa bừa bộn vung vãi thì tức đến tăng xông. Cơ mà lần này anh không hề nổi cáu với Yến Thư, mà âm thầm lặng lẽ tự mình dọn dẹp. Cũng chẳng biết từ khi nào, sự nhẫn nại của anh dành cho cô càng ngày càng tăng. Ngay cả khi Yến Thư có khiến căn nhà trở nên bừa bộn bẩn thỉu như thế nào thì anh cũng chẳng than vãn lấy một lời.
Nếu đổi lại là một người khác, dám chớm động đến căn bệnh sạch sẽ này, thì chắc cỏ mọc xanh mồ luôn rồi ha ha. Anh phát hiện bản thân mình càng ngày càng yêu cô hơn. Ngay cả khi đã nằm ngủ chung một nhà, thì anh cũng cảm thấy nhớ cô không chợp mắt nổi. Thậm chí còn thường xuyên vì cô mà như người mất hồn trong cuộc họp. Chỉ cần nghe thấy có người dám nói xấu Yến Thư trong công ty, là anh lại hậm hực muốn xông vào bên trong đuổi thẳng cẳng người đó. Nếu như không phải có thư ký Cao luôn túc trực bên cạnh, thì chắc anh đã làm ra cả một chuỗi việc mất lý trí rồi. Cố Cẩn Quân vừa mới lấy được tự do, đã nhất muốn chuyển đến nhà Cố Thừa Trạch để ở với Yến Thư. Cố Thừa Trạch cũng chẳng có ý kiến gì, bảo anh thích làm gì thì làm. Cơ mà Cố Cẩn Quân chỉ được phép ngủ ở sofa thôi. Trong lòng Cố Cẩn Quân kiểu ôi trời, chỉ cần được ở bên cạnh Yến Thư thì anh ta ngủ ở dưới đất cũng thấy êm ấm. Nhưng chuyện này rất nhanh đã bị Hàn Quân Giao phát hiện. Cô ta gọi điện cho Cố Cẩn Quân cả mấy trăm cuộc anh cũng chẳng buồn nghe. Thế nên không còn cách nào đã tìm đến chỗ Cố Thừa Trạch. Trùng hợp thế nào lại nhìn thấy Yến Thư và Cố Cẩn Quân đi ra từ cùng một tòa nhà. Cô ta hiểu nhầm rằng hai người đã lén lút ở chung với nhau. Cố Cẩn Quân vội vàng giải thích, nói mình chỉ ở đây tạm vài hôm thôi, bảo cô ta nhất định không được nói chuyện này với bà nội mình. Hàn Quân Giao đáp chỉ cần anh không ngắt điện thoại của cô và luôn báo cáo hành tung của mình cho cô, thì cô ta sẽ nghiêm túc giữ bí mật cho anh, còn ngược lại thì sẽ lập tức gọi điện cho bà Cố. Cố Cẩn Quân bị nắm thóp chỉ có thể ngoan ngoãn đồng ý và làm theo. Bên này vì Yến Thư đột nhiên bị sa thải, nên dự án của Helena cũng tạm thời dừng lại. Các giám đốc điều hành công ty đang phàn nàn về điều này, họ lo lắng sẽ ảnh hưởng tới doanh số bán hàng vào tháng sau. Bà Cố đích thân lên sàn, bảo họ hãy nhanh chóng tìm kiếm người thích hợp. Nghe vậy mọi người ngay lập tức kiến nghị hợp tác với nhà thiết kế đang rất hot hiện nay tên Kali. Nhưng người này vô cùng bí ẩn, hơn nữa còn từng từ chối lời mời của trên dưới 500 công ty lớn. Bà Cố nói mình sẽ đích thân đi liên hệ, bất kể đối phương có đưa ra yêu cầu gì thì đều sẽ đáp ứng. Tập đoàn Thịnh Hồng tự nhiên muốn hợp tác với nhà thiết kế ưu tú nhất, mà không hề biết Kali chính là Yến Thư. Yến Thư đang âm thầm chờ đợi cái ngày mà bà Cố đích thân đến mời mình quay về. Quả nhiên cô cũng không cần phải chờ đợi quá lâu. Chẳng mấy chốc đã đến ngày ký hợp đồng với tập đoàn Thịnh Hồng. Bà Cố đã chuẩn bị cho Kali một buổi lễ ký kết vô cùng hoành tráng, còn mời rất nhiều phương tiện truyền thông đến để đưa tin. Chính vào lúc mọi người đang mong chờ, lần đầu tiên nhà thiết kế Kali chịu công khai danh tính, thì ngay giây sau lại thấy Yến Thư mang theo hào quang của nữ chính bước vào. Cô vui vẻ nhận những tràng vỗ tay của mọi người. Lúc này bà Cố mới biết được, Kali hóa ra lại chính là Yến Thư. Đúng là chẳng khác gì như tự đái vào chân mình. Khi không còn phí phạm bao nhiêu công sức để mời cô về, bà ta phút chốc cảm thấy vừa tức giận vừa mất mặt. Nhưng vì có rất nhiều phương tiện truyền thông ở đó, nên cũng chỉ đành gượng gạo nở nụ cười. Cuối cùng Yến Thư cũng đã quay về hoành tráng. Sự phản kích của cô lúc này mới chính thức bắt đầu. Bà Cố cảm thấy bản thân bị cắn một miếng rõ lớn, nhưng so với đó thì bà ta coi trọng mặt mũi trước truyền thông hơn nhiều, chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay ký hợp đồng với Yến Thư. Nhưng khi phóng viên vừa rời đi, bà ta liền chế nhạo Yến Thư ngay và luôn, bảo cô đừng có quá là đắc ý, cho dù cô có ở một thân phận khác trước thì cô cũng chẳng thể nào với tới nhà họ Cố đâu, nên đừng có mà mơ mộng hão huyền, sẽ có thể từ chim sẻ biến thành phượng hoàng nữa. Yến Thư nở nụ cười khinh thường, bà đừng tưởng mình có chút tiền thì tự cho mình là cao quý. Bà có tặng không Cố Cẩn Quân cho tôi thì tôi cũng chẳng thèm ấy chứ. Cơ mà nếu là tập đoàn Thịnh Hồng thì đúng là cô khá có hứng thú thật. Bà Cố bị chọc đến mức nóng bừng bừng, lại tính động tay động chân bem cô. Cơ mà Yến Thư tất nhiên sẽ không để cho bà ta đạt được mục đích rồi. Ngày trước cô coi bà là trưởng bối nên không muốn hơn thua gì với bà. Nhưng đừng vì thế mà cho rằng cô dễ bắt nạt, thích làm gì cô thì làm. Nếu như còn có lần sau thì đừng trách cô không biết kính già yêu trẻ. Vốn tưởng lần trở về này sẽ giúp Yến Thư lấy lại được danh tiếng cũng như mặt mũi, thắng đậm trong cuộc chiến. Nhưng không, tất cả mọi người lại bắt đầu xì xào bàn tán về cô. Cảm thấy cô là một người phụ nữ tâm cơ, không từ thủ đoạn nên càng xa lánh cô. Sợ rằng nhỡ lúc nào đó mình vô tình làm cô phật lòng sẽ bị báo thù. Yến Thư cũng không ngờ lại có kết quả như vậy. Điều khiến cô càng thất vọng hơn là, đến cả Cố Thừa Trạch cũng cho rằng cô là người tâm cơ. Hóa ra tiếp xúc lâu như vậy rồi, mà trong lòng của anh ấy, cô vẫn là một kẻ chỉ biết nói dối lấp liếm. Cô bị bắt nạt, hạ nhục thảm hại như vậy, thì trả thù bà Cố một chút có làm sao chứ? So với những tổn thương mà bà Cố từng trao cho cô, thì cuộc phản công này đã thấm gì đâu chứ? Rõ ràng trước đó lúc nào cũng bảo vệ cô, vậy tại sao khi cô tự dùng sức mình quay về, anh không những không vui cho cô, mà ngược lại còn trách móc cô như vậy chứ? Yến Thư càng nghĩ càng tức giận, mà bên này tâm trạng của Cố Thừa Trạch cũng rất khó chịu. Anh hối hận gì mình đã quá nóng nảy mà nói ra những lời không đúng ý. Chính vào lúc anh đang suy nghĩ làm sao để làm hòa với cô, thì Yến Thư đã chủ động đến tìm anh để xin chữ ký hợp đồng. Hai người cùng bày ra dáng vẻ kiểu nghiêm túc làm việc. Chính vào lúc Cố Thừa Trạch đang do dự, không biết có nên nhân cơ hội này để nói lời xin lỗi hay không, thì Yến Thư lại lên tiếng trước, cô xin lỗi anh vì đã giấu thân phận Kali của mình.
Thấy cô đã chủ động như vậy, anh tất nhiên cũng phải vội vàng chớp lấy cơ hội. Cố Thừa Trạch lập tức nói mình tha thứ cho cô. Thế là cả hai đã kết thúc cuộc cãi vã xả lơ như bao cặp tình nhân khác. Tâm trạng của Yến Thư ngay lập tức tốt hơn rất nhiều. Nhưng mẹ cô lại gọi điện thoại đến để gây sự. Hạ Mộng biết con gái mình là một nhà thiết kế nổi tiếng quốc tế, thì trách cô đã giấu bà chuyện lớn như vậy. Hơn nữa còn đi làm việc cho công ty khác, nhất quyết không quay về Hàn Thị làm. Đúng là khó hiểu hết chỗ nói. Yến Thư bị những lời này của bà làm cho bật cười. Những thành tựu mà cô đạt được ngày hôm nay không hề liên quan gì đến người mẹ này hết ý. Để mà nói phải cảm ơn ai, thì cô nghĩ là mình nên cảm ơn bà già họ Cố kia. Nếu như không có số tiền phí chia tay kia của bà ấy, thì cô làm sao mà có cơ hội được đi du học được? Sao tôi lại để ra một đứa con gái lãnh huyết vô tình như cô vậy chứ? Con lãnh huyết vô tình á, năm đó là ai chê nghèo ham giàu bỏ chồng bỏ con đi theo người khác hả? Hạ Mộng bị những lời của Yến Thư làm cho im bặt. Hóa ra nhiều năm như vậy, Yến Thư vẫn khó chịu với việc bà bỏ hai cha con cô vào năm đó. Yến Thư tức giận đùng đùng quay trở về, Cố Cẩn Quân như một con cún quấn quanh người cô. Để cho Yến Thư được thư giãn, anh ta đã kéo theo Cố Thừa Trạch dẫn cô ra vùng ngoại ô để giải tỏa tâm trạng. Cô nàng Hàn Quân Giao chuyên bán dính lấy Cố Cẩn Quân, cũng vác xác đi đến nơi này. Cố Cẩn Quân càng tốt xử tốt với Yến Thư, thì cô ta lại càng tức giận, sơ hở cái là bắt đầu chế nhạo, khinh bỉ cô. Yến Thư cũng lười chẳng buồn quan tâm cô ta, nguyên cả đoạn đường cứ cười cười nói vui vẻ với Cố Cẩn Quân, tâm trạng đúng là tốt hơn rất nhiều. Cố Thừa Trạch nhìn cảnh bọn họ vui vẻ nô đùa với nhau, thì trong lòng vô cùng phức tạp. Hàn Quân Giao thì khỏi phải nói, ghen tức đến đỏ cả mắt. Thế là cô kéo theo Cố Thừa Trạch đi uống nước nghỉ ngơi, mắt không thấy thì tim không đau. Cố Thừa Trạch tò mò hỏi Hàn Quân Giao, tại sao lại thù ghét Yến Thư đến mức như vậy? Hàn Quân Giao kiêu ngạo rất tự nhiên, nói là nhìn thấy cô ấy ngứa mắt thôi. Nhưng Cố Thừa Trạch nhìn thoáng qua liền nhìn ra được, cô ta không thích Yến Thư vì Cố Cẩn Quân. Vì dù sao ánh mắt của cô ta lúc nào cũng hận không thể dán hẳn lên người Cố Cẩn Quân. Có là người chậm hiểu thiểu năng thì cũng nhìn ra được cô ta thích Cố Cẩn Quân. Chỉ có mỗi Cố Cẩn Quân là vẫn vô tri không hay biết gì. Mà Hàn Quân Giao sau 7.749 lần thấy Cố Thừa Trạch cứ bảo vệ Yến Thư thì đoán được anh cũng thích Yến Thư. Thật không thể ngờ được cả hai anh em nhà họ Cố đều bị Yến Thư làm cho thần hồn điên đảo. Dựa vào cái gì chứ, cô ta nhất định sẽ không để cô được sống tốt. Thế là cô ta đã âm thầm lặng lẽ nói chuyện Yến Thư đang ở nhà Cố Thừa Trạch cho bà Cố nghe. Bà Cố hay tin cái lập tức đi đến, không nói không rằng đã tát mạnh vào mặt Cố Thừa Trạch. Yến Thư thấy thì đau lòng không thôi. Bà Cố không vì vậy mà ngừng lại, nhất yêu cầu Cố Thừa Trạch phải đuổi Yến Thư ra khỏi nhà. Anh không cần phải giải thích với tôi cũng không muốn nghe mấy lời xả lơ của anh, tôi chỉ muốn xem hành động của anh. Bây giờ hãy ngay lập tức đuổi cô ta ra ngoài. Bà ta cưỡng chế nhấn mạnh bắt Cố Thừa Trạch phải ngay lập tức đuổi Yến Thư ra khỏi nhà. Bà ta không cho phép ai được làm trái ý mình, đặc biệt là Cố Thừa Trạch. Năm đó nếu như không phải là bà ta đưa anh từ cô nhi viện về Cố gia, thì làm sao mà anh có những thứ như ngày hôm nay. Thế nên anh bắt buộc phải trung thành tuyệt đối với bà. Cố Thừa Trạch không muốn làm như vậy, nhưng cũng không muốn công khai đối đầu với bà, thế là chỉ có thể im lặng trầm mặc. Yến Thư không muốn Cố Thừa Trạch bị khó xử, nên đã chủ động nhấc vali lên và đi. Cố Cẩn Quân khuyên cô hãy ở lại, nhưng Yến Thư ngược lại còn tức giận hơn, bởi vì thứ cô muốn nghe là lời gọi giữ lại của Cố Thừa Trạch, nhưng Cố Thừa Trạch lại chỉ đứng trơ mắt nhìn cô rời đi, mà không nói một lời nào. Yến Thư mang theo chiếc hành lý mà lang thang trên đường, tâm trạng cứ phải gọi là chạm đáy cảm xúc. Không phụ sự mong đợi của mọi người, con nhỏ Hàn Quân Giao lại đến để vênh váo. Yến Thư sớm đã đoán được là cô ta mách chuyện này, nếu không bà Cố chắc chắn chẳng thể biết được chuyện cô ở trong nhà của Cố Thừa Trạch. Nhưng cô quá trưởng thành để chơi cái trò con nít mách lẻo này với cô ta rồi. Bây giờ cô chỉ muốn ở một mình yên tĩnh chút. Thế là cô đã đến quán bar mà bố mình hay lui tới khi còn trẻ. Cũng chỉ có nơi đó mới có thể khiến cô tạm thời quên đi hết mọi muộn phiền. Chẳng mấy chốc Cố Thừa Trạch đã tìm tới nơi này. Bà Cố vừa rời đi, anh đã vội vàng chạy khắp nơi tìm cô. Mãi một lúc lâu sau anh mới tìm được chỗ này. Cố Thừa Trạch vô cùng ghét mùi ở quán bar, nhưng vì Yến Thư đang ở đây nên anh cũng chỉ đành nhịn sự ghê tởm lặng lẽ bên cạnh cô, làm một người lắng nghe 10 điểm để cô trút sạch những bất mãn trong lòng. Yến Thư nhìn dáng vẻ không hòa nhập gì với quán bar của anh thì lại càng khó chịu, cũng chẳng nhẫn tâm để anh cứ tiếp tục ở lại nơi này. Thế là nhanh chóng thanh toán để anh rời khỏi đó. Hai người đi lên sân thượng cùng nhau ngắm cảnh đêm. Cố Thừa Trạch cũng được Yến Thư thao túng tâm lý, bắt đầu uống rượu giải sầu. Thực ra mấy ngày nay anh vẫn luôn sống trong dằn vặt khó chịu. Một mặt anh rất muốn nói với Yến Thư rằng mình thích cô, nhưng mặt khác anh lại sợ mình làm vậy sẽ làm tổn thương thằng em Cố Cẩn Quân. Hơn nữa anh cũng không chắc chắn là Yến Thư có thích mình hay không. Thế là rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Lúc này Yến Thư đột nhiên sát lại gần anh, nó khiến anh vô cùng phấn khích, thế là không tự chủ được mà hôn lên môi cô. Yến Thư không thể tin được, nhưng cũng không hề đẩy anh ra. Nhưng Cố Thừa Trạch rất nhanh đã ý thức được mình mất khống chế, nhanh chóng quay mặt đi. Cơ mà Yến Thư lại mượn cớ của rượu kéo anh lại, để tiếp tục nụ hôn còn dang dở. Trong đầu cô toàn là những giây phút ngọt ngào khi ở chung nhà. Cố Thừa Trạch đang do dự không biết nên đáp lại như thế nào,
thì Yến Thư đã gục xuống vòng tay anh ngủ thiếp đi, cho dù anh có gọi như thế nào cũng không tỉnh. Cố Thừa Trạch không còn cách nào, chỉ có thể bế cô quay trở lại xe, sau đó suy nghĩ những ngày tháng sau này phải làm sao, không biết có nên tỏ tình với cô không. Từ nụ hôn vừa rồi, anh đoán chắc Yến Thư cũng thích mình. Anh định trực tiếp đưa cô về nhà, nhưng Yến Thư lại đột nhiên tỉnh lại, nhất quyết cũng không muốn quay về nhà anh nữa. Cô cũng là một người có lòng tự tôn, ok, cô không muốn lúc nào cũng bị bà già kia nhục mạ. Cố Thừa Trạch không còn cách nào, chỉ đành đưa cô đến khách sạn gần đó. Nhưng từ đầu đến cuối vẫn không yên tâm, thế là đã lập tức tìm đến chỗ anh hàng xóm David, hy vọng có thể cho cô ở tạm mấy ngày, sau đó thì quay về nhà. Nhưng có làm sao cũng không ngủ được, trong đầu cứ liên tục hiện lên nụ hôn lúc nãy, càng nghĩ lại càng cảm thấy không an tâm. Thế là chỉ có thể đi xuống dưới lầu uống nước lạnh, để cho bản thân bình tĩnh lại. Mà bên này Yến Thư đang ngủ thì bỗng dưng bị cơn bụng quằn quại làm cho tỉnh lại. Đúng lúc này, nhân viên khách sạn lại đem thuốc đến cho cô. Hóa ra là trước khi Cố Thừa Trạch đi, đã dặn dò họ chuẩn bị cho cô. Yến Thư nhanh chóng uống số thuốc đó. Lúc này cô cũng đã hoàn toàn tỉnh rượu. Sau đó cũng nhớ ra cảnh mình đã hôn Cố Thừa Trạch trong lúc say. Cô thật sự cảm thấy xấu hổ muốn đội quần. Như này làm sao đối diện với anh vào ngày mai được đây? Cố Cẩn Quân lần nữa bị giam lỏng tại nhà, vì muốn chạy thoát chỉ có thể lựa chọn đu tường, nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện, đã vậy còn tự làm thương chân. Bà Cố thấy vậy thì lo lắng không thôi, vội vàng đưa anh đến bệnh viện để kiểm tra. Cố Cẩn Quân nhân cơ hội đó đã lén lút chuồn thẳng. Bà Cố không tìm được Cố Cẩn Quân thì lại tức giận đùng đùng đi đến công ty tìm Yến Thư để gây sự. Dáng vẻ của bà đúng như kiểu cô đã gây ra tội lớn lắm vậy. Bất kể là Yến Thư có giải thích rằng mình không nhìn thấy Cố Cẩn Quân đâu thì bà ta cũng không tin, còn cho rằng chính cô đang cố tìm giấu Cố Cẩn Quân đi mất. Nói được mấy câu lại muốn tương cô, cũng may Cố Thừa Trạch kịp thời xuất hiện ngăn lại. Anh lấy cớ có việc cần tìm bà để đưa bà rời khỏi nơi đó. Không thể không nói, cái kiểu nói được đôi ba câu lại muốn bem người như bà này, đúng là rất ba chấm nha. Cố Thừa Trạch thật sự không thể nhìn nổi cảnh bà Cố suốt ngày bắt nạt Yến Thư nữa, thế nên đã lên tiếng nói vài lời. Lệ Yến Thư là nhân viên của công ty, cô ấy không làm sai gì cả, bà không nên tương cô ấy, mà ngay cả khi cô ấy có sai gì thì cũng không nên bem cô ấy. Bà Cố thật sự tức muốn phát điên, đúng là ăn gan hùm mật gấu hết rồi, dám đứng ngay trước mặt lên mặt dạy dỗ bà. Bà ta yêu cầu Cố Thừa Trạch trong vòng một tháng bắt buộc phải khiến Cố Cẩn Quân từ bỏ hoàn toàn với Yến Thư, nếu không chức vị tổng tài này của anh cũng đừng hòng mà làm nữa. Cố Thừa Trạch nói mình không có năng lực đó, anh không có quyền cũng không muốn can thiệp vào chuyện tình cảm của người khác. Thư ký Cao ở bên cạnh đột nhiên nghĩ ra một ý kiến hay, anh nói chỉ cần khiến Yến Thư yêu đương với người khác là ok mà, nếu như bên cạnh cô ấy có một người ưu tú hơn cả Cố Cẩn Quân thì chuyện Yến Thư yêu người đó cũng không phải khó khăn gì. Bà Cố nghe xong thì bỗng cảm thấy đây là một ý kiến hay, nhưng bà lại nghĩ một người lúc nào cũng muốn trèo cao như Lê Yến Thư làm sao có thể dễ dàng từ bỏ cơ hội bước vào hào môn như vậy chứ. Nhưng rất nhanh bà Cố đã nghĩ ra được một ứng cử viên hoàn hảo cho âm mưu lần này. Cố Thừa Trạch đang họp đột nhiên nhận được một cuộc gọi hoang đường, ta yêu cầu anh phải theo đuổi bằng được Lê Yến Thư, sao nào, khó khăn lắm hả? Cố Thừa Trạch lúc đầu còn thấy rất hoang đường, thế là đã từ chối không chút do dự, nhưng bà Cố lại lấy công dưỡng dục của mình ra để khống chế anh. Cố Thừa Trạch không còn cách nào khác ngoài đồng ý, nhưng khi nghĩ kỹ lại thì đây cũng là một cơ hội tốt dành cho anh. Mà bên này, David làm theo chỉ dẫn của Cố Thừa Trạch để Yến Thư đến nhà mình ở mấy ngày. Vừa về, cô đã nhận được điện thoại của Cố Cẩn Quân. Yến Thư vốn không muốn để ý anh ta, nhưng khi nghe thấy anh ta vì muốn gặp mình mà đu tường toi luôn chân thì cũng nể mặt đến gặp. Yến Thư thật sự không thể ngờ được Cố Cẩn Quân thật sự vì mình mà làm những hành động nguy hiểm đó, giờ đến đi lại cũng bất tiện luôn rồi. Cô cũng cảm thấy có đôi chút áy náy, thế là lập tức mua thuốc bôi cho anh ta. Cố Cẩn Quân thấy Yến Thư quan tâm mình như vậy thì vô cùng vui vẻ, anh cảm thấy những vết thương này thật đáng giá. Nhưng Yến Thư thì không muốn Cố Cẩn Quân cứ nghĩ đến mình nữa, thế nên đã nói thẳng với anh ta rằng cô đã thích người khác rồi, nhưng lại không thể nói tên của người đó ra cho anh biết. Cố Cẩn Quân thấy cô cứ ấp a ấp úng không muốn nói ra thì tưởng rằng cô chỉ đang tìm một cái cớ để cho anh phải bỏ cuộc, thế nên đã hùng hổ tuyên bố chỉ cần cô vẫn chưa có bạn trai thì anh ta sẽ không bỏ cuộc, hơn nữa còn bày ra dáng vẻ đáng thương bán thảm. Yến Thư sắp bị anh ta quấy rầy đến phát điên rồi, nhưng anh ta biến thành thế này suy cho cùng vẫn có một phần lỗi của cô, nên không còn cách nào chỉ đành đưa anh về nhà. Lúc này Cố Thừa Trạch hẹn Yến Thư ra ngoài gặp mặt, bảo có chuyện muốn nói với cô. Cố Thừa Trạch vừa gặp đã vào vấn đề, anh hỏi cô có còn thích Cố Cẩn Quân hay không. Yến Thư không biết tại sao anh đột nhiên lại hỏi như vậy, thế nên đã cố tình nói có thích hay không cũng không liên quan tới anh. Nhưng điều Cố Thừa Trạch nói tiếp theo lại khiến cô vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Nếu như cô thích Cố Cẩn Quân, tôi sẽ thuyết phục chủ tịch Cố cho hai người ở bên nhau. Nếu như cô không thích thì tôi sẽ chuẩn bị thích em đó. Cơ mà Yến Thư còn chưa kịp vui nổi quá một giây thì Cố Cẩn Quân đã xuất hiện phía sau cô. Anh ta vội vàng dùng ánh mắt bảo Cố Thừa Trạch đừng nói nữa, nhưng Cố Thừa Trạch lại kiên quyết thể hiện rõ quan điểm. Cố Cẩn Quân tưởng hai người này đang muốn trêu đùa mình, nhưng Cố Thừa Trạch lại rất nghiêm túc, anh nói mình không hề nói đùa, anh ấy muốn cạnh tranh công bằng với anh ta, cùng nhau theo đuổi Yến Thư. Cố Cẩn Quân phút chốc nổi giận, trực tiếp tương thẳng vào mặt anh một cái.
Yến Thư không chút do dự đứng chắn trước mặt Cố Thừa Trạch. Cố Cẩn Quân ngay lập tức nhảy số. Yến Thư vừa nói với anh rằng đã có người mình thích, chẳng nhẽ người đó chính là Cố Thừa Trạch hay sao? Nghĩ đến đây, Cố Cẩn Quân lại càng tức giận hơn. Cảm giác bị phản bội khi bị người mình tin tưởng nhất cướp mất tình yêu, khiến anh hoàn toàn mất trí. Anh dùng sức đẩy Yến Thư đang đứng giữa sang một bên, sau đó bắt đầu tương liên tục vào người của Cố Thừa Trạch. Yến Thư nhìn hai anh em thân thiết tự dưng trao đổi chiêu thức thì vô cùng lo lắng, nhưng có làm sao cũng không khuyên được, thế là cũng lười quan tâm. Cô tức giận đùng đùng quay về nhà, đúng kiểu ôi thôi mắt không thấy thì tim không đau, nhưng đến cuối cùng vẫn không yên tâm, cứ liên tục nhìn về phía cửa. Cô sốt ruột không biết vết thương của Cố Thừa Trạch có nghiêm trọng hay không. Rất nhanh cô đã nghe thấy tiếng tinh tinh của thang máy, thế là ngay lập tức lao ra bên ngoài. Thấy Cố Thừa Trạch chỉ bị thương có chút ít trên mặt, tảng đá nặng trĩu trong lòng cô cũng ngay lập tức được gỡ xuống. Cơ mà cô vẫn rất đau lòng muốn giúp anh bôi thuốc, nhưng vào tình huống hiện tại thì bầu không khí giữa hai người có chút gượng gạo. Cố Thừa Trạch nói không cần đâu, anh có thể tự mình bôi thuốc được. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ thất vọng của Yến Thư thì vẫn không nhịn được mà gọi cô vẫn nên quay về đây ở đi. Yến Thư ngay lập tức treo lên nụ cười đồng ý. Ở bên này, Cố Cẩn Quân đang thất vọng và đau đớn tột cùng. Người anh ta thích lại thích anh trai anh, thà rằng Yến Thư yêu người khác thì ít nhất trong trường hợp đó anh cũng không phải mất đi cả hai người mình yêu thương nhất. Tình huống này đối với anh mà nói thật sự quá tàn nhẫn. Cố Cẩn Quân uống đến say mềm. Hàn Quân Giao sau khi biết chuyện thì vội vàng chạy đến, sau đó đưa Cố Cẩn Quân đang say đến bất tỉnh nhân sự quay trở về biệt thự nhà họ Cố. Sau khi thức dậy vào ngày hôm sau, Cố Cẩn Quân không còn chán nản uể oải nữa, mà ngược lại càng thôi thúc ý chí chiến đấu hơn. Anh quyết định đi tìm Cố Thừa Trạch để chính thức tuyên chiến. Nhưng Cố Thừa Trạch, người chưa từng nghỉ phép suốt 10 năm qua, hôm nay lần đầu tiên lại xin nghỉ ở nhà. Cố Cẩn Quân tức giận đùng đùng tìm đến chỗ Yến Thư, hỏi Cố Thừa Trạch bây giờ đang ở đâu. Yến Thư không muốn hai anh em họ càng thêm căng thẳng, nên cách nói chuyện đột nhiên trở nên cẩn thận nhẹ nhàng hẳn. Cô nói mình cũng không biết Cố Thừa Trạch đang ở đâu cả. Cố Thừa Trạch sau khi một mình bình tĩnh một ngày, thì đã chủ động tìm đến chỗ Cố Cẩn Quân, muốn cùng anh ta nói chuyện tử tế. Cố Cẩn Quân cũng cố gắng hết sức để không thương cho Cố Thừa Trạch thêm một trận nữa. Sau đó dùng hết sức hết mức khuyên anh từ bỏ. Anh ta cảm thấy anh và Yến Thư không có gì hợp cả, ngay cả bây giờ có thích nhau thì cũng sẽ sớm chia tay thôi. Vì dù sao cái kiểu người mắc bệnh sạch sẽ, đã vậy còn dị ứng với nói dối như Cố Thừa Trạch, thật sự không hề thích hợp để yêu đương đâu. Nhưng Cố Thừa Trạch lại kiên quyết nói, mình nhất định sẽ theo đuổi Yến Thư, còn kết quả về sau như thế nào thì cứ tùy duyên đi. Mặc dù anh đã độc toàn thân gần 30 năm, nhưng cũng không chắc rằng sẽ thua một tay lão luyện tình trường như Cố Cẩn Quân. Thế là hai người đã bắt đầu cuộc chiến theo đuổi Yến Thư. Thật sự chưa từng thấy ai theo đuổi người khác như thế này, từng cử chỉ hành động đều chọc vào thứ cô không thích. Tổng tài bá đạo độc thân 30 năm, dưới sự hướng dẫn của chuyên viên theo đuổi tình yêu là thư ký Cao, đã bắt đầu một cuộc tấn công dữ dội với cô gái mà mình thích. Đầu tiên là tặng hoa, Cố Thừa Trạch tới tiệm hoa, bất chấp lời đề nghị của nhân viên cửa hàng, nhất quyết chọn một bó hoa tự cho là độc đáo để chuẩn bị tặng cho Yến Thư, còn đóng gói vô cùng cẩn thận xinh đẹp, âm thầm đặt trên bàn làm việc của cô, muốn tạo cho cô một bất ngờ. Khi Yến Thư ôm sự mong chờ mở ra, thì thứ chào đón cô chỉ có kinh sợ, thậm chí còn không cẩn thận để bị thương tay. Yến Thư thật sự tức muốn xì khói, này làm gì phải theo đuổi, rõ ràng là đang muốn chỉnh cô thì có. Ngày hôm sau, Cố Thừa Trạch đã thay đổi chiến lược, quyết định đi ra ngoài thể hiện sự quyến rũ nam tính của mình. Anh hẹn Yến Thư đến một địa điểm, nhưng lại không nói là làm gì. Yến Thư trực tiếp xỏ đôi giày cao gót đi đến, nhưng Cố Thừa Trạch lại nói, muốn cùng cô có một chuyến đi lãng mạn quanh hồ. Yến Thư không còn cách nào, chỉ đành nỗ lực đạp xe. Cố Thừa Trạch không ngừng lao về phía trước, như thể đang muốn thi đấu với cô vậy. Cuối cùng, thậm chí còn để cho Yến Thư đạp xe đèo mình. Có rất nhiều phút Yến Thư muốn xóa sổ đối phương. Trời ơi, đẹp trai cũng để làm gì đâu cơ chứ. EQ quá thấp không cứu nổi luôn ấy. Bảo sao 30 năm chưa một lần yêu ai. Yến Thư bắt đầu nghi ngờ về thẩm mỹ của chính mình. Tại sao cô tự nhiên lại thích một tên trai thẳng như vậy cơ chứ? Nếu như sau này tôi còn đi ra ngoài vận động cùng anh, thì tôi sẽ là một con chó. Sao cô lại nói bản thân mình như vậy chứ? Kể cả cô có làm chó, thì cũng là con chó đẹp nhất. Trong lòng Yến Thư kiểu, ối giời ơi, không biết khen người khác thì im mẹ mồm đi, chứ đừng có thêm dầu vào lửa. Yến Thư đang định phát tiết đuổi anh xuống, thì Cố Thừa Trạch lại cầm một xấp tiền ra đưa cho cô. Cô nàng yêu tiền như mạng sống ngay lập tức quên đi mọi phẫn nộ, sau đó tiếp tục đèo anh tiến về phía trước. Sau khi Cố Thừa Trạch học được bài học lần trước, đã quyết định đưa Yến Thư đi xem phim. Đây là điều không thể thiếu cho các cặp đôi khi hẹn hò, chắc sẽ không có gì sai sót đâu nhỉ. Yến Thư vui vẻ đi đến chỗ hẹn, trong lòng nghĩ lần này cuối cùng anh cũng lớn hơn rồi. Nhưng khi Yến Thư nhìn thấy Cố Thừa Trạch vì không muốn ngồi cạnh người khác đã mua nguyên cả một dãy ghế, thì đột nhiên có một dự cảm không lành. Nhưng cũng may mọi chuyện diễn ra rất bình thường, cơ mà Cố Thừa Trạch hình như thật sự đến đây để xem phim. Anh nghiêm túc tập trung xem không ai lại luôn ấy, thậm chí còn thờ ơ trước hành động đút đồ ăn thân mật chủ động của Yến Thư. Yến Thư thấy vậy thì cũng không thèm quan tâm anh nữa. Nhưng rất nhanh, buổi hẹn hò tưởng như bình thường của họ đã bị phá hủy. Một cặp vợ chồng đến muộn thấy chỗ họ vẫn còn trống, thì đã trực tiếp ngồi xuống bên cạnh.
Cố Thừa Trạch thực sự không chịu nổi có người lạ ngồi gần mình như vậy, nên đã nhắc nhở họ không được ngồi chỗ này. Người đàn ông nghĩ Cố Thừa Trạch đang lo chuyện bao đồng. Anh ta nói, ủa đây chẳng phải không có ai ngồi sao? Bọn họ thích ngồi đâu thì ngồi chứ, anh không có quyền quản chuyện này. Cố Thừa Trạch cũng không muốn tranh cãi gì với bọn họ, thế là đã trực tiếp rút sấp vé ra. Những người khác vì cuộc tranh cãi của bọn họ làm phiền thì rất khó chịu. Yến Thư ngồi bên cạnh cũng cảm thấy xấu hổ không thôi, thật sự muốn giả vờ như không quen biết Cố Thừa Trạch. Mặc dù cuối cùng anh đã thành công trong việc đuổi hai người đó đi, nhưng bộ phim này Yến Thư thật sự không thể nào xem được nữa. Cô giận đùng đùng bỏ đi, sau đó đến một quán ven đường, chuẩn bị ăn nhẹ chút chút rồi trở về. Nhưng Cố Thừa Trạch lại nhất định không muốn thử, thậm chí ngay đến cả việc ngồi xuống thôi cũng không chịu ngồi. Anh chê bai vệ sinh nơi này quá kém. Bà chủ nghe xong thì cho rằng bọn họ cố tình đến đây để gây sự, thế là không thèm nghe giải thích đuổi bọn họ đi, để không ảnh hưởng đến việc kinh doanh của mình. Trước khi tôi chưa lên tiếng chửi đồng, thì hãy mau cút đi cho khuất mắt tôi. Thay vì dùng thời gian mắng người, thì hãy quan tâm đến chất lượng vệ sinh hơn đi. Yến Thư sợ họ bị bà chủ bem bay màu, thế là vội vàng kéo Cố Thừa Trạch bỏ đi. Yến Thư ôm nguyên cả một bụng tức giận, hẹn hò với Cố Thừa Trạch một buổi tối thôi, mà cô cảm giác như bị hành hạ cả tháng trời, tức đến mức no bụng luôn rồi, bây giờ chỉ muốn quay về đánh một giấc. Cô không muốn nhìn thấy cái gương mặt đẹp trai nhưng đáng ghét của anh nữa. Nhưng Cố Thừa Trạch căn bản không nhận ra vấn đề nằm ở đâu. Anh không hiểu tại sao Yến Thư đang yên đang lành tự dưng lại tức giận, rõ ràng là anh ấy đã làm rất tốt mà. Ngày hôm sau khi đi làm, Yến Thư đã gọi điện thoại cho Cố Thừa Trạch, bảo anh đến giải quyết vấn đề của Helena. Nhưng Cố Thừa Trạch lại bày ra dáng vẻ rất nghiêm túc nói, đây là công việc của cô thì cô phải tự đi mà tìm cách giải quyết. Nếu mỗi nhân viên gặp phải vấn đề đều nhờ sếp đến giải quyết thì anh sẽ bận rộn đến bù đầu. Thư ký Cao ở một bên nghe thấy anh nói như vậy thì thay anh toát mồ hôi phao câu, người mình thích nhờ mình giúp đỡ mà anh lại từ chối không thương tiếc thì theo đuổi được người ta mới lạ đó. Yến Thư tức giận cúp điện thoại. Cố Cẩn Quân, người cũng đang theo đuổi Yến Thư, đã chủ động đề nghị, nói mình có thể giúp cô giải quyết được chuyện của Helena, nhưng anh có một yêu cầu là lát nữa cô đi ăn tối cùng anh. Yến Thư cũng không còn cách nào, chỉ đành miễn cưỡng đồng ý. Mà bên này Cố Thừa Trạch cuối cùng cũng đã bị thư ký Cao mắng cho tỉnh, thế là lập tức chạy đến, nhưng lại muộn mất một bước. Buổi chụp hình đã kết thúc thành công, Yến Thư cũng giữ lời hứa đi ăn tối cùng với Cố Cẩn Quân. Trong lòng Cố Thừa Trạch cảm thấy rất khó chịu, nhưng lại không có quyền ngăn lại. Yến Thư và Cố Cẩn Quân đến một nhà hàng phương Tây lãng mạn, vốn tưởng đó chỉ là một bữa ăn đơn giản, nhưng Cố Cẩn Quân lại đột nhiên cầu hôn cô ở trước mặt mọi người. Cố Thừa Trạch không yên tâm đã âm thầm đi theo tới, vừa hay nhìn thấy cảnh Cố Cẩn Quân quỳ xuống cầu hôn với Yến Thư. Anh vô tình nhìn thấy nhưng lại không xuất hiện ngăn cản, cuối cùng vẫn phải nhờ đến cô nàng Hàn Quân Giao, người vẫn luôn yêu thầm Cố Cẩn Quân xuất hiện phá hỏng buổi cầu hôn này. Cô tức giận giật lấy chiếc nhẫn, hai người cũng vì vậy mà cãi nhau to một trận. Hàn Quân Giao bắt nạt Yến Thư bao nhiêu lần như vậy, đây là lần đầu tiên duy nhất thật sự đã giúp cô một vố lớn, nếu không thì cô cũng chẳng biết làm thế nào để kết thúc buổi cầu hôn ngang ngược này. Cố Thừa Trạch nhìn Yến Thư một mình lang thang trên con phố thì không yên tâm, cứ âm thầm đi theo sau. Sau khi Yến Thư phát hiện ra anh ấy thì anh bắt đầu đi lên, rồi hỏi một câu mà mình luôn thắc mắc trằn trọc. Anh muốn biết nếu như lúc nãy Hàn Quân Giao không xuất hiện thì cô có đồng ý với lời cầu hôn của Cố Cẩn Quân hay không. Lúc này Yến Thư mới biết hóa ra vừa rồi Cố Thừa Trạch cũng có mặt ở đó. Thế là cô liền hỏi ngược lại anh, nếu như không có Hàn Quân Giao thì anh có đứng ra ngăn cản không? Nhưng câu trả lời của Cố Thừa Trạch lại khiến Yến Thư hoàn toàn thất vọng. Anh ấy nói có lẽ là không, vì anh không có quyền can thiệp vào quyết định của bọn họ. Hơn nữa anh cũng không muốn làm tổn thương đến Cố Cẩn Quân. Anh thậm chí còn cảm thấy mình là một kẻ xấu xa khi cướp người yêu của em trai mình. Anh bây giờ đang rất bối rối, không biết mình có nên tiếp tục theo đuổi cô hay không, thế nên muốn hỏi thẳng ý kiến của Yến Thư. Yến Thư thật sự chưa từng gặp được chuyện, người theo đuổi mình còn muốn hỏi ý kiến mình cơ. Không phải là khi thích một ai đó thì nên dũng cảm theo đuổi hay sao? Cô gần như sắp tức điên vì mấy logic khó hiểu của Cố Thừa Trạch rồi. Thế là đã tức giận quát anh đừng có mà theo đuổi mình nữa. Cố Thừa Trạch biết bản thân đã lỡ lời khiến cô tức giận, thế là vừa về nhà đã nói lời xin lỗi cô. Nhưng Yến Thư bây giờ không muốn nói chuyện với anh nữa. Có cái gì mà không thể nói chuyện tử tế chứ? Sao phải đập phá đồ vậy chứ? Đập phá đồ chính là một kiểu thái độ đấy. Ngày hôm sau, thư ký Cao cảm nhận được sâu sắc tâm trạng tệ của ông chủ. Anh đoán chắc chắn là lại cãi nhau với Yến Thư rồi. Thế là đã giúp đỡ đưa ra kế hoạch, nói con gái rất cần được dỗ dành, tặng hoa, tặng quà, đưa cô đến quán ăn sang trọng, cái gì cũng không được thiếu. Cố Thừa Trạch lập tức nhớ đến chuyện Yến Thư thích ăn bánh sầu riêng, thế là đã ngay lập tức giao cho thư ký Cao đi tìm mua bánh sầu riêng ngon nhất trong thành phố về, rồi gửi tặng cho Yến Thư. Một lúc sau Yến Thư đã nhận được hai quả sầu riêng siêu to khổng lồ, khiến tất cả mọi người trong công ty đều hoa mắt chóng mặt. Lần này Yến Thư lại càng tức giận hơn. Cố Thừa Trạch luôn có cách khiến cô huyết áp tăng vọt, rơi vào tức giận phẫn nộ tột đỉnh. Sao nào, cô có thích hay không? Hừ, thích lắm, bây giờ tôi thích đến mức hận không thể bem nát đầu anh ra đó. Cố Thừa Trạch vô cùng bối rối, sau đó gọi ngay cho thư ký Cao, hỏi đối phương chuyện gì đã xảy ra. Hóa ra là thư ký Cao đã tự mình mua nó.
Anh cảm thấy nếu như Yến Thư đã thích ăn bánh sầu riêng, thì chắc chắn cũng sẽ thích ăn sầu riêng, nhưng không ngờ lại chữa lợn lành thành lợn que. Cố Thừa Trạch không còn cách nào, chỉ đành đích thân đến gặp Yến Thư để xin lỗi. Anh mời cô cùng nhau đi ăn tối sau khi tan làm. Yến Thư trực tiếp từ chối, bởi vì cô đã hẹn với David cùng nhau đi xem nhạc hội rồi. Cố Thừa Trạch vừa nghe thấy, đã lập tức nổi giấm. Một tên Cố Cẩn Quân còn chưa đủ, bây giờ lại có thêm một ông David nữa. Anh sớm đã cảm thấy cái tên David đó có ý đồ khác với Yến Thư, thế là đã bảo cô hãy mau chóng hủy hẹn với anh ta. Yến Thư cuối cùng cũng cảm nhận được đôi chút sự ghen tuông của Cố Thừa Trạch, thế là tính nhân cơ hội này để ép anh nói ra lời trong lòng. Yến Thư hỏi anh đang dùng thân phận gì để quản cô hả, nhưng Cố Thừa Trạch lại kiêu ngạo nói, dựa vào việc anh là ông chủ của cô, một lời tỏ tình khó đến như vậy sao. Yến Thư thất vọng quay người rời đi, nhưng Cố Thừa Trạch lại kéo cô vào lòng. Lúc này nhân viên tưởng văn phòng không còn ai nên đã đóng cửa lại. Sau đó, Cố Thừa Trạch đã dùng một nụ hôn để thể hiện cảm xúc của mình. Yến Thư sợ hãi vội vàng đẩy anh ra. Đây là công ty, nếu như bị ai nhìn thấy, thì cô lại sẽ bị mấy lời đàm tiếu đả kích đến hẹo mất. Yến Thư ngay lập tức thu dọn đồ chuẩn bị đi tìm David, nhưng lại bị Cố Thừa Trạch lấy cớ là tăng ca để gọi đến văn phòng của mình. Yến Thư không ngờ Cố Thừa Trạch lại trẻ con như vậy, thế là cũng giả vờ đồng ý. Sau đó lấy cớ đi vệ sinh rồi âm thầm chuồn thẳng. Cô cứ tưởng mình cuối cùng đã thoát được Cố Thừa Trạch, nhưng giây tiếp theo anh đã đuổi theo tới, nhất quyết đòi kéo cô về tăng ca. Yến Thư chịu rồi, nhưng phải đợi cô ăn uống no nê đã. Thế là Yến Thư đặc biệt chọn một quán ven đường để ăn tôm. Vốn tưởng Cố Thừa Trạch sẽ không chịu nổi mà quay người rời đi, nhưng bởi vì có thư ký Cao ở đây, anh ấy vừa xịt khử trùng vừa bọc ni lông lên ghế. Sau một loạt các thao tác của thư ký Cao, Cố Thừa Trạch đã miễn cưỡng ngồi xuống, vừa nhìn vừa đánh giá thứ không hợp vệ sinh mà họ ăn. Nhưng Yến Thư lại chẳng thèm nhìn anh lấy một cái, vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ với David. Cố Thừa Trạch không còn có thể bình tĩnh được nữa, anh kéo mạnh Yến Thư vào lòng, ở ngay trước mặt mọi người tỏ tình với cô, tôi muốn được ở bên em, có được không? Yến Thư cuối cùng cũng đã đợi được câu nói này, sau khi giả vờ dè dặt e thẹn các thứ, thì đã gật đầu đồng ý lời tỏ tình của anh. Tổng tài bá đạo lần đầu tiên đến ra mắt bố mẹ vợ, nhưng lại vì cái bệnh sạch sẽ quá mức của mình, mà suýt nữa bị tống cổ ra khỏi nhà. Hóa ra hôm nay là ngày đầu tiên Cố Thừa Trạch và Yến Thư chính thức hẹn hò. Vốn dĩ anh ấy muốn mời cô đi ăn trưa cùng mình, nhưng Yến Thư lại nói mình có việc phải ra ngoài. Kết quả là giây tiếp theo, anh lại nhìn thấy cô cầm theo một chiếc bánh sinh nhật dáng vẻ vội vàng. Cố Thừa Trạch tự dưng lại nổi cơn ghen tị. Rốt cuộc là người như thế nào, mà còn quan trọng hơn cả người bạn trai là anh chứ? Thế là đã cùng với thư ký Cao âm thầm theo đến tận nơi, nhưng anh lại phát hiện cô đang chúc mừng sinh nhật cho một đứa trẻ. Cái dáng vẻ dịu dàng và ấm áp đó, với dáng vẻ bình thường như cái ớt nhỏ của cô, thật sự như hai người hoàn toàn khác nhau, toàn thân toát lên dáng vẻ của tình mẫu tử. Thư ký Cao bung xóa trí tưởng tượng, anh cho rằng đây chính là đứa con ngoài giá thú của Cố Cẩn Quân và Yến Thư. Mặc dù Cố Thừa Trạch cảm thấy lời của Cao Dương quá ố dề, nhưng trong lòng vẫn có chút nhói nhói. Đang định đi lên để hỏi cho ra nhẽ, thì ngay giây sau lại nhìn thấy chủ tịch tập đoàn Hàn Thị, Hàn Chí Bằng. Thế là đã ngay lập tức hiểu ra tất cả. Hóa ra cậu bé đó chính là em trai cùng mẹ khác cha của Yến Thư. Dưới sự nhắc nhở của thư ký Cao, Cố Thừa Trạch ngay lập tức bắt lấy cơ hội này để gặp phụ huynh. Dù sao cả đời này anh đã xác định vợ mình là Yến Thư, cửa ải này sớm muộn kiểu gì cũng phải qua. Hàn Chí Bằng thấy tổng tài của Thịnh Hồng lại gọi mình một tiếng chú vô cùng thân thiết, thì đã đoán được mối quan hệ giữa anh và Yến Thư. Thế là đã trực tiếp mời anh đến bữa tiệc sinh nhật mà mình tổ chức cho con trai. Cố Thừa Trạch vui vẻ đồng ý. Yến Thư nói với anh, Quân Nhuệ mắc chứng tự kỷ do mẹ cô sinh khi tuổi đã khá cao. Nhiều năm qua đã đưa đến hết bác sĩ này đến bác sĩ khác, nhưng vẫn chưa tốt hơn. Cố Thừa Trạch an ủi cô đừng lo lắng, anh sẽ giúp liên hệ với các chuyên gia nước ngoài, biết đâu một ngày nào đó thằng bé sẽ đột nhiên tốt hơn. Tâm trạng của Yến Thư lập tức tốt lên rất nhiều, bây giờ cô cuối cùng cũng không một mình nữa. Sau này tất cả những vui buồn giận hờn của cô đều sẽ có người sẻ chia cùng. Thật tốt, Cố Thừa Trạch cũng cảm thấy hạnh phúc chưa từng có. Hóa ra được ở bên cạnh người mình thích thì làm gì cũng thật vui vẻ. Cảnh hai người ôm nhau thân mật vừa hay bị Hàn Quân Giao nhìn thấy. Cô ta sợ Cố Cẩn Quân trông thấy sẽ tức giận, thế là đã cố gắng tạo chủ đề nói chuyện để đánh lạc hướng sự chú ý của anh. Cố Cẩn Quân lúc này vẫn còn chưa biết Cố Thừa Trạch và Yến Thư đã ở bên nhau, vẫn còn tưởng bọn họ đang ở giai đoạn cạnh tranh công bằng. Thế là đã dùng hết sức hết mức để lấy lòng bố mẹ vợ tương lai. Mẹ của Yến Thư được Cố Cẩn Quân nịnh nọt thì vô cùng vui mừng, càng ngày lại càng hài lòng với anh ta. Còn Cố Thừa Trạch thì hoàn toàn không hiểu gì về nhân sinh, không những không biết nói những lời hay ý đẹp cho người lớn vui vẻ, mà còn lặp đi lặp lại nhiều lần từ chối sự tiếp đãi nhiệt tình của mẹ Yến Thư. Thậm chí còn ngay trên bàn ăn nói thẳng rằng cơm bà nấu rất bình thường, món tôm long tỉnh này là món cô mới học, thế nên chỉ nấu được vị bình thường như vậy thôi, do cho quá nhiều dầu ăn và muối, anh khiến cho tất cả mọi người ở đó đều gượng gạo. Ấn tượng của mẹ Yến Thư về Cố Thừa Trạch lại càng chạm đến đáy vực sâu. Cho dù có làm gì thì bà cũng không đồng ý,
để cho con gái ở bên cạnh cái người có IQ thấp đến đáng thương như vậy. Thế nên đã không chút đắn đo, trực tiếp hỏi Cố Thừa Trạch và cô đang là quan hệ gì. Yến Thư không muốn mẹ quá can thiệp vào chuyện tình cảm của mình, nên đã nói dối rằng bọn họ chỉ là mối quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường thôi. Mẹ Yến Thư lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó bảo cô nhất định phải giữ chặt lấy Cố Cẩn Quân, để tránh bị Hàn Quân Giao cướp mất. Yến Thư không muốn cùng bà tiếp tục chủ đề này, nên đã tiện mồm nói ok con biết rồi. Mà không hề biết cuộc trò chuyện của họ đã bị Cố Thừa Trạch nghe thấy toàn bộ. Anh cảm thấy vô cùng đau lòng, sau đó âm thầm lặng lẽ một mình rời đi. Đợi đến khi Yến Thư bận bịu xong, mới phát hiện không thấy Cố Thừa Trạch đâu nữa. Đã vậy gọi điện cho anh còn tắt máy, thế là vội vàng chạy về tìm anh. Cơ mà anh lúc này cũng không ở nhà. Yến Thư vừa lo lắng vừa tức giận, mới hẹn hò ngày đầu tiên đã chơi trò mất tích với cô rồi. Đúng là khó hiểu không chịu được. Ngày hôm sau Yến Thư tỉnh lại thì nhìn thấy Cố Thừa Trạch. Cô hỏi anh hôm qua anh bị làm sao, nhưng Cố Thừa Trạch lại coi cô như không khí, không thèm quan tâm đến cô. Sau đó một mình đi đến công ty, Yến Thư càng nghĩ càng tức giận, chẳng nhẽ đàn ông cũng đến kỳ hay gì? Hay là có được rồi nên không còn trân trọng nữa? Rất nhanh Yến Thư đã được trải nghiệm việc cả tình yêu lẫn công việc đều như quần que. Helena ở trong buổi chụp hình cứ hết lần này đến lần khác, cố tình làm khó Yến Thư. Ngay đến cả Hàn Quân Giao cũng không chịu nổi nữa, còn ra mặt nói thay cho cô vài lời. Kết quả con mẹ Helena lại vênh mặt tố cáo, trực tiếp tìm đến chỗ Cố Thừa Trạch, yêu cầu Yến Thư phải xin lỗi mình, nếu không cô ta sẽ hủy hợp đồng với tập đoàn Thịnh Hồng. Cố Thừa Trạch vì muốn Helena bình tĩnh lại, đã không thèm phân tích đúng sai bảo Yến Thư xin lỗi. Yến Thư nhìn anh với ánh mắt không thể nào tin nổi, đây là loại bạn trai gì vậy? Rõ ràng là cô đang bị bắt nạt, nhưng lại bắt cô phải cúi đầu nhận sai, để xem sau khi về nhà cô sẽ dần anh ra bã như nào. Yến Thư đè nén lửa giận trong lòng, ngoan ngoãn làm theo. Ai kêu anh ấy là ông chủ, còn cô chỉ là một người lao động thấp cổ bé họng chứ. Nhưng sau khi Yến Thư rời đi, Cố Thừa Trạch đã ngay lập tức lật bài với Helena, bảo cô sau này đừng có mà làm khó người khác nữa, đặc biệt là Yến Thư, yêu cầu cô ta thực hiện đúng theo hợp đồng và hợp tác với mọi hoạt động quay phim. Đừng có mà sơ hở lại đe dọa mọi người rằng muốn chấm dứt hợp đồng. Nếu hợp đồng thực sự bị chấm dứt thì người bị thiệt chính là cô ta thôi. Ngay khi Yến Thư vừa về nhà, Yến Thư đã thể hiện quyền lực mang tên bạn gái của mình. Cô liên tục chất vấn anh, nhưng Cố Thừa Trạch từ đầu đến cuối vẫn bày ra dáng vẻ chẳng có gì cả, cứ một mình tức giận. Yến Thư không biết gì, nghĩ Cố Thừa Trạch chỉ đang đến tháng chút chút thôi. Dù sao cô cũng đã quen với dáng vẻ sáng nắng chiều mưa của anh, nên quyết định không thèm chấp anh nữa. Nhưng khi cô vừa lên lầu, chuẩn bị làm nũng ôm ấp cầu hòa với anh, thì lại nhìn thấy anh đang thu dọn hành lý. Trước khi cô tìm được chỗ ở thì cứ ở đây đi, tôi chuyển đi chỗ khác ở. Yến Thư chẳng hiểu tại sao Cố Thừa Trạch lại đột nhiên như vậy. Không phải là vừa mới tỏ tình với cô sao? Sao mới sau một đêm đã quay xe rồi? Trái tim đàn ông đúng là như đáy biển. Yến Thư tức giận bực bội, đã tự mình chủ động chuyển đi. Sau đó hai người bắt đầu bước vào giai đoạn chiến tranh lạnh. Yến Thư hết mình tập trung vào công việc để tạm thời quên đi những phiền muộn. Nhưng Helena càng ngày càng kiêu ngạo. Cho dù Yến Thư có cố gắng nhẫn nhịn chịu đựng thế nào, thì cô ta cũng không chịu hợp tác quay chụp, cứ nhất nhất đòi Cố Thừa Trạch phải qua đây mới chịu hợp tác. Yến Thư không có lựa chọn nào khác, chỉ đành đi cầu xin sự giúp đỡ của Cố Thừa Trạch. Nhưng Cố Thừa Trạch thà chấm dứt hợp đồng còn hơn là đi tỉ tê với con mắm Helena, bởi vì anh hiểu rất rõ ý đồ của Helena. Nhưng Yến Thư lại bảo anh hãy nhìn vào đại cục, bây giờ là thời điểm quan trọng để ra mắt sản phẩm mới. Việc chấm dứt sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến sự tồn vong của cả tập đoàn. Nhưng chỉ cần anh đi dỗ ngọt Helena một chút là sự việc đã có thể nhanh chóng giải quyết rồi. Cố Thừa Trạch thấy Yến Thư không thèm quan tâm đến chuyện Helena muốn dây dưa với bạn trai của mình, thậm chí còn chủ động đẩy anh về phía người ta, thì rất tức giận. Anh đã nói ra những lời khó nghe. Yến Thư cảm thấy trong lời nói của Cố Thừa Trạch có gì đó. Hôm nay cô nhất định phải biết được tại sao Cố Thừa Trạch lại đột nhiên nói năng kỳ lạ với mình như thế. Cô đã đắc tội gì với anh rồi sao? Dưới sự tra hỏi liên tục của cô ấy, Cố Thừa Trạch cuối cùng cũng nói ra suy nghĩ của mình. Lúc này Yến Thư mới biết, thì ra Cố Thừa Trạch đã hiểu lầm cô, thế nên vội vàng giải thích, nhưng Cố Thừa Trạch không chịu tin cô. Sau tất cả thì cô cũng chưa từng đáp lại lời tỏ tình của anh là thật. Ngay đến cả Cố Cẩn Quân cũng còn không biết, bọn họ đang ở bên nhau. Mãi đến bây giờ vẫn còn theo đuổi cô không ngừng nghỉ. Yến Thư nghiêm túc suy nghĩ một thôi một hồi, thì cảm thấy trong chuyện này mình đúng là sai thật. Nếu như bạn đã thích một người, thì nên công khai giới thiệu người đó với tất cả mọi người. Chứ tại sao phải giấu giếm giếm chứ? Khó trách Cố Thừa Trạch lại bất an như vậy. Thế là Yến Thư quyết định sẽ cho Cố Thừa Trạch một lời tỏ tình hoành tráng. Cô bí mật tìm đến chỗ thư ký Cao, bảo anh tối nay nhất định phải dẫn Cố Thừa Trạch đến điểm hẹn. Sau đó giúp cô mời mấy người bạn đến để chứng kiến, đặc biệt là phải gọi bằng được Cố Cẩn Quân. Mà bên này, Cố Thừa Trạch đang rất là bực bội khó chịu vì cãi nhau với Yến Thư. Thư ký Cao thấy vậy thì ngay lập tức lấy cớ đưa anh đến một nơi để thư giãn. Anh dùng lý do đó để dụ Cố Thừa Trạch đến một khu vui chơi. Lúc này, một người mặc đồ cáo xuất hiện. Cố Thừa Trạch rất nhanh đã đoán được người đó chính là Yến Thư.
Thế là đã ngoan ngoãn đi theo cô đến vòng quay ngựa gỗ. Cố Thừa Trạch thấy khung cảnh lãng mạn như vậy thì cảm thấy rất hạnh phúc, mà Cố Cẩn Quân ở bên cạnh đau đớn muốn ngất xỉu. Người mà mình thích cuối cùng lại thành chị dâu mình. Nhìn Yến Thư mất nhiều công sức như vậy để tỏ tình với Cố Thừa Trạch thì anh ta cũng hiểu ra mình đã thua hoàn toàn trong cuộc đấu này rồi. Anh ấy là Cố Thừa Trạch, là người đàn ông mà Lê Yến Thư tôi thích. Cố Thừa Trạch, em thích anh, anh đồng ý làm bạn trai của em chứ? Cố Thừa Trạch trực tiếp bước tới trả lời câu hỏi của Yến Thư bằng một nụ hôn. Nhìn cảnh hai người hôn nhau say đắm, Cố Cẩn Quân tuyệt vọng âm thầm lặng lẽ bỏ đi. Mấy ngày sau, Cố Thừa Trạch và Yến Thư bắt đầu tiến vào giai đoạn yêu đương ngọt ngào, khiêm tốn ở trên công ty anh em các kiểu. Cơ mà Cố Cẩn Quân từ hôm đó lại không đến công ty nữa, điện thoại cũng không liên lạc được. Yến Thư không khỏi lo lắng cho anh ta. Suy cho cùng, sự việc này đã ảnh hưởng rất lớn đến anh ấy. Cô thực sự sợ rằng anh ta sẽ quay lại những ngày tháng làm công tử đào hoa, tối ngày chìm trong men say với gái gú lắm. Cố Thừa Trạch nói anh sẽ khiến Cố Cẩn Quân nghĩ thông, còn cô sau này chỉ được quan tâm đến anh thôi. Yến Thư không ngờ Cố Thừa Trạch lại có tính chiếm hữu cao như vậy, cơ mà vẫn ngoan ngoãn đồng ý. Cố Cẩn Quân vì thất tình nên lúc nào cũng trong trạng thái chán đời, suốt ngày ở trong quán bar uống rượu giải sầu. Hàn Quân Giao vẫn luôn ở bên cạnh anh đi đến đâu thì cô đi tới đó. Kết quả hai người vì say mà đã phát sinh quan hệ không tiện diễn tả bằng lời. Cố Cẩn Quân sợ đến mức kinh hồn bạt vía, anh liên tục chất vấn Hàn Quân Giao, sao cô lại có thể nhân lúc tôi buồn bã đau khổ làm ra hành động như vậy cơ chứ? Anh có gan thì nói lại lần nữa đi, sao cô lại có thể nhân lúc tôi buồn bã đau khổ làm ra hành động này cơ chứ? Hàn Quân Giao tức đến mức bem cho anh ta một trận, anh ta đang coi cô là loại người gì chứ? Cô cũng chẳng hiểu tại sao bản thân mình lại đi thích một kẻ tồi tệ như thế này. Cố Cẩn Quân sa ngã một thời gian quyết định không chạy trốn nữa. Hơn nữa anh phát hiện lần thất tình này tuy rằng không dễ chịu, nhưng cũng không đến mức đau khổ tột cùng như 7 năm trước vì Yến Thư không từ mà biệt. Có lẽ đã đến lúc anh phải buông tay hoàn toàn rồi. Thế là khi đến công ty, đã thông báo cho Yến Thư và Cố Thừa Trạch không cần phải lo lắng cho mình. Thậm chí anh còn rảnh rỗi giúp Yến Thư kiểm tra Cố Thừa Trạch. Anh kéo Yến Thư vào bên trong phòng họp, sau đó khóa cửa lại. Cố Thừa Trạch đột nhiên mất bình tĩnh, gào mồm lên yêu cầu anh nhanh chóng mở cửa. Cố Cẩn Quân nhất quyết không chịu, anh ta muốn xem thử một người luôn bình tĩnh như một con robot như Cố Thừa Trạch sẽ có vì Yến Thư là biến thành người bình thường chút không. Quả nhiên không phụ mong đợi của mọi người, giây tiếp theo Cố Thừa Trạch đạp cửa mở ra. Yến Thư vừa kinh ngạc vừa cảm động, nhưng rất nhanh Yến Thư đã chỉ còn phẫn nộ. Người ta vẫn thường nói nước trong không chảy ruộng ngoài, cô gái vừa mới hẹn hò với sếp thì ngay giây sau đã được biết tất cả chuyện này đều là chỉ thị của bà nội anh, mục đích chính là để cô đừng bám dính lấy em trai anh nữa. Yến Thư ngay lập tức cảm thấy tuyệt vọng, ban đầu cô còn nghĩ mình cuối cùng cũng đã gặp được người muốn ở bên cạnh cả đời, nhưng đến bây giờ cô mới phát hiện hóa ra chỉ là một cú lừa, ấy thế là cô vẫn cứ ngốc nghếch chìm đắm trong hạnh phúc đó. Đối diện với lời chất vấn của Yến Thư, Cố Thừa Trạch không thể phản bác. Dù sao thì ban đầu khi anh quyết định theo đuổi Yến Thư, đúng là do ảnh hưởng từ bà Cố thật. Nhưng trước đó, anh ấy đã sớm thích cô rồi. Nhưng Yến Thư đang tức giận nên chẳng nghe lọt tai một câu nào. Thậm chí còn trực tiếp nói ra lời chia tay. Sau đó thì đau lòng tuyệt vọng bỏ đi. Cố Thừa Trạch muốn đuổi theo để tiếp tục giải thích, nhưng lại bị mẹ của Yến Thư giữ lại. Sau khi bình tĩnh lại, Yến Thư cảm thấy có lẽ là Hàn Quân Giao đang cố tình gây chia rẽ. Vì dù sao chuyện như này cô ta làm đâu phải lần một lần hai, thế là cô quyết định tìm đến chỗ bà Cố để hỏi cho ra nhẽ, cơ mà kết quả lại khiến cô hoàn toàn đứng hình, có phải bà đã bảo anh ấy theo đuổi tôi không? Cô yêu thằng bé ấy rồi, rốt cuộc là có phải hay không? Bây giờ cô còn dám ở nhà tôi gào mồm nữa, đúng là không có giáo dục. Đúng vậy, chính là tôi đã bảo thằng bé theo đuổi cô đó. Yến Thư tự cười nhạo chính mình, cô cảm thấy bây giờ mình chẳng khác gì như một trò đùa, bị tất cả bọn họ quay như trong chóng. Cố Thừa Trạch điên cuồng tìm kiếm Yến Thư khắp nơi, nhưng Yến Thư dường như đã biến mất khỏi thế gian, không thấy dấu vết đâu cả. Hơn nữa còn liên tiếp mấy ngày không thèm đến công ty, Cố Thừa Trạch lo lắng đến mức muốn gọi cảnh sát. Lúc này Yến Thư bỗng nhiên quay lại, nhưng cô đến là để xin từ chức. Cố Thừa Trạch không hề do dự, ngay lập tức xé đơn xin nghỉ việc của cô. Anh cầu xin Yến Thư hãy bình tĩnh lại, để nghe anh giải thích đã. Nhưng Yến Thư bây giờ chỉ cần nhìn thấy anh thôi, là lại cảm thấy mình thật ngu ngốc và nực cười. Cô không ngờ được Lê Yến Thư cô cũng có ngày bị người khác lừa dối tình cảm. Lúc này Cố Thừa Trạch đối với cô mà nói đã bị kết án tử hình, cô không bao giờ muốn gặp lại anh ấy nữa. Sau khi Cố Cẩn Quân biết được chân tướng sự việc thì liền mắng cho Cố Thừa Trạch một trận. Anh không thể hiểu được cái kiểu nghe theo lời bà nội răm rắp của anh, rõ ràng biết Yến Thư bị bà nội bắt nạt đến thảm thương như vậy mà cứ nhất định phải rạch vết thương của cô ra để rắc thêm muối vào. Cô ấy không tha thứ cho anh cũng đáng lắm. Sau đó Cố Cẩn Quân đã đi tìm Hàn Quân Giao, hy vọng cô có thể nói cho mình biết Yến Thư đang ở đâu. Hàn Quân Giao cũng nhận ra lần này mình thật sự đã hơi quá đáng, thế là vội vàng lái xe đi tìm Yến Thư. Rất nhanh cô ta đã tìm được cô ở khu vui chơi. Mặc dù Hàn Quân Giao luôn bắt nạt Yến Thư, nhưng cô ta cũng là người hiểu cô nhất. Yến Thư đang buồn bã, sau khi nói chuyện vài câu với Hàn Quân Giao thì tâm trạng phút chốc đã tốt lên hơn rất nhiều. Hai người khó khăn lắm mới có một lần nói ra cảm xúc trong lòng. Hàn Quân Giao đã lên tiếng nói lời xin lỗi mà trước giờ chưa từng nói ra với Yến Thư. Mối quan hệ giữa hai người đã hoàn toàn được hóa giải.
Hàn Quân Giao nhìn thấy Yến Thư tâm tình không tốt thì chủ động đề nghị đi uống với cô vài ly để giải tỏa, nhưng Yến Thư lại cứ uống lấy uống để coi thường mạng sống. Hàn Quân Giao lập tức gọi điện cho Cố Cẩn Quân, bảo anh hãy đến để đón bọn họ. Sau vài giây do dự, Cố Cẩn Quân cuối cùng vẫn gọi điện thông báo cho Cố Thừa Trạch. Yến Thư và Hàn Quân Giao vừa mới bước ra khỏi quán bar đã bị mấy tên xã hội đen chặn lại trêu chọc. Cố Thừa Trạch vội vàng chạy tới hạ gục bọn chúng. Hàn Quân Giao vì muốn tạo cơ hội cho hai người, sau khi giao Yến Thư cho Cố Thừa Trạch thì lặng lẽ một mình rời đi, nhưng Yến Thư tức giận đến mức không chịu đi cùng Cố Thừa Trạch. Cố Thừa Trạch không còn cách nào khác đành phải cõng vác cô trên vai, cuối cùng Yến Thư vẫn dãy dụa thoát ra được. Sau đó Cố Thừa Trạch đã trực tiếp dùng nụ hôn để thể hiện sự chân thành của mình. Cảnh này vừa hay bị Cố Cẩn Quân chạy tới nhìn thấy. Lần này ngoài buồn bực ra thì còn có thêm cả chúc phúc. Mặc dù Yến Thư vẫn rất tức giận, nhưng cô cảm nhận được Cố Thừa Trạch thực sự thích mình. Cơ mà chính vào lúc hai người đang chuẩn bị làm lành thì đám xã hội đen vừa bị Cố Thừa Trạch cho ăn hành lúc nãy đã lần nữa quay lại, hơn nữa còn gọi thêm rất nhiều đồng bọn đến giúp. Cố Thừa Trạch nhìn thấy cảnh này thì âm thầm nhét chìa khóa vào trong tay của Yến Thư. Mau đi lái xe đi, anh sẽ chớp cơ hội nhảy lên sau. Em đi trước đi, có đi thì cùng đi, nghe lời đi. Cố Thừa Trạch đẩy Yến Thư ra phía sau lưng mình, sau đó một mình đi lên đấu với bọn chúng. Yến Thư nhân cơ hội này ngay lập tức gọi điện báo cảnh sát. Cố Thừa Trạch một mình không đấu nổi nhiều người, còn bị úp sọt từ phía sau. Đến khi Yến Thư vội vã quay lại thì vừa hay nhìn thấy cảnh một tên tương mạnh vào đầu anh. Cố Thừa Trạch lập tức ngất xỉu ngã xuống đất. Lúc này cảnh sát đã kịp thời chạy tới, dọa bọn côn đồ sợ hãi bỏ chạy toán loạn. Yến Thư nhìn thấy gương mặt dính đầy tiết và vết thương của Cố Thừa Trạch thì sợ đến tái nhợt cả người. Cô vô cùng đau khổ và tuyệt vọng. Cố Thừa Trạch vì bảo vệ Yến Thư mà bị thương rất nặng, sinh mệnh rơi vào nguy hiểm. Yến Thư chưa bao giờ cảm thấy bất an như lúc này. Cô thật sự sợ rằng Cố Thừa Trạch sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Nghĩ đến việc sẽ mất anh, cô đau lòng đến tột độ. Nhưng cô lại chẳng thể làm được cái gì cả, chỉ có thể hy vọng ông trời đừng tàn nhẫn với mình như vậy. Lúc này Cố Cẩn Quân nhận được tin thì vội vàng chạy đến. Anh ở bên cạnh an ủi Yến Thư đang tuyệt vọng, mà cuộc nói chuyện của hai người đã bị tên phóng viên chim lợn ngồi phía sau nghe thấy. Thế là tin tức tổng tài của tập đoàn Thịnh Hồng đang nằm viện cấp cứu rất nhanh đã lan truyền khắp trang báo mạng. Cơ mà Cố Thừa Trạch đã thành công vượt qua khỏi cơn nguy kịch, Yến Thư cũng ở lại chăm sóc anh cả một đêm. Khi Cố Thừa Trạch tỉnh dậy vào ngày hôm sau, câu đầu tiên anh nói chính là xin lỗi Yến Thư, đồng thời thể hiện tấm chân tình của bản thân, mà Yến Thư thì đã sớm tha thứ cho anh từ lâu rồi. Đúng là chúng ta sẽ không biết được ngày mai hay sự cố cái nào sẽ đến trước, thế nên cô phải trân trọng từng giây từng phút khi còn được ở bên cạnh anh. Cô sẽ không tức giận vô cớ với anh nữa, chỉ cần anh luôn khỏe mạnh ở bên cạnh cô là được. Nhưng ngay giây sau cô đã phát hiện Cố Thừa Trạch có gì đó sai sai, bởi vì Cố Thừa Trạch đã quên mất tại sao mình lại xuất hiện ở bệnh viện. Anh không hề nhớ gì về chuyện bị tấn công vào ngày hôm qua, hơn nữa còn dãy đành đạch lên đòi về nhà. Nhưng bị như vậy thì làm sao mà xuất viện được cơ chứ? Yến Thư ôm chặt lấy anh không cho anh động đậy, sau đó thì lớn tiếng gọi bác sĩ đến. Rất nhanh bác sĩ đã đi đến. Yến Thư vội vàng bảo đối phương hãy kiểm tra lại cho anh, nhưng Cố Thừa Trạch lại ngay lập tức né sang một bên. Bác sĩ thấy anh phản ứng nhanh và tốc độ vậy thì chắc cơ thể không còn vấn đề gì nữa đâu. Nhưng Yến Thư vẫn là không yên tâm, thế là vội vàng đuổi theo sau, âm thầm kể lại chuyện mất trí nhớ có chọn lọc của Cố Thừa Trạch cho bác sĩ biết. Bác sĩ bảo cô đừng lo lắng quá, bộ não sau khi nhận phải đả kích lớn thì sẽ có đôi chút ảnh hưởng đến ký ức, sau một thời gian nữa sẽ hoàn toàn hồi phục thôi. Cố Thừa Trạch vì lo lắng chuyện của công ty nên đã bất chấp sự phản đối của Yến Thư mà xuất viện ngay trong ngày. Nhưng vừa đến công ty, anh đã bị bà Cố mắng cho một trận. Chính vì chuyện anh giao lưu với đám côn đồ dẫn đến bị thương mà ảnh hưởng rất nhiều đến hình ảnh công ty. Bà bảo anh sau này đừng có mà làm ra những chuyện ảnh hưởng đến lợi ích của công ty nữa. Nhưng mà lại chẳng chút lo lắng hay hỏi thăm lấy một câu về vết thương hay tình trạng của Cố Thừa Trạch. Bà ta đúng là chỉ coi anh như một con tốt thí, bán mình cho tập đoàn Thịnh Hồng này vậy. Mà bên này tên phóng viên chim lợn kia vẫn còn muốn đào sâu thêm về thông tin của tổng tài tập đoàn Thịnh Hồng. Thế là sau một tràng nịnh nọt đã lấy được lòng tin của thư ký Cao. Và rồi Cao Dương đã nói hết toàn bộ, kể cả chuyện tình yêu giữa Yến Thư và Cố Thừa Trạch. Thế là ngày hôm sau, xì căng đan về hai người họ đã nằm chễm chệ lên trang bìa của tờ báo lớn. Thư ký Cao biết bản thân đã gây ra chuyện lớn, anh ta rất lo lắng sẽ bị Cố Thừa Trạch không chút lưu tình rút khỏi công ty. Không ngờ Cố Thừa Trạch khi biết chuyện không những không tức giận, ngược lại còn rất vui vẻ. Anh ấy ngay từ đầu đã không có ý định che giấu chuyện anh và Yến Thư đang yêu nhau. Bây giờ bị bọn lều báo công khai lên cũng tốt, hơn nữa như vậy thì Yến Thư sẽ không có cơ hội hối hận nữa. Yến Thư không ngờ Cố Thừa Trạch lại cũng kiểu trẻ con cố chấp như vậy, cơ mà cô rất thích ha ha. Nhưng rất nhanh bà Cố đã xông đến, không thèm phân biệt phải trái đã mắng nhục mạ Yến Thư một trận. Cố Thừa Trạch thấy vậy thì vội vàng bảo Yến Thư ra ngoài trước, để một mình anh đối diện với lửa giận của bà Cố là được rồi. Bà Cố yêu cầu Cố Thừa Trạch hãy ngay lập tức mở cuộc họp báo phủ nhận mối quan hệ của anh và Yến Thư. Cố Thừa Trạch nói đó là sự thật nên không cần phải thanh minh làm gì. Lúc này bà Cố mới biết, hóa ra Cố Thừa Trạch đã biến phim giả thành tình thật, ngay lập tức cảm thấy hối hận không thôi. Lần này đúng là không những không bắt được gà lại còn mất cả thúng thóc, nhưng bà Cố vẫn không chịu buông tha,
bà yêu cầu Cố Thừa Trạch phải chia tay Yến Thư ngay lập tức, nếu không thì anh đừng hòng làm tổng tài của tập đoàn Thịnh Hồng nữa. Nhưng lần này Cố Thừa Trạch đã quyết tâm, anh nói mình sẽ không lấy ai khác ngoài Yến Thư, nếu như bà nhất định muốn cắt chức anh thì cũng chẳng sao cả. Bà Cố bị tức đến mức muốn tăng huyết áp, nếu như không thể nói được gì Cố Thừa Trạch, vậy thì bà ta sẽ bắt đầu từ chỗ Yến Thư. Bà ta không tin nếu như Cố Thừa Trạch không còn gì cả thì Lê Yến Thư vẫn ở bên cạnh anh không rời. Bà ta trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, yêu cầu Yến Thư rời xa Cố Thừa Trạch, nếu không sẽ cắt chức vị giám đốc của Cố Thừa Trạch. Yến Thư vô cùng ngạc nhiên, không ngờ bà Cố lại có thành kiến với mình đến mức như vậy, không ngần ngại dùng cả sự phát triển của công ty để ép buộc cô phải rời đi, nhưng cô nhất định sẽ không để bà được tại nguyện. Yến Thư nói những lời khó chịu rồi rời đi. Cơ mà tuy cô ở trước mặt bà Cố thể hiện không có gì, không quan tâm, nhưng thật ra cô vẫn rất lo lắng Cố Thừa Trạch sẽ vì tập đoàn Thịnh Hồng mà bỏ rơi mình. Dù sao thì trong lòng cô hiểu rất rõ, đối với Cố Thừa Trạch thì tập đoàn Thịnh Hồng vô cùng quan trọng. Sau khi tan làm, cô đã tìm đến chỗ David để giải tỏa tâm sự. Cố Thừa Trạch về nhà không thấy Yến Thư thì đã đoán được cô đến nhà David, thế là đã tức giận đùng đùng đến gọi cô về nhà. Yến Thư nhìn thấy dáng vẻ ghen tuông của anh thì cảm thấy rất đáng yêu. Bạn trai của cô cuối cùng cũng không còn giống như con robot, lúc nào cũng bày ra bộ dạng bình tĩnh không có gì rồi. Cô ấy rất vui vì sự thay đổi này của anh. Hơn nữa kể từ lần trước vì hiểu nhầm với Cố Thừa Trạch mà suýt nữa chia tay, Yến Thư đã học được một bài học, giữa hai người không được có bí mật gì nữa. Thế là cô đã đem sự nghi hoặc của mình nói với Cố Thừa Trạch. Cố Thừa Trạch lập tức trấn an cô, Thịnh Hồng thật sự đúng là rất quan trọng với anh, nhưng em là duy nhất không thể thay thế. Trong lòng Yến Thư nghĩ không biết từ lúc nào anh ấy lại biết nói chuyện như vậy nhỉ, cơ mà cô rất thích nghe. Ngày hôm sau bà Cố đã tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị để bãi nhiệm Cố Thừa Trạch khỏi chức vụ giám đốc điều hành, rồi trao lại cho Cố Cẩn Quân. Ban giám đốc nghe xong thì bắt đầu phàn nàn về điều này, không thể tin được bà lại giao tập đoàn Thịnh Hồng cho một tên công tử vô tri đó. Cứ như vậy thì sớm muộn cùng ra đường ở thôi. Yến Thư lo lắng Cố Thừa Trạch sẽ khó chịu đau lòng, cô còn muốn nghĩ cách để an ủi anh nữa cơ. Nhưng Cố Thừa Trạch lại nói anh chưa bao giờ cảm thấy thư giãn đến thế. Anh đã cống hiến 10 năm thanh xuân của mình cho Thịnh Hồng, bây giờ cuối cùng cũng có thời gian để nghỉ ngơi thoải mái rồi. Anh bảo Yến Thư hãy cùng mình đi nghỉ mát, cô tất nhiên là đồng ý rồi. Lần này chúng ta sẽ đi du lịch cùng nhau nhé, chỉ cần ở bên anh thì làm bất cứ điều gì cũng được. Tổng tài bá đạo sau một đêm bỗng trở thành thanh niên thất nghiệp, bạn gái anh không những không ghét bỏ mà còn dành thời gian đi du lịch cùng anh. Đây là chuyến du lịch đầu tiên của Yến Thư và Cố Thừa Trạch sau khi hẹn hò. Cả hai người đều vô cùng mong chờ và hạnh phúc. Bọn họ đã trải nghiệm hết tất cả những ngọt ngào trong thế giới riêng của cả hai, chẳng mấy chốc đã gác lại tất cả âu lo ra phía sau. Cố Thừa Trạch đã buông bỏ sự kiêu ngạo và sự cố chấp của bản thân để cùng Yến Thư chơi mấy trò trẻ con ấu trĩ, thỏa mãn mong ước được nhìn thấy anh khi còn học đại học. Tuy rằng mặt anh rất không tình nguyện, nhưng anh chẳng thể nào cưỡng được cô bạn gái vừa quyến rũ vừa đáng yêu của mình. Ngoài phối hợp ra thì anh chẳng bật được cái gì cả. Cũng nhờ vậy mà anh trải nghiệm được sự vui vẻ mà trước đó chưa từng được cảm nhận qua. Yến Thư còn đưa anh đi làm những chuyện mà trước đây anh chưa từng làm lần nào, mở khóa được rất nhiều kỹ năng mới. Nhưng trên đường đi cũng xảy ra chút sự cố ngoài ý muốn, suýt nữa dọa Yến Thư sợ đến thăng thiên. Cô đưa Cố Thừa Trạch đến một sân trượt băng, khi cô đang kiên nhẫn dạy anh cách trượt thì không cẩn thận bị ngã xuống. Điều này gợi lại ký ức đau khổ trong quá khứ của Cố Thừa Trạch, trong đầu cứ hiện lên hình ảnh một cậu nhóc và mẹ của cậu bị xe tông trong một đêm mưa tầm tã. Nhưng anh lại không biết hai người đó là ai, chỉ là hễ cứ nghĩ đến lại cảm thấy buồn lòng không thôi. Yến Thư thấy vậy thì vô cùng lo lắng, cô sợ này là hậu di chứng để lại do cuộc ẩu đả lần trước. Thế là chuẩn bị kết thúc kỳ nghỉ rồi đưa anh đến bệnh viện kiểm tra ngay lập tức, nhưng lại bị Cố Thừa Trạch ngăn lại. Anh nói mình không làm sao cả, cơ thể của anh nên anh hiểu rất rõ, nếu như thật sự không khỏe thì anh sẽ không giấu đi đâu. Yến Thư nghe xong mới yên tâm hơn một chút. Thế là hai người lại tiếp tục hưởng thụ chuyến du lịch lãng mạn. Yến Thư cực kỳ thích quán ăn ven đường. Cô tưởng sau khi Cố Thừa Trạch yêu đương với mình sẽ chấp nhận đôi chút, nhưng Cố Thừa Trạch vẫn nhất định không chịu ăn. Nhưng nếu cô muốn ăn thì anh sẽ ngồi bên cạnh để bầu bạn cùng cô. Cơ mà biểu cảm viết rõ hai từ kỳ thị, cho dù Yến Thư có ăn ngon nói ngọt như thế nào thì anh cũng không mảy may động đũa. Trời ơi, anh bị làm sao vậy? Sớm muộn gì cũng có ngày em sẽ sửa được cái căn bệnh ba chấm của anh. Cố Thừa Trạch lập tức phản bác, không có gì sai khi không ăn đồ quán ven đường, đó là một lối sống tinh tế. Thế là hai người không ăn được lại bắt đầu đấu võ mồm. Cố Thừa Trạch vì muốn giành chiến thắng đã nói cho dù mình có nhiều khuyết điểm nhưng anh chưa từng nói dối bao giờ hết, làm gì giống cô suốt ngày chỉ biết nói dối. Yến Thư sốc cực mạnh, không thể tin được từ bé đến lớn chưa từng nói dối á, ai mà tin được. Yến Thư yêu cầu anh nói dối ngay tại chỗ. Cố Thừa Trạch chỉ có thể nói cho cô biết chuyện mình dị ứng với lời nói dối. Anh nói mình không thể nói dối và cũng không thể nghe được lời nói dối. Yến Thư bán tín bán nghi, trên đời này thật sự có người như vậy sao? Nghe có vẻ hơi ảo ma Canada rồi nha. Vì để xác minh xem Cố Thừa Trạch có phải
đang trêu đùa mình đấy không? Thì khi Yến Thư cùng anh đi ăn đồ Tây, đã cố tình nói đùa với anh. Trước mặt nhân viên phục vụ, cô lấy ra một xấp tiền mặt đưa cho Cố Thừa Trạch. Cảm ơn anh đã ở bên cạnh em tối qua, đây là phần thưởng dành cho anh. Nhân viên phục vụ vô cùng kinh ngạc, không thể tin được cái này không cần nạp thẻ VIP mà vẫn được nghe toàn diện, cơ mà vẫn giữ nguyên thái độ chuyên nghiệp, không phá lên cười. Còn Yến Thư thì vô cùng đắc ý chờ đợi xem phản ứng của Cố Thừa Trạch. Kết quả ngay giây sau, anh đã bắt đầu thở gấp rồi ngã gục xuống dưới đất. Yến Thư sợ hãi đến mức kinh hồn bạt vía, hóa ra bạn trai cô thật sự dị ứng với lời nói dối. Cô liên tục nói lời xin lỗi anh, đồng thời hứa sẽ không bao giờ nói dối anh nữa. Sau đó ngay lập tức đưa anh đến phòng y tế khách sạn. Cũng may anh rất nhanh đã tỉnh lại, nhưng Yến Thư vô cùng tự trách, cứ nghĩ đến một câu nói dối của bản thân có thể khiến tính mạng của Cố Thừa Trạch gặp nguy hiểm. Cô thật sự sợ muốn đứng tim, cũng may bây giờ không sao rồi. Cô âm thầm thề rằng nhất định sẽ thay đổi cái tính thích nói đùa, nói dối của bản thân. Nhưng chuyện dị ứng với lời nói dối này nói lớn thì không lớn, nhưng nhỏ cũng không hề nhỏ. Nếu như bị ai đó biết được nắm thóp, thì chẳng phải anh có thể sẽ gặp phải nguy hiểm bất cứ lúc nào sao? Thế là Yến Thư liền lên tiếng hỏi, triệu chứng này của anh bắt đầu từ khi nào? Anh đáp là từ khi được nhà họ Cố nhận nuôi. Bà Cố nói với anh rằng, anh bị cha mẹ ruột của mình bỏ rơi, cơ mà khi anh ngủ thường xuyên nhìn thấy hình ảnh hai mẹ con nhà cậu bé kia. Hơn nữa dạo gần đây chuyện này xuất hiện càng ngày càng nhiều hơn. Yến Thư đoán rằng chuyện này chắc chắn có liên quan đến ký ức thời niên thiếu của anh. Thế là đã quyết định giúp anh tìm lại đoạn ký ức tuổi thơ bị mất. Bọn họ đã kết thúc kỳ lễ sớm hơn dự kiến, chuẩn bị quay về tìm bác sĩ Triệu. Mà triệu chứng của Cố Thừa Trạch càng ngày càng nghiêm trọng, ngay đến cả khi lái xe cũng mất tập trung, suýt nữa thì gây ra tai nạn. Yến Thư thấy vậy thì cảm thấy không được chần chừ thêm nữa, thế là vội vàng đưa anh đến bệnh viện. Bác sĩ nói với họ có lẽ là sau một cú tác động vào não gần đây đã gợi lại ký ức đau đớn nhất thời thơ ấu của anh, thế nên luôn quên đi những trải nghiệm khó chịu một cách vô thức. Muốn chữa trị chỉ có thể dùng cách thôi miên để anh hoàn toàn nhớ lại ký ức bị lãng quên khi còn nhỏ. Cơ mà thôi miên cũng có rủi ro nhất định, nhưng Cố Thừa Trạch lại không chút do dự chấp nhận đề nghị này. Mặc dù anh rất thích cảm giác được Yến Thư luôn ở bên cạnh chăm sóc, nhưng anh lại càng không muốn trở thành gánh nặng của cô. Rất nhanh Cố Thừa Trạch thông qua thôi miên đã nhớ lại được rất nhiều ký ức bị lãng quên khi còn nhỏ, bao gồm cả cảnh hai mẹ con bị tai nạn và cả những thời gian hạnh phúc vui vẻ ở bên cạnh mẹ. Anh không thể hiểu được bản thân tại sao lại bị bỏ rơi, thế là đã đi đến tìm người nhận nuôi mình, chính là bà Cố, hy vọng có thể tìm được câu trả lời từ chỗ bà. Nhưng bà Cố cái gì cũng không chịu nói, thậm chí còn mạnh mồm nói nếu như anh đã dám làm trái ý của bà, vậy thì từ giờ trở đi đừng liên quan gì đến nhà họ Cố nữa. Lời của bà Cố khiến tâm trạng của Cố Thừa Trạch chạm đến đáy vực. Anh đột nhiên cảm nhận được cảm giác lần nữa bị bỏ rơi, nhưng cũng may có Yến Thư luôn ở bên cạnh anh, mới giúp anh không còn cảm giác rằng bản thân không được yêu thương. Hơn nữa, Yến Thư còn chủ động đề nghị muốn giúp Cố Thừa Trạch tìm mẹ của anh. Cô tin rằng năm đó mẹ anh bỏ rơi anh là có lý do khó nói. Thế là họ dựa vào một số manh mối mà Cố Thừa Trạch nhớ ra để đi tìm tất cả các cô nhi viện trên thành phố. Hôm đó, Yến Thư đột nhiên nhận được điện thoại của mẹ. Hóa ra bệnh tim của Hàn Chí Bằng bị tái phát khi ở trên máy bay. Tuy rằng đã được đưa đến bệnh viện kịp thời, nhưng tình hình không được lạc quan cho lắm. Yến Thư ở bệnh viện vô tình gặp Cố Cẩn Quân, thế là đã nói chuyện riêng với anh, nhờ anh tìm lại tài liệu nhận nuôi Cố Thừa Trạch năm đó của nhà họ Cố. Như vậy thì họ sẽ không còn phải tìm ngược tìm xuôi khắp các cô nhi viện như đám ruồi không đầu nữa. Cố Cẩn Quân đồng ý không chút do dự, tuy rằng bà nội anh chỉ coi Cố Thừa Trạch như một quân cờ, một khi không còn giá trị sử dụng thì dứt khoát vứt đi, nhưng từ lâu anh đã coi Cố Thừa Trạch như anh ruột của mình. Yến Thư vừa mới bước vào phòng bệnh đã nhìn thấy Hàn Quân Giao đang tức giận đùng đùng đuổi mẹ cô đi. Mối quan hệ mới được hàn gắn của Yến Thư với Hàn Quân Giao lại lần nữa bị xé toạc. Hàn Quân Giao, tôi vẫn luôn không thèm chấp nhặt cô, nhưng cô cũng nên có chừng mực chút đi. Dù có như thế nào thì mẹ tôi cũng là người vợ được bố cô danh chính ngôn thuận rước vào, cũng là trưởng bối của cô có thể có chút giáo dục không hả? Hàn Quân Giao bị mắng đến không nói lên lời, biết bản thân mình đuối lý chỉ có thể tức giận bỏ đi. Cố Cẩn Quân vừa về đến nhà đã nhân lúc bà nội không ở, anh lục lọi hết tất cả các loại hộp tủ trong phòng bà, cuối cùng cũng tìm được tài liệu nhận nuôi Cố Thừa Trạch trong két bảo hiểm, thế là ngay lập tức nói với Yến Thư. Ngày hôm sau Yến Thư đã cùng với Cố Thừa Trạch đi đến cô nhi viện anh sống khi còn nhỏ. Cuối cùng ông trời cũng không phụ người có lòng, Yến Thư vui vẻ tung tăng nhảy múa. Nhưng chuyện này dù sao cũng đã qua hơn 20 năm rồi, cũng chẳng biết nên tìm từ đoạn nào. Lúc này họ bỗng nhiên gặp một bà dì. Bà đã ở đây làm việc hơn 30 năm rồi, chẳng mấy chốc đã tìm được thông tin của mẹ Cố Thừa Trạch. Nhưng bây giờ bà ấy đang ở đâu thì không ai biết cả, nên họ chỉ đành tự tìm thôi. Cố Thừa Trạch mặc dù không giỏi nói lời ngọt ngào, nhưng anh thật sự rất cảm ơn. Vào giai đoạn tối tăm nhất của cuộc đời, anh luôn có Yến Thư ở bên cạnh, cố gắng hết sức giúp anh tìm kiếm mẹ. Thế là anh cũng cố gắng khắc phục căn bệnh của bản thân, đích thân đến quán ăn ven đường, mua món ăn mà Yến Thư thích nhất mang về nhà. Yến Thư đang nằm ngủ phút chốc bị mùi thơm đánh thức, cô cực kỳ cảm động. Phải biết rằng để mua những thứ đồ này, đối với người như Cố Thừa Trạch mà nói, thì chẳng khác gì khó hơn cả lên trời. Cố Thừa Trạch à, điều này chứng tỏ anh đã yêu em đến điên cuồng rồi, mê em lắm rồi đúng không? Hê hê, vậy em có thích kiểu tình yêu điên cuồng này hay không? Thích chứ, thích lắm.
quá là thích luôn ý, hy vọng sau này anh vẫn giữ được kiểu yêu này, chỉ được hơn chứ không được bớt. Yến Thư ôm lấy Cố Thừa Trạch muốn hôn anh, nhưng anh nhìn thấy miệng cô đầy thức ăn, thì lập tức lộ rõ sự kỳ thị liều mạng lùi về phía sau. Tuy rằng anh đúng là rất yêu Yến Thư thật, nhưng căn bệnh sạch sẽ là bản tính rất khó thay đổi. Vì để nhanh chóng giúp Cố Thừa Trạch tìm được mẹ khiến anh bất ngờ, Yến Thư lần nữa gặp riêng Cố Cẩn Quân để nhờ giúp đỡ. Thế là bọn họ đã in hình ảnh của mẹ Cố Thừa Trạch ra, đem đi giải rác khắp thành phố. Mặc dù cách này có hơi ngốc nhưng rất hiệu quả. Rất nhanh đã có người cung cấp manh mối cho Yến Thư. Thế là ngày hôm sau, cô đã dẫn theo Cố Thừa Trạch đến nơi mà mẹ anh đang ở. Nhưng mẹ của anh lúc này đã trở nên khùng khùng điên điên, chẳng nhận ra bất kỳ ai cả. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Cố Thừa Trạch, bà đã không tự chủ được mà mỉm cười. Hóa ra 20 năm trước vì gặp phải tai nạn giao thông khiến hai mẹ con họ chia cắt, từ đó trở đi ký ức của bà cứ chỉ dừng ở năm đó. Cố Thừa Trạch cuối cùng cũng biết bản thân không phải là đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi, không ai yêu thương. Hơn nữa mẹ anh còn yêu thương anh vô cùng, nếu như không phải vì không tìm thấy anh, thì bà cũng sẽ không bị mắc bệnh tâm thần. Sau khi biết được sự thật, nút thắt dày vò anh nhiều năm cũng đã hoàn toàn được tháo gỡ. Mặc dù anh và mẹ đã bị ép chia ly nhiều năm như vậy, nhưng cũng may vẫn còn cơ hội để bù đắp. Bác sĩ nói với Cố Thừa Trạch, bệnh của mẹ anh vẫn còn cơ hội để chữa khỏi. Chỉ cần anh sau này dành nhiều thời gian đến thăm bà, cải thiện tình cảm, thì biết đâu một ngày nào đó bà sẽ khỏe lại. Sau khi giúp Cố Thừa Trạch tìm mẹ xong, Yến Thư cuối cùng cũng có thể yên tâm quay về công ty làm việc. Dù sao thì cô cũng đã ký hợp đồng với tập đoàn Thịnh Hồng. Số tiền bồi thường vi phạm hợp đồng giá trên trời đó cô không trả nổi. Càng huống hồ trong nhà đã có một thanh niên Cố Thừa Trạch thất nghiệp năm không là đủ rồi. Cô phải cố gắng đi kiếm tiền để nuôi anh nữa. Cố Thừa Trạch đương nhiên gánh vác trách nhiệm đưa đón Yến Thư đi làm mỗi ngày. Yến Thư vừa tan làm đã cùng Cố Thừa Trạch đi đến bệnh viện thăm mẹ anh. Tình cảm giữa hai người cũng ngày càng thắm thiết. Thư ký Cao sau khi biết được Cố Thừa Trạch đã tìm được mẹ ruột của mình, thì quyết định đi đến thăm. Tuy rằng trước đó anh toàn bị Cố Thừa Trạch giày vò các kiểu các thứ, nhưng so với anh chàng Cố Cẩn Quân chỉ biết ăn chơi phá phách, thì anh thà bị Cố Thừa Trạch chỉ tay năm ngón. Mà bên này tình hình của Hàn Chí Bằng càng ngày càng tệ hơn. Bác sĩ đề nghị rút ống thở, nhưng mẹ của Yến Thư lại không đồng ý. Cho dù chỉ có 1/1 triệu khả năng thì bà cũng không muốn từ bỏ. Sau khi Yến Thư biết chuyện thì vội vàng chạy đến an ủi bà. Nhìn mẹ mình đau khổ tuyệt vọng như vậy, Yến Thư mới ý thức được, có lẽ nhiều năm nay cô thật sự đã hiểu nhầm bà. Xem ra năm đó bà gả cho Hàn Chí Bằng, không phải là do ham mê vinh hoa phú quý, mà là thật sự rất yêu ông. Lúc này cô hoàn toàn buông bỏ lòng hận thù của bản thân với mẹ. Hàn Quân Giao nhìn cảnh hai mẹ con tình thâm, thì không nhẫn tâm làm phiền. Cô một mình trốn ở bên ngoài đau lòng. Cố Thừa Trạch thấy vậy thì liền chia sẻ trải nghiệm của mình với cô. Hàn Quân Giao nghe xong thì cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Trong lòng nghĩ Yến Thư đúng là có mắt nhìn người thật, Cố Thừa Trạch thật sự xứng đáng để Yến Thư thích. Bên này Yến Thư và mẹ của mình cuối cùng cũng đã làm lành. Hai người đã khôi phục lại dáng vẻ nói mãi không hết chuyện. Yến Thư đem chuyện Cố Thừa Trạch đã tìm được mẹ ruột nói với bà. Bà cũng không còn phản đối chuyện con gái và Cố Thừa Trạch ở bên nhau nữa. Chỉ cần con gái bà thích thì bà sẽ ủng hộ hoàn toàn vô điều kiện. Mà Hàn Quân Giao cũng được Cố Thừa Trạch an ủi, mà nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Nhiều năm như vậy, cô lúc nào cũng coi mẹ con nhà Yến Thư là kẻ thù không đội trời chung. Cô luôn cho rằng hai bọn họ cướp hết tất cả mọi thứ của mình. Nhưng sau khi nghĩ kỹ lại thì cảm thấy, chính bản thân cô mới là người sơ hở lại tìm cơ hội bắt nạt họ. Vì bố của mình, cô quyết định buông bỏ cái nhìn phiến diện cũng như ân oán giữa hai bên. Từ nay về sau gia đình họ sẽ sống hạnh phúc với nhau. Bây giờ họ chỉ hy vọng Hàn Chí Bằng có thể nhanh chóng tỉnh lại. Bởi vì Cố Thừa Trạch hôm nào cũng đến bệnh viện chăm sóc mẹ, nên bệnh tình của bà cũng ngày một chuyển biến tốt hơn. Hôm đó, khi Cố Thừa Trạch đang giúp mẹ mình dọn dẹp giường bệnh, thì nhìn thấy một chiếc lắc tay, thế là tiện tay đút vào túi quần, sau đó lại lái xe đi đón Yến Thư tan làm. Mà mẹ của anh sau khi làm kiểm tra xong, thì phát hiện không thấy lắc tay đâu cả, thế là gần như phát điên bắt đầu lật tung mọi chỗ tìm kiếm. Nhân viên ở bệnh viện không thấy bà đâu, thì ngay lập tức gọi điện cho Cố Thừa Trạch. Cố Thừa Trạch vội vàng lái xe quay lại, anh vừa đến đã nhìn thấy mẹ suýt nữa bị xe tương. Cũng may tài xế kịp thời phanh lại tránh được rủi ro, nhưng điều này đã kích thích bà, thế là bà đã quỳ xuống dưới đất liên tục gập đầu cầu xin tài xế hãy cứu con trai mình. Cố Thừa Trạch nhìn thấy cảnh này, thì ngay lập tức nhớ thêm được một số hình ảnh bị tác động khi còn nhỏ. Hóa ra chiếc lắc tay đó không phải là của mẹ anh, mà là người đã gây tai nạn rồi bỏ trốn năm đó. Đó là chứng cứ chứng minh họ bị hại. Chẳng trách mẹ anh cho dù mất ký ức, vẫn giữ khư khư nó đến tận bây giờ. Vốn dĩ anh và mẹ không cần phải chia cắt, nhưng người đó lại không ra tay giúp đỡ, khiến mẹ con họ chia cắt hơn 20 năm. Cố Thừa Trạch âm thầm thề rằng, nhất định phải tìm được chủ nhân của chiếc lắc tay. Cơ mà chuyện này giống như đang mò kim đáy biển vậy, chỉ có thể tiến được bước nào hay bước đó thôi, chứ anh cũng không ôm hy vọng nhiều lắm. Anh ấy đem chuyện này nói với Yến Thư. Yến Thư lúc này mới biết, hóa ra trên đời này vẫn còn có người nhẫn tâm như vậy, lại có thể đối với một đứa trẻ không chịu giúp. Trộm vía Cố Thừa Trạch và mẹ của anh đều may mắn, đều được người tốt cứu sống.
Yến Thư an ủi anh đừng suy nghĩ nhiều, sau này cô sẽ luôn ở bên cạnh anh. Những ngày tháng tươi đẹp sau này của họ chắc chắn sẽ vô cùng hạnh phúc. Để động viên Hàn Chí bằng tỉnh lại, mẹ của Yến Thư đã dẫn cậu con trai mắc bệnh tự kỷ của họ đến bệnh viện. Quân Nhuệ tuy rằng không giỏi biểu đạt cảm xúc, nhưng vẫn rất chủ động nắm chặt lấy tay của bố mình. Hàn Chí bằng cuối cùng cũng phản ứng, xem ra phương pháp này thật sự có hiệu quả, hoặc chỉ cần kích thích thêm chút nữa, biết đâu ông sẽ tỉnh lại. Yến Thư đưa Quân Nhuệ về nhà để chăm sóc, lại vô tình phát hiện cậu có thiên phú cực cao với đàn piano. Bản nhạc mới nghe David đàn có một lần, cậu đã tự học thành tài đánh lại Y Nguyên. Yến Thư vô cùng kinh ngạc, đây đúng là một tin tức tốt đáng để ăn mừng. Ngày hôm sau Yến Thư lại đưa Quân Nhuệ đến bệnh viện. Theo chẩn đoán của bác sĩ, Hàn Chí bằng rất nhanh sẽ tỉnh lại. Đây đúng là một kỳ tích trong y học mà, mẹ của Yến Thư vui mừng đến bật khóc. Chẳng bao lâu Hàn Chí bằng đã xuất viện, tình trạng bệnh của mẹ Cố Thừa Trạch cũng đã chuyển biến tốt hơn. Hết tin vui này đến tin vui khác ập tới, thì nên uống rượu để chúc mừng chứ nhỉ? Cố Thừa Trạch nói với cô, thật ra có rất nhiều cổ đông tập đoàn tìm đến anh, ai cũng bày tỏ ủng hộ anh quay trở về Thịnh Hồng, nhưng anh đã từ chối. Anh không muốn chống đối hoàn toàn với bà Cố, dù sao thì bà cũng có công dưỡng dục với anh. Hơn nữa anh vẫn còn chưa chán việc làm kẻ thất nghiệp mà. Anh cố tình trêu Yến Thư rằng muốn cô bao dưỡng mình thêm một thời gian nữa. Yến Thư rất sẵn lòng, vì không phải ai cũng có cơ hội bao nuôi tổng tài đâu nhé. Hơn nữa lại còn là một tổng tài siêu cấp đẹp trai trẻ khỏe, cô chẳng có lý do gì mà từ chối cả. Nhưng Cố Thừa Trạch rất nhanh đã đem mật khẩu tài khoản thẻ ngân hàng nói với Yến Thư. Hai người cũng bước vào giai đoạn bàn chuyện cưới xin. Mẹ của Yến Thư hỏi bóng hỏi gió xem họ tính khi nào thì kết hôn. Yến Thư nói đợi tình trạng mẹ của Cố Thừa Trạch ổn định hơn thì mới bàn tới mấy chuyện này. Đồng thời cô cũng đem chuyện Quân Nhuệ có thiên phú về đàn piano nói cho họ biết. Hơn nữa chỉ cần họ đồng ý thì cô sẽ giúp Quân Nhuệ xin vào trường học âm nhạc tốt nhất thế giới. Dựa vào điều kiện của cậu thì cơ hội được chọn sẽ rất là cao. Nghe được tin này, cả Hạ Mộng và Hàn Chí bằng đều vui sướng không thôi. Dạo gần đây gia đình họ đúng là toàn chuyện vui tràn về mà. Người ta nói đại nạn không hẹo ắt có hậu phúc. Xem ra lời nói này không hề ngoa chút nào. Ngày hôm sau mẹ Yến Thư tìm đến chỗ Cố Thừa Trạch, hỏi anh ấy có suy nghĩ đến chuyện kết hôn không? Bây giờ bà không cầu gì cả, chỉ mong cả nhà có thể mạnh khỏe bình an, các con có thể tìm được hạnh phúc thuộc về riêng mình. Cố Thừa Trạch nói dạo gần đây anh cũng đang tính cầu hôn Yến Thư. Mẹ của Yến Thư nghe thấy anh nói vậy, thì cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Càng sớm tổ chức xong đám cưới cho con gái, bà cũng sẽ bớt đi được sự lo lắng. Tiếp theo, Cố Thừa Trạch bắt đầu chuẩn bị cho buổi lễ cầu hôn của mình dành cho Yến Thư. Anh gọi thư ký Cao và Cố Cẩn Quân đến để cùng anh nghĩ cách. Bọn họ nghĩ cả mấy ngày trời, cũng không nghĩ ra được cái gì thật sự hài lòng cả. Không phải là quá lố lăng ố dề, vừa có trực thăng, vừa có ban nhạc đứng diễn tấu. Nhìn là biết đây là ý của ai, không xứng đáng được đánh giá chút nào. Ý tưởng của thư ký Cao thì lại càng ba chấm, tìm một đống người xa lạ trên quảng trường vây quanh lại. Lỡ như Yến Thư không đồng ý, thì anh có mà mất mặt tới già luôn. Không còn cách nào, Cố Thừa Trạch chỉ đành tự mình nghĩ cách khác. Anh nhất định phải chuẩn bị cho Yến Thư một buổi lễ cầu hôn không thể quên. Hôm đó, Yến Thư vô tình nhìn thấy tập kế hoạch cầu hôn của anh. Hóa ra mấy ngày nay anh đang đau đầu về chuyện này, thế là Yến Thư đã đưa anh đến nơi mà hai người họ lần đầu tiên hôn nhau, rồi chủ động cầu hôn anh. Cố Thừa Trạch vừa kinh ngạc vừa áy náy, người tỏ tình là Yến Thư, giờ người cầu hôn cũng lại là cô. Trên đời này sao lại có một cô gái ngốc nghếch như vậy chứ? Nhưng Yến Thư thì lại chẳng chút quan tâm, cũng chẳng có ai quy định là chỉ có đàn ông mới được cầu hôn, em cũng có thể cầu mà. Hơn nữa, anh dạo này bận như vậy, em không muốn anh vì những chuyện này mà mất nhiều sức lực hơn nữa. Em biết anh yêu em là đủ rồi. Cố Thừa Trạch cảm thấy mình thật sự rất may mắn. Sao anh lại có thể gặp được một cô gái vừa lương thiện vừa đáng yêu như vậy nhỉ? Thế là đã đồng ý không chút do dự. Hai người hạnh phúc ôm chầm lấy nhau. Nhưng cũng vì dáng vẻ giả vờ dè dặt của Yến Thư mà đã không cẩn thận chôn một quả bom hẹn giờ cho mối quan hệ của họ. Cố Thừa Trạch tò mò hỏi cô, tại sao cô chưa từng nói câu em yêu anh với anh? Yến Thư bày ra vẻ mặt kiêu ngạo nói không muốn nói đó. Ngày hôm sau, Yến Thư đã đưa Cố Thừa Trạch về nhà, kể cho họ nghe về chuyện họ sắp kết hôn. Hạ Mộng lập tức hỗ trợ chuẩn bị, còn yêu cầu Yến Thư tối nay chuyển về nhà ở, bà nói ở với nhau trước khi kết hôn không được may mắn. Yến Thư cảm thấy quá là mê tín, nhưng vẫn nghe lời làm theo. Cố Thừa Trạch mang dáng vẻ không nỡ, giúp Yến Thư thu dọn hành lý. Đột nhiên anh nhìn thấy chiếc lắc tay, giống y hệt với cái của người gây tai nạn năm đó cho hai mẹ con anh. Chỉ có điều chữ khắc trên đó không giống nhau. Cố Thừa Trạch lập tức hoảng loạn, chắc không thể nào trùng hợp như vậy đâu chứ. Nhưng trên đời này thật sự có chuyện trùng hợp như vậy đó. Yến Thư nói với anh đó là tín vật tình yêu của bố mẹ cô, mỗi người một cái, khắc tên viết tắt của nhau. Mà chữ trên lắc tay mà mẹ của Cố Thừa Trạch luôn giữ khư khư, chính là tên viết tắt của cha Yến Thư. Hóa ra, người gây tai nạn cho mẹ con họ xong bỏ trốn ở ngay bên cạnh, hơn nữa còn chuẩn bị trở thành mẹ vợ của anh. Giây phút này, anh cảm thấy thế giới thật sự quá tàn nhẫn với mình. Ông trời đúng là biết trêu đùa con người mà. Một bên là người phụ nữ mà anh yêu nhất, một bên là người mẹ mà anh khó khăn lắm mới tìm được. Anh nên chọn thế nào đây? Cố Thừa Trạch đến viện dưỡng lão nơi mẹ anh ở ngay trong đêm, nhìn thấy bà vì sợ làm rơi chiếc lắc tay lần nữa mà trân trọng đeo lên tay như một món bảo bối, thì hiểu rằng chuyện này có mức tác động mạnh đến mức nào.
anh thật sự không thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, rồi hạnh phúc sống vui vẻ với Yến Thư được. Nhưng bảo anh chia tay với Yến Thư anh lại càng không làm được, thế là chỉ có thể lựa chọn trốn tránh. Yến Thư cũng rất nhanh phát hiện ra sự bất thường của Cố Thừa Trạch. Cô gọi điện cho anh nhưng anh chẳng bắt máy, đi đâu cũng chẳng tìm được anh. Cuối cùng lại phát hiện anh đến tập đoàn Thịnh Hồng. Hóa ra có vài cổ đông lớn trong ban quản trị đã lấy cớ để gọi anh tới. Họ cầu xin anh trở về tiếp nhận chức vị tổng tài. Tất cả mọi cổ đông đều ủng hộ anh, ngay cả khi bà Cố có muốn phản đối cũng vô dụng. Cố Thừa Trạch chưa từng có suy nghĩ sẽ thay thế Cố Cẩn Quân tiếp quản Thịnh Hồng. Nhưng lúc nào bà Cố cũng coi anh như một quả bom, sợ anh ham hố với vị trí người thừa kế Cố Thị. Thế là đã sớm sai người đi điều tra anh, nắm thóp anh, khiến anh không thể làm việc ở Thịnh Hồng được nữa. Chẳng mấy chốc bà ta đã hùng hổ đi đến, không chút do dự, đem chuyện Cố Thừa Trạch nhiều năm nay vẫn phải thường xuyên gặp bác sĩ tâm lý cho mọi người biết, thậm chí còn phóng đại rằng Cố Thừa Trạch mắc chứng bệnh tâm thần. Tập đoàn Thịnh Hồng, làm sao mà có thể giao việc quản lý cho một kẻ có vấn đề về đầu óc như vậy được chứ? Lời vừa nói ra, đã khiến tất cả mọi người trở nên nhốn nháo. Cố Thừa Trạch ở một bên không thể ngờ được bà Cố lại tuyệt tình như vậy, để đuổi anh hẳn khỏi công ty, mà không tiếc đem chuyện khó nói nhất của anh ra cho mọi người đánh giá. Thật sự không hề quan tâm chút gì đến cảm nhận của anh cả. Cố Thừa Trạch đột nhiên cảm thấy chạnh lòng sâu sắc, anh thật sự không thể ở lại đây được thêm một giây phút nào nữa. Thế là đã lê lết cơ thể nặng nề rời đi. Ấy thế mà bà Cố vẫn không bỏ cuộc, bà ta chớp lấy cơ hội, bãi bỏ vĩnh viễn chức vụ của Cố Thừa Trạch trong công ty. Hơn nữa từ giờ về sau sẽ không tuyển dụng nữa. Chẳng mấy chốc chuyện Cố Thừa Trạch mắc bệnh tâm thần đã được lan truyền khắp công ty. Yến Thư sau khi biết chuyện thì lo lắng không thôi, nhưng cô có gọi điện thoại như thế nào cũng không liên lạc được với anh. Cố Cẩn Quân nghe thấy đám nhân viên bàn tán về Cố Thừa Trạch thì liền mắng cho họ một trận. Sau khi được thư ký Cao nói cho anh mới biết, hóa ra tất cả chuyện này đều do bà nội của anh làm ra. Anh cảm thấy vô cùng thất vọng về bà mình, thế là đã tức giận đùng đùng quay trở về nhà chất vấn bà nội, khiến bà Cố phẫn nộ muốn tăng xông, cái đồ bất hiếu nhà cháu. Đợi đến khi Cố Thừa Trạch trở thành chủ nhân của tập đoàn Thịnh Hồng, đuổi cháu ra ngoài lưu lạc đầu đường xó chợ, thì cháu vẫn không cảm thấy gì sao? Anh ấy không phải là kẻ tàn ác vô nhân đạo như vậy, bởi vì anh ấy không phải bà, cháu. Trong một đêm, Cố Thừa Trạch đã phải chịu hai cú đả kích lớn. Anh chỉ có thể dùng hết sức mình xoa bóp bao cắt để trút bỏ những uất ức trong lòng. Chẳng mấy chốc Yến Thư đã tìm đến, cô muốn an ủi anh ấy. Nhưng người Cố Thừa Trạch hiện tại không muốn gặp nhất chính là Yến Thư, bởi vì hễ cứ nhìn thấy cô là lại khiến anh nhớ đến tai nạn mà mình và mẹ gặp phải. Nếu như không có vụ tai nạn năm đó thì anh và mẹ cũng sẽ không bị chia cách. Anh cũng sẽ không vì vậy mà dị ứng với lời nói dối. Và cũng sẽ không có ngày hôm nay, bị người ta chỉ trích mà không có mặt mũi đứng lên biện minh. Suy cho cùng thì mọi khổ sở anh phải chịu hôm nay đều là do mẹ của Yến Thư tạo thành. Yến Thư không hay biết gì, tưởng rằng anh chỉ đang không vui vì chuyện của bà Cố. Thế nên cho dù có bị phớt lờ cô cũng không tức giận, ngược lại còn cố gắng nghĩ cách để khiến cho anh vui. Yến Thư đặc biệt nấu bữa sáng tình yêu cho Cố Thừa Trạch ăn, nhưng anh không những không nhìn một cái mà còn đẩy cô ra xa. Yến Thư vì vậy mà bị bỏng tay. Lúc này Cố Thừa Trạch bắt đầu hoảng loạn, vội vàng giúp cô xử lý vết thương, sau đó dìu cô xuống nghỉ ngơi, còn bản thân thì âm thầm lặng lẽ dọn dẹp. Anh không còn trốn tránh, hai người dường như đã quay về cuộc sống hòa hợp bình thường. Nhưng Yến Thư luôn cảm thấy có gì đó không đúng, thế là đã tìm đến chỗ anh hàng xóm David để tâm sự. David nói chắc là Cố Thừa Trạch đang mắc chứng căng thẳng trước hôn nhân thôi. Theo như anh ấy biết thì hầu hết đàn ông trên đời đều bị như vậy. Cố Thừa Trạch chắc cũng không ngoại lệ đâu, đợi qua một đoạn thời gian nữa chắc ok thôi. Lúc này Yến Thư mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Ngày hôm sau, Cố Thừa Trạch đã đưa Yến Thư về nhà mẹ đẻ. Yến Thư vốn muốn ở nhà bên cạnh anh lâu hơn nữa, nhưng Cố Thừa Trạch lại lấy cớ nói mẹ cô nói rất đúng. Sống chung trước hôn nhân thật sự rất xui xẻo, thậm chí còn giả vờ như rất bận nên không đi vào nhà ngồi chơi. Yến Thư vừa mới về nhà, Hạ Mộng đã đề nghị, bảo cô đưa mình đi gặp mặt mẹ của Cố Thừa Trạch một lần. Dù sao thì họ cũng sắp kết hôn rồi, hai bên gia trưởng còn chưa gặp nhau lấy một lần thì cũng không phải phép. Thế là Yến Thư liền đưa bà đến viện dưỡng lão. Khoảnh khắc Hạ Mộng nhìn thấy mẹ Cố Thừa Trạch từ đằng xa, thì bỗng cảm thấy có chút quen mắt, hình như bà đã từng gặp qua ở đâu rồi. Mà đợi đến khi đối phương vẫy tay với bọn họ, chiếc lắc tay trên tay bà ấy đã khiến bà ta nhớ ra tất cả, cảm giác như một tia sét đánh giữa trời quang. Cơn ác mộng ám ảnh bà hơn 20 năm lại lần nữa xuất hiện rõ ràng trong tâm trí bà. Hóa ra hai người mà bà tương phải năm đó chính là mẹ con nhà Cố Thừa Trạch. Có chuyện trùng hợp như vậy, chẳng nhẽ chính là quả báo sao? Hạ Mông sợ hãi đến mức mặt trắng bệch. Yến Thư tuy rằng cảm thấy mẹ mình rất lạ, nhưng cũng không suy nghĩ gì nhiều. Bây giờ cô đang chuẩn bị bước vào giai đoạn hôn nhân hạnh phúc nhất đời. Mà bên này, Cố Thừa Trạch cũng đang phiền lòng về chuyện này. Anh không biết phải lựa chọn thế nào, chỉ có thể điên cuồng dọn dẹp ở nhà. Chẳng bao lâu Cố Cẩn Quân đã tìm đến. Anh muốn thay bà nội của mình chính thức nói lời xin lỗi chân thành với anh. Nhưng Cố Thừa Trạch lại nói mình không hề trách bà. Dù sao thì bà cũng đã tận tâm nuôi nấng anh hơn 20 năm rồi. Ân tình này đủ để xóa đi tất cả những tổn thương mà bà gây ra cho anh. Nhưng Cố Cẩn Quân quá là hiểu anh ấy luôn. Nếu như không phải do bà nội, thì tại sao khi không lại đi dọn dẹp vệ sinh một mình? Đây chẳng phải là chuyện khi tâm trạng anh chạm đáy vực sâu mới làm hay sao?
Cố Thừa Trạch cũng không muốn giấu giếm một mình, thế là đã nói cho Cố Cẩn Quân biết sự thật đằng sau vụ tai nạn xe hơi năm đó, nhưng lại không dám điều tra thêm nữa. Cố Cẩn Quân không hay biết gì còn mạnh miệng nói, nhất định phải điều tra đến cùng chứ, không thể bỏ qua cho một kẻ lãnh huyết vô tình như vậy được. Cố Thừa Trạch nghe đối phương nói như vậy thì càng phiền lòng hơn, thế là không chút lưu tình đuổi Cố Cẩn Quân ra ngoài. Cố Cẩn Quân ngay lập tức quay về công ty, đem chuyện này nói cho Yến Thư. Lúc này Yến Thư mới biết, hóa ra mấy ngày nay Cố Thừa Trạch đang vì chuyện này mà suy nghĩ mãi không thông. Nhưng có gì mà khó suy nghĩ đâu nhỉ, chắc chắn phải điều tra cho ra bằng được chứ, nhất định phải khiến cho cái người hại hai mẹ con anh nhận về hình phạt thích đáng. Thế là cô đã vội vàng chạy về nhà, muốn cố gắng thuyết phục Cố Thừa Trạch, người đó đã khiến mẹ con anh xa cách nhiều năm như vậy, với cái người phẩm chất thối nát, đạo đức tồi tệ như vậy thì nhất định phải bắt lại để pháp luật trừng trị, hoặc ít nhất cũng lại lên tiếng nói lời xin lỗi anh chứ. Nghe Yến Thư vì mình mà bất bình khó chịu như vậy, thì cảm xúc rối rắm của Cố Thừa Trạch mấy ngày nay cũng hoàn toàn được buông bỏ, nhưng anh không muốn Yến Thư can thiệp vào. Vì dù sao cô cũng khó khăn lắm mới buông bỏ thù hận với mẹ mình, nếu như để cô biết được chân tướng, chỉ sợ rằng cô lại càng cảm thấy khó chịu hơn anh nữa. Thế là anh giả vờ lạnh lùng nói chuyện của anh sẽ tự giải quyết không cần đến sự giúp đỡ của cô. Yến Thư thất vọng buồn bã rời khỏi đó. Hạ Mộng bỗng nhiên hỏi bóng hỏi gió rằng gần đây mối quan hệ giữa cô và Cố Thừa Trạch như thế nào. Yến Thư không muốn mẹ mình lo lắng nên đã nói mọi chuyện vẫn bình thường. Nghe cô nói như vậy, Hạ Mộng tưởng rằng bí mật của mình vẫn chưa bị phát hiện, thế là cũng coi như đã nhẹ nhõm hơn đôi chút. Bây giờ chỉ cần đi lấy lại chiếc lắc tay kia là mọi chuyện đều sẽ ổn thôi. Thế là bà đem theo nỗi sợ hãi, âm thầm đi đến viện dưỡng lão, phải đứng ở bên ngoài mãi mới bước vào, nhưng lại phát hiện Cố Thừa Trạch cũng đang ở đây, hơn nữa còn biết bà đến để làm gì. Anh trực tiếp cầm chiếc lắc tay lên, vạch trần bộ mặt thật của bà. Hạ Mông sợ hãi đến mức tim đập chân run. Hóa ra Cố Thừa Trạch đã sớm biết hết mọi chuyện, thấy sự việc đã bại lộ, bà bắt đầu khóc lóc cầu xin sự tha thứ từ anh. Bà nói mình không nên làm như vậy, nhưng bà thật sự không cố ý làm tổn thương họ. Bà cầu xin anh đừng vì chuyện này mà vin vào Yến Thư. Cố Thừa Trạch không muốn nghe bà giải thích và cũng chưa sẵn sàng tha thứ cho bà, nhưng anh chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ làm tổn thương Yến Thư, thế nên anh có thể giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đám cưới của anh và Yến Thư vẫn sẽ tổ chức như bình thường, anh hy vọng chuyện này sẽ không có người thứ ba biết, đặc biệt là Yến Thư, hy vọng bà không được để cho cô ấy biết một sơ hở nào. Thế là hai người vì Yến Thư đã thể hiện rất hòa hợp ngoài mặt. Sau đó Cố Thừa Trạch đã đến công ty nói lời xin lỗi với Yến Thư. Yến Thư thấy thái độ của anh thành khẩn như vậy thì cũng không thèm chấp nhặt với anh nữa, ai bảo cô yêu anh như vậy chứ. Chẳng mấy chốc Cố Thừa Trạch đã lần nữa đến nhà chào hỏi, cùng bàn chuyện kết hôn với mẹ của Yến Thư. Nhưng Hạ Mộng cứ cảm thấy vô cùng bất an, bối rối khó chịu không thôi. Cơ mà nhìn thấy Cố Thừa Trạch vẫn có vẻ mặt bình tĩnh như vậy, bà cũng chỉ có thể cố gắng nở nụ cười hợp tác. Chẳng mấy chốc ngày cưới đã được xác định, cô dâu tương lai Yến Thư kéo theo chị gái không cùng cha, khắp mẹ Hàn Quân Giao của mình, cùng cô đi thử váy cưới. Hàn Quân Giao cứ có cảm giác Cố Thừa Trạch có gì đó không đúng, như thể đang không được vui vẻ lắm. Cô trực tiếp lên tiếng hỏi Yến Thư, có phải Cố Thừa Trạch dạo gần đây đang có chuyện không vui gì không? Sao trông cứ đần thối như mang nhiều tâm sự lắm vậy? Không có chút gì giống như đang hạnh phúc mong chờ cuộc hôn nhân cả. Yến Thư thật sự cũng có chút hoang mang, Cố Thừa Trạch dường như không còn giống như trước đây nữa. Nhưng bản thân cô cũng không biết cụ thể là chỗ nào thay đổi. Lúc này Yến Thư đột nhiên nhận được điện thoại của David, anh ấy nói với cô trường học viện âm nhạc nổi tiếng nhất thế giới mà anh đăng ký giúp cho Quân Nhuệ đã chấp nhận đơn xin nhập học rồi, lúc nào cũng có thể đến để nhập học. Yến Thư ngay lập tức quay về, đem tin vui này thông báo cho Hạ Mông và Hàn Chí Bằng. Cơ mà Quân Nhuệ vẫn còn nhỏ, lại còn mắc chứng tự kỷ, nên chắc chắn cần phải có người ở bên cạnh đi cùng. Hàn Chí Bằng lập tức quyết định bàn giao công ty cho Hàn Quân Giao quản lý, còn ông và Hạ Mộng sẽ đến Mỹ chăm sóc cho Quân Nhuệ đi học. Đợi đến khi đám cưới của Yến Thư kết thúc, bọn họ sẽ ngay lập tức khởi hành. Chẳng mấy chốc đã đến ngày tổ chức đám cưới. Mặc dù Cố Thừa Trạch và bà Cố đã cãi nhau trận to, nhưng trong lòng anh vẫn luôn coi bà là bà ruột, thế là đã đích thân đem thiệp hồng đến trao cho bà. Anh hy vọng bà có thể đến chứng kiến thời khắc hạnh phúc của mình. Chẳng mấy chốc đã đến ngày tổ chức đám cưới, Yến Thư không nghe theo sự phản đối của mẹ mà quyết định đích thân đến viện dưỡng lão để đón mẹ chồng. Dù sao thì bệnh tình của bà ấy cũng mới hồi phục tốt hơn chút, nếu như cử người lạ đến đón bà sẽ khiến bà bị nhận đả kích mà khó chịu mất. Nhưng khi đến viện dưỡng lão, cô đã nhìn thấy mẹ Cố Thừa Trạch đang sốt ruột tìm kiếm một chiếc lắc tay. Bởi vì thời gian cấp bách nên Yến Thư định đưa bà đến tham gia hôn lễ trước đã, rồi sẽ quay về giúp bà tìm lại sau. Nhưng bà lại cố chấp nói nếu như không tìm được chiếc lắc tay thì bà cũng sẽ không đi đâu cả. Thế là Yến Thư chỉ đành nhờ mọi người trong viện giúp mình cùng nhau tìm kiếm. Cũng may có nhiều người giúp nên chiếc lắc tay rất nhanh đã được tìm thấy. Yến Thư cảm thấy vô cùng vui vẻ, như này thì cô dâu là cô đây, cuối cùng cũng có thể tổ chức đám cưới đúng giờ rồi, nếu không mọi người sẽ tưởng cô dâu hối hận bỏ trốn mất. Khi Yến Thư nhìn thấy dòng chữ viết tắt trên lắc tay thì phút chốc cảm thấy như sét đánh ngang tai, xem ra việc cô dâu bỏ trốn hôm nay cô bắt buộc phải làm rồi. Hóa ra hung thủ gây tai nạn bỏ trốn mà Cố Thừa Trạch vẫn luôn khổ sở tìm kiếm chính là mẹ của cô. Hơn nữa nhớ lại những hành động thái độ bất thường của anh,
thì có thể thấy anh đã sớm biết sự thật tàn nhẫn này rồi, nhưng cuối cùng lại vì cô mà che giấu nó. Đột nhiên cảm giác áy náy tràn ngập trong cơ thể cô, khiến cô cảm thấy cuộc sống này thật khó sống quá đi. Mà bên này, tại hiện trường buổi hôn lễ, tất cả mọi người đều sốt ruột đợi Yến Thư, nhưng điện thoại của cô mãi chẳng liên lạc được. Khi Cố Thừa Trạch đang định đi ra ngoài tìm thì Yến Thư đã trở lại, nhưng lại có dáng vẻ thất thần, hơn nữa còn không mặc váy cưới. Cơ mà Cố Thừa Trạch lại không nhận ra được điều bất thường nơi cô, anh còn nở nụ cười đi lên đón cô. Nhưng Yến Thư lại chỉ nói một câu ngắn gọn đơn giản, rằng mẹ anh rất khỏe, bảo anh đừng lo lắng, rồi trực tiếp ở trước mặt mọi người tuyên bố hủy bỏ hôn lễ, sau đó đau lòng tuyệt vọng rời đi. Cố Thừa Trạch cuối cùng cũng phản ứng kịp, thế là ngay lập tức chạy đuổi theo sau để hỏi cho rõ ràng. Vì để Cố Thừa Trạch hoàn toàn buông bỏ, Yến Thư chỉ đành nhẫn tâm nói, bản thân mình chưa từng thích anh, từ đầu đến cuối tất cả chỉ là đang chọc tức báo thù bà Cố mà thôi. Cô biết Cố Thừa Trạch bị chứng dị ứng với lời nói dối nghiêm trọng, cô thật sự rất sợ bị anh phát hiện, thế nên khi nói những lời đó cứ cố gắng tránh ánh mắt của anh. Nhưng Cố Thừa Trạch lại cứ bắt cô phải nhìn thẳng vào mắt mình rồi nói lại lần nữa thì anh mới chịu tin. Yến Thư không còn cách nào, chỉ đành làm theo. Em Lê Yến Thư, từ trước đến giờ chưa từng thích anh, cũng chưa từng muốn cùng anh kết hôn, bây giờ anh có thể để em đi được chưa? Vốn tưởng rằng ngay giây sau, Cố Thừa Trạch sẽ phát hiện ra cô đang nói dối, nhưng cơ thể của anh lại chẳng có chút cảm giác khó chịu nào, lần này anh thật sự đã buông tay. Trong lòng Yến Thư cũng vô cùng nghi hoặc, rõ ràng những gì cô nói không phải là sự thật, vậy tại sao Cố Thừa Trạch lại không có phản ứng gì chứ? Nhưng để cho anh ấy hiểu nhầm như vậy cũng tốt, ít nhất cũng đỡ phải đối diện với chuyện hai người yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau, như vậy thì càng đau khổ hơn nhiều. Mẹ của Yến Thư thấy vậy thì lập tức đuổi theo cô rồi mắng cho một trận. Bà nói cô sao có thể hành động trẻ con như vậy, hôn lễ đang yên đang lành tự dưng nói hủy là hủy, như này chẳng khác gì để người ta cười vào mặt sao? Nhưng người mà Yến Thư không muốn nhìn thấy nhất vào lúc này chính là bà ấy. Bà chính là người đã hủy hoại hạnh phúc của cô. Bây giờ bà có tư cách gì để đến chỉ trích cô cơ chứ? Yến Thư đi đến trước phần mộ của cha mình, cô đau đớn khóc lóc suy sụp. Bây giờ người duy nhất mà cô có thể tâm sự chỉ có người cha đã mất nhiều năm của mình thôi. Hạ Mộng rất nhanh đã tìm đến, bà thật sự không thể hiểu nổi Yến Thư tại sao lại đột nhiên đòi hủy đám cưới. Yến Thư cũng không muốn nhiều lời với bà, thế là đã trực tiếp ném chiếc lắc tay về phía đối phương. Hạ Mộng phút chốc hiểu được ra tất cả, cuối cùng bà vẫn trở thành tội nhân thiên cổ đã phá hoại hạnh phúc của con gái mình, đúng là nghiệp chướng mà. Yến Thư thất tha thất thiểu đi lang thang trên đường, trong đầu toàn là những giây phút khi còn ở bên Cố Thừa Trạch, lúc đó cô đã hạnh phúc và vui vẻ biết bao nhiêu, thì bây giờ lại đau đớn và tuyệt vọng đến bấy nhiêu. Mà nỗi đau của Cố Thừa Trạch thật sự cũng chẳng kém hơn cô là bao. Để được ở bên cạnh Yến Thư, anh khó khăn lắm mới áp chế được thù hận của mình đối với mẹ cô. Nhưng đến cuối cùng anh lại phát hiện, Yến Thư căn bản chưa từng yêu anh. So với việc mẹ cô đã hại hai mẹ con anh chia cắt vào 20 năm trước, thì việc Yến Thư không yêu anh lại càng tàn khốc gấp hàng trăm hàng nghìn lần. Anh thật sự không thể nào chấp nhận được, chỉ có thể mượn rượu không ngừng làm tê liệt bản thân, suốt ngày ở trong trạng thái say mềm nát bét. Còn Hạ Mông thì rơi vào tình trạng tự trách, bà một mình đi đến bệnh viện, bật khóc quỳ xuống cầu xin sự tha thứ từ mẹ của Cố Thừa Trạch, đồng thời cũng nói cho Cố Thừa Trạch biết nguyên nhân thật sự mà Yến Thư đòi hủy bỏ hôn lễ. Nhưng Cố Thừa Trạch không còn tin nữa, việc Yến Thư không yêu anh rõ ràng là sự thật, bởi vì cơ thể của anh đã cho anh biết đáp án. Nhưng mà anh không biết rằng, từ giây phút tìm thấy mẹ mình, chứng dị ứng với lời nói dối của anh đã khỏi hẳn rồi, chỉ là bản thân anh không nhận ra mà thôi. Sáng sớm hôm sau, Yến Thư đã đi đến viện dưỡng lão để thăm mẹ của Cố Thừa Trạch, nhưng lại từ miệng của y tá biết được, hôm qua bởi vì bị một người phụ nữ làm cho kích động, nên trong tương lai ngoài người nhà ra, thì không ai được phép đến thăm cả. Yến Thư vừa nghe đã biết lại là chuyện tốt do mẹ mình làm, thế là đã tức giận đùng đùng, quay trở về nhà chất vấn Hạ Mộng. Cô bảo bà đừng có thêm dầu vào lửa nữa, những tổn thương mà bà gây ra cho Cố Thừa Trạch và mẹ của anh ấy đã quá đủ rồi, thế nên đừng có đến làm phiền bọn họ nữa. Hạ Mộng ấp a ấp úng giải thích rằng mình thật sự đến gặp bọn họ đều xin lỗi, nhưng không ngờ không những không xin được sự tha thứ mà còn khiến mẹ của Cố Thừa Trạch khó chịu. Cơ mà cảm giác tội lỗi của Yến Thư càng sâu thì lại càng cảm thấy khó chịu oán hận mẹ của mình. Bây giờ mẹ chỉ dựa vào một câu xin lỗi đã muốn người ta tha thứ, như vậy có phải quá là mặt dày vô sỉ không vậy? Anh ấy bây giờ chỉ cần nhìn thấy con một cái đã sẽ cảm thấy đây chính là con gái của kẻ thù mình. Con cho dù chỉ còn một chút ít liêm sỉ thì cũng chẳng dám hy vọng anh ấy sẽ tha thứ cho mình. Bà Cố sau khi biết đám cưới bị hủy bỏ cũng tìm đến chỗ Yến Thư rồi lại bắt đầu chỉ trích cô. Bà ta bày ra dáng vẻ ngạo mạn nói, người nhà họ Cố muốn cưới cô làm vợ chính là phước tám đời nhà cô, thế mà cô lại không biết trân trọng. Nhưng Yến Thư nhạy bén, nghe thấy lời của bà Cố, tuy không đề cập đến một từ Cố Thừa Trạch nào, nhưng rõ ràng là đang rất quan tâm và bảo vệ anh. Xem ra sâu thẳm trong trái tim bà thì vẫn coi Cố Thừa Trạch như người nhà của mình. Đây chính là điều duy nhất khiến Yến Thư vui vẻ trong hai ngày gần đây. Cô cảm thấy rất an lòng, xem ra bà Cố cũng không tàn nhẫn và vô nhân tính như những gì bà hay thể hiện ra nhỉ. Cô thật sự cảm thấy mừng cho Cố Thừa Trạch. Cố Cẩn Quân sau khi biết được chân tướng việc Yến Thư chia tay với Cố Thừa Trạch từ chỗ Hàn Quân Giao,
thì đã ngay lập tức đi tìm Cố Thừa Trạch, nói cho anh biết chuyện đó. Nhưng Cố Thừa Trạch lại chẳng có động tĩnh gì. Cố Cẩn Quân nhìn anh có dáng vẻ như muốn tự hủy này thì thật sự vô cùng lo lắng. Anh nói cho dù mẹ của cô đã làm tổn thương anh, thì cũng không nên đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu của Yến Thư hay từ bỏ tình cảm giữa hai người chứ. Nhưng Cố Thừa Trạch lại nói Yến Thư không thích mình, anh cũng không thể cứ mặt dày cố chấp bám dính lấy cô chứ. Cố Cẩn Quân nghe xong thì bật cười khanh khách, trời ơi, một lời nói dối rõ mồn một như vậy mà anh cũng tin được á. Thế là Cố Thừa Trạch đã đem chuyện mình dị ứng với lời nói dối nói cho Cố Cẩn Quân biết. Cố Cẩn Quân bán tín bán nghi, thế là đã liền chơi ngay một câu nói dối để xác định đôi chút. Nhưng Cố Thừa Trạch lại chẳng có phản ứng gì cả, quả nhiên là đang bốc phét mà, trên đời này làm gì có chuyện ảo ma như vậy được. Lúc này Cố Thừa Trạch mới phản ứng lại, chẳng nhẽ chứng dị ứng với lời nói dối của anh đã khỏi rồi sao. Anh ấy không dám tin, thế là vội vàng bảo Cố Cẩn Quân hãy nói thêm mấy câu nói dối ố dề khác xem như nào, và anh vẫn như cũ không chút phản ứng. Cố Thừa Trạch ngay lập tức cảm thấy vui mừng khôn xiết, hóa ra việc Yến Thư nói không yêu anh là nói dối. Thế là anh không nhịn được liền đi tìm Yến Thư. Anh chỉ cần biết Yến Thư yêu mình là đủ rồi, những ân oán khác anh chẳng còn quan tâm. Chẳng bao lâu anh đã tìm được Yến Thư ở căn cứ địa bí mật của họ. Cô lúc này đang âm thầm một mình rơi nước mắt. Cô rất bất ngờ khi Cố Thừa Trạch tìm đến đây. Xem ra anh đã biết hết tất cả rồi, nhưng hai người họ thật sự không có khả năng. Yến Thư càng yêu Cố Thừa Trạch thì lại càng cảm thấy tội lỗi với anh. Cô thật sự không thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục sống bên cạnh Cố Thừa Trạch được. Ngay cả khi Cố Thừa Trạch không hề hận cô thì cô cũng chẳng có cách nào tha thứ cho chính mình. Cố Thừa Trạch không muốn chia tay, nhưng anh nói mình sẽ cho cô thời gian để tiêu hóa cảm xúc này, cho dù mất bao lâu anh cũng sẽ đợi. Yến Thư chán nản quay trở về nhà. Hàn Chí Bằng thấy cô hận Hạ Mộng như vậy thì đã nói cho cô nghe sự thật về năm đó. Hóa ra năm đó Hạ Mộng bỏ hai bố con Yến Thư không phải vì ham vinh hoa phú quý, mà là do chuyện đó đã bị cảnh sát phát hiện, tài xế bị phán quyết mà bà cũng bị liên lụy. Vì để không liên lụy hai cha con Yến Thư, bà chỉ đành giả vờ tuyệt tình bỏ đi. Càng khiến Yến Thư không thể nào ngờ được là lý do năm đó Hạ Mộng không chịu giúp là vì vội vàng quay trở về thăm đứa con gái đang bị ốm nặng. Yến Thư phút chốc lại càng cảm thấy tội lỗi hơn nữa. Cô đã liên tục trách móc mẹ mình rất nhiều năm, hơn nữa lại chính cô là người gián tiếp hại hai mẹ con Cố Thừa Trạch chia cách nhiều năm. Bây giờ thì cô đã hoàn toàn rơi vào áy náy tuyệt vọng không thể thoát ra. Yến Thư chán nản bất lực, quyết định đi ra nước ngoài chăm sóc em trai đi học, chính thức nói lời tạm biệt hoàn toàn với quá khứ. Mà bên này, bệnh tình của mẹ Cố Thừa Trạch cũng đã chuyển biến tốt hơn, ý thức cũng dần dần tỉnh táo lại. Bà bảo Cố Thừa Trạch hãy chăm sóc cho Yến Thư thật tốt, nhất định không được vì ân oán của đời trước mà từ bỏ một cô gái tốt như vậy. Cố Thừa Trạch không hề ngăn cản Yến Thư đi nước ngoài, bởi vì anh biết anh không thể nào ngăn nổi. Nhưng anh vẫn đến sân bay để tiễn cô. Anh nói với Yến Thư, cho dù mất bao lâu anh cũng sẽ đợi cô quay về. Em mỗi ngày đều phải nhắc nhở bản thân sự thật rằng em yêu anh, nhớ chăm sóc tốt cho bản thân mình. Cố Thừa Trạch lưu luyến không lỡ buông tay Yến Thư ra. Lần chia tay này không biết đến bao giờ mới gặp lại. Anh hy vọng nó không quá lâu, bởi vì anh thật sự không thể không có cô. Mà Yến Thư cũng cảm thấy rất không nỡ, nhưng lại không thể không chia tay với anh. Nếu như cứ có cái cảm giác tội lỗi trong lòng, sớm muộn gì cũng nuốt hết tình yêu cô dành cho anh. Tạm thời chia cách mới là kết cục tốt nhất dành cho họ. Cố Thừa Trạch mỗi ngày đều ảo tưởng Yến Thư vẫn còn ở bên cạnh. Chỉ có như vậy anh mới cảm thấy thời gian không bị dài lê thê. Nhưng tất cả điều này đều thật tệ. Khi anh nhận ra mọi thứ chỉ là ảo giác, thì thứ duy nhất còn lại chỉ có nỗi đau đớn tột cùng. Cố Cẩn Quân thật sự không thể chịu được cái cảnh Cố Thừa Trạch hôm nào cũng hành hạ bản thân mình như vậy. Thế là chỉ cần có thời gian lại đi tìm anh, thậm chí còn kéo theo Hàn Quân Giao để tình báo thông tin của Yến Thư ở nước ngoài. Hy vọng Cố Thừa Trạch nghe thấy tâm trạng có thể tốt hơn. Cố Thừa Trạch cũng không muốn để bọn họ phải lo lắng nữa. Thế là quyết định lấy lại tinh thần, cống hiến hết mình vào công việc. Tập đoàn Thịnh Hồng dưới sự quản lý của anh đã lại vươn lên một tầm cao mới. Bà Cố cũng đã buông bỏ sự phòng bị với anh, đối xử với anh như cháu trai ruột thịt, cũng yên tâm trao lại công ty cho anh. Chớp mắt thời gian đã 2 năm trôi qua, đến ngày tổ chức lễ kỷ niệm hàng năm của tập đoàn Thịnh Hồng, Cố Thừa Trạch ở trước mặt mọi người tuyên bố từ chức, bàn giao lại cho Cố Cẩn Quân, vì anh muốn sang Mỹ để tìm Yến Thư. Nhưng ngay giây sau, anh đã nhìn thấy người mình mong nhớ đêm ngày xuất hiện đang từ từ bước tiến về phía anh. Cố Thừa Trạch không nhịn được mà chạy về phía cô. Tình yêu của cả hai người được tất cả mọi người tại hiện trường chúc phúc. Cố Thừa Trạch còn ở ngay đó nói lời cầu hôn cô, muốn nhanh chóng hoàn thành buổi hôn lễ còn đang dang dở của hai người vào 2 năm trước. Anh có chuyện gì quan trọng đến mức bỏ cả việc vậy? Kết hôn sinh con, ồ thế chúc anh thành công nha. Anh không cần lời chúc phúc của em, anh cần em ở bên cạnh anh. Thế là họ bắt đầu hôn nhau thắm thiết như trốn không người. Hai người trải qua đủ các loại nằm gai nếm mật, cuối cùng cũng được ở bên nhau. Từ giây phút này trở đi, thứ chào đón họ chỉ có hạnh phúc và vui vẻ. Bộ phim tới đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành với mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo trên kênh.